Triệu Hiểu Tuệ thở dài, Thuần Lương, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải vì bất luận kẻ nào trở về, vô luận là Thịnh Chiêu Huy vẫn là Trần Kiến Tân, bọn hắn đều không đáng đến ta làm một chuyện gì. Hứa Thuần Lương nhìn qua Triệu Hiểu Tuệ, từ nàng tăng tốc nhịp tim có thể đánh giá ra nàng đang nói láo, người đang nói láo thời điểm chắc chắn sẽ có rất nhiều nhỏ xíu biểu hiện. Triệu Hiểu Tuệ nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà dùng để che giấu mình bất an, Thịnh Chiêu Huy cho ta không ít tiền, ta đã tài vụ tự do, nhưng là ta không có chút nào khoái hoạt, ta không biết về sau hẳn là như thế nào đi bổn đối con của ta muốn làm chút chuyện, theo dựa vào năng lực của mình đi kiếm tiền, ta chỉ muốn thoát khỏi đối với bất kỳ người nào phụ thuộc, ta muốn làm một cái độc lập mình, ngươi hiểu chưa? Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, minh bạch, hắn hiểu được chính là mình không ngăn cản được Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ cũng không phải là cái quá mức để ý độc lập người thiết người. Thật minh bạch, thật minh bạch. Ê, hai người đồng thời nở nụ cười, Triệu Hiểu Tuệ cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, thật vất vả mới ngưng cười âm thanh, sau đó nhìn qua Hứa Thuần Lương con mắt, hết sức chăm chú nói, ta không có lừa ngươi, thế giới này bên trên chỉ có một người mới đáng giá ta vì hắn làm một chuyện gì. Một, Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà. Bởi vì hắn rõ ràng Triệu Hiểu Tuệ nói tới người kia chính là mình. Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi đừng sợ a, ta đối với ngươi nhưng không có ý nghĩ xấu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có một chút không rõ, hai từ nhỏ như vậy ngươi chẳng lẽ bỏ được rời đi. Triệu Hiểu Tuệ nói, có cái gì không bỏ được, dù sao hắn họ Thịnh, có Thịnh gia người chiếu cố. Nàng lắc đầu nói, đừng nói ta, đúng, ngươi cùng Tô Tình tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, cái gì tình huống như thế nào? Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi chớ cùng ta giả ngu, Tô Tình đối với ngươi như vậy ta đều nhìn ở trong mắt đâu, đi qua bên cạnh ngươi có Mai Như Tuyết, hiện tại các ngươi không phải đã chia tay, Tô Tình vô luận tướng mạo vẫn là nhân phẩm nhưng đều là ngàn dặm chọn một A, chúng ta cái vòng này có rất ít như thế giữ mình trong sạch nữ hài tử, càng hiếm thấy hơn là nàng đối ngươi mối tình thắm thiết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật xa trở về chính là vì tác hợp hai chúng ta. Triệu Hiểu Tuệ nói, hai người các ngươi còn cần ta tác hợp. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm ánh mắt đều nhanh kéo. Hứa Thuần Lương cho rằng nàng cái này hình dung từ tương đối chuẩn xác, cười nói, xem ra đạo hạnh của ta còn chưa đủ sâu. Triệu Hiểu Tuệ nói, người đạo hạnh đủ sâu, Tô Tình nhưng không có người mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất, thật, người đối nàng tốt đi một chút. Hai người đang nói chuyện, Tô Tình đến đây, Hứa Thuần Lương một mặt kinh ngạc, hắn không có hẹn Tô Tình. Tô Tình chắc chắn sẽ không là trùng hợp tới đây. Triệu Hiểu Tuệ nhỏ giọng nói, ta hẹn nàng sau một tiếng tới, ngươi liền nói mình vừa tới, ta chờ một lúc còn phải đi đài truyền hình, tìm vị mỹ nữ cùng ngươi. Hứa Thuần Lương thầm than, nội tâm của phụ nữ chính là nhiều. Triệu Hiểu Tuệ hướng Tô Tình phất phất tay, Tô Tình, ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta đều đến. Tô Tình nói, Hiểu Tuệ tỷ, ta không có đến trễ a. Ánh mắt hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, chủ nếu là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua thật sự là quá lúng túng, nếu như không phải kia hai cái cảnh xem xét, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã gạo nấu thành cơm đi. Tô Tình ý thức được đầu óc của mình đều trở nên có chút không bình thường, giống như không nên oán trách người ta cảnh sát, rõ ràng là Hứa Thuần Lương xáo lộ mình, thông qua một đêm trằn trọc nàng xem như suy nghĩ minh bạch, đều là Hứa Thuần Lương xáo lộ, ly kia trà hắn là cố ý dội tại trên đũng quần. Làm sao không bắt hắn cho bỏng chết? Hứa Thuần Lương như không có việc gì rót một chén trà cho Tô Tình, cười nói, phỏng vấn tiến hành thuận lợi sao? Trò chuyện khởi công việc Tô Tình liền tự nhiên rất nhiều, ẩn Long Sơn đường hầm phát hiện chính là một cái hán đại mỏ đá, kỳ thật tại thiết kế mới bắt đầu liền suy tính điểm này, trước mắt thiết kế đơn vị đã tiến hành một lần nữa điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng đến đường hầm công trình tiến độ. Nghe bọn hắn nói, về sau muốn đem mỏ đá làm Đông Châu Viện bảo tàng một bộ phận. Kiến thiết một cái dưới đất quán triển lãm cung cấp mọi người tham quan. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta rời đi Đông Châu thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là nơi này biến hóa thật sự là không nhỏ, ta rời đi thời điểm Đông Châu văn lữ trọng điểm vẫn là Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, hiện tại biến thành chế tạo Đông Châu lịch sử văn mạch, bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, bí thư đổi, phương châm chính sách cũng thay đổi. Hứa Thuần Lương cười nói, Hiểu Tuệ tỷ. Người xem ra là đối Đông Châu văn lữ tình huống không có chút nào hiểu rõ, chính sách không có gì cải biến, chẳng qua là hai cái đùi đi đường, lịch sử văn mạch muốn rèn đúc, cấp quốc gia du lịch độ giả khu cũng muốn tiếp tục kiến thiết. Triệu Hiểu Tuệ nói, kỳ thật Nguy Sơn Hồ kia một vùng thực là không tồi, ta đối Đông Châu cái này lịch sử văn mạch hứng thú không lớn,
nhìn qua bọn hắn phương án kế hoạch, trên cơ bản đều là địa chỉ ban đầu xây lại, giả cổ kiến trúc chính là giả cổ kiến trúc, cùng chân chính lịch sử văn vật chênh lệch quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói như vậy, hiện tại giả cổ kiến trúc thả cái 300-500 năm cũng thành lịch sử văn vật. Tô Tình nói, hiện tại giả cổ kiến trúc đều là xi măng bê tông, có thể thả cái 1-200 năm đều quá sức. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi lợi hại, ta không cùng các ngươi hai đấu mồm mép. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta còn có việc, phải đi đài truyền hình một chuyến, hai người các ngươi chuyện vãn đi. Hứa Thuần Lương giả mù sa mưa nói, chớ đi a, còn muốn mời ngươi ban đêm cùng nhau ăn cơm đâu. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, ta không có làm bóng đèn thói quen. Nàng hướng Tô Tình chớp chớp mắt, giơ tay lên túi rời đi. Tô Tình đứng dậy đưa tiễn, Triệu Hiểu Tuệ đem nàng nhấn trở về. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ, ta nói cho ngươi sự tình ngươi lại suy nghĩ một chút. Triệu Hiểu Tuệ không quay đầu lại, khoát tay áo. Tô Tình đợi nàng sau khi đi, nhỏ giọng nói, các ngươi trò chuyện cái gì đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, trò chuyện ngươi. Tô Tình nhìn thấy hắn một mặt cười xấu xa dáng vẻ, nhấc chân liền giẫm tại hắn trên bàn chân, ngươi cái bại hoại, xáo lộ ta. Hứa Thuần Lương nói, điểm nhẹ, ta đau a. Tô Tình giơ chân lên, tướng một bên túi giấy đưa cho hắn, bên trong là Hứa Thuần Lương tối hôm qua thoát tại trong nhà nàng quần áo, nàng đã rửa sạch hong khô. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn a. Tô Tình nói, ta nhưng không chịu nổi, Hứa Thuần Lương, ngươi làm sao nhiều như vậy lệch ra tâm nhãn a. Hứa Thuần Lương nói, hôm qua uống nhiều quá, ngươi chưa nghe nói qua rượu có thể mất lý trí. Tô Tình khuôn mặt đỏ bừng, nhấp một ngụm trà nói, ngươi về sau uống ít một chút. Ai, Hứa Thuần Lương biểu hiện được tựa như là một cái nói gì nghe nấy bé ngoan. Tô Tình nói, ngươi không sao chứ. Hứa Thuần Lương nói, cũng không thể nói không có việc gì. Tô Tình nói, thế nào? Hứa Thuần Lương nói, biến lớn, nóng nở ra lạnh co lại, không tin ngươi sờ sờ. Tô Tình thẹn thùng nhăn nhăn cái mũi, chán ghét chết rồi, đây chính là công chúng trường hợp, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ. Hứa Thuần Lương thấy được nàng mí mắt có chút sưng vù, ôn nhu nói, tối hôm qua ngủ không ngon. Tô Tình nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng thế. Tô Tình nhìn qua Hứa Thuần Lương, não bổ ra người này trần như nhộng từ 23 lâu leo trèo mà xuống tình cảnh, nhịn không được bật cười. Hứa Thuần Lương nói, có gì đáng cười. Tô Tình nói, tối hôm qua thật sợ ngươi vừa mất đủ bỗng nhiên tầng thiên cổ hận. Một, Hứa Thuần Lương nói, Tô Tình, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, là có người hay không nhòm ngó trong bóng tối lấy nhất cử nhất động của ngươi. Tô Tình kỳ thật cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, Hứa Thuần Lương nói chuyện nàng càng thêm sợ hãi, một gương mặt xinh đẹp trở nên tuyết trắng, không có khả năng, ta màn cửa đều kéo phải hảo hảo. Hứa Thuần Lương nói, hôm nào ta đi nhà ngươi hảo hảo kiểm tra một chút. Nhìn xem là có người hay không trong nhà trang máy nghe trộm loại hình đồ vật. Không thể nào, Tô Tình biểu lộ tràn đầy sợ hãi, Hứa Thuần Lương kiểu nói này nàng cũng không dám về nhà. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta đoán chừng báo án người này đối ngươi không có ác ý, hẳn là hướng về phía ta tới. Tô Tình lông mi đen dài rủ xuống đi, nàng biết Hứa Thuần Lương đang nói cái gì. Hứa Thuần Lương sở dĩ tại Tô Tình trước mặt nói lời nói này. Nhưng thật ra là muốn nhìn phản ứng của nàng, Tô Tình phản ứng càng nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán, tối hôm qua báo án người 89 phần 19 là Tô Thiên Vũ. Chứng minh lão Tô mặc dù mất tích, thế nhưng là hắn vẫn luôn đang yên lặng chú ý cùng bảo hộ lấy mình nữ nhi. Hứa Thuần Lương thầm than tối hôm qua mình chỉ sợ bị Tô Thiên Vũ cho nhìn toàn bộ, ngẫm lại vẫn còn có chút xấu hổ, lộ ra hung khí hành hung chưa thỏa mãn, ngay lúc đó chẳng diện thật sự là giới ra chân trời. Hứa Thuần Lương nói, ta dự định mua phòng nhỏ. Tô Tình nói, ngươi không phải đều có biệt thự sao? Hứa Thuần Lương nói, ta suy nghĩ đến có chút mình tư nhân không gian. Tô Tình biết hắn đang có ý đồ gì, nhỏ giọng nói, không cần thiết hoa kia tiền tiêu uổng phí, mà lại Đông Châu địa sản tăng giá trị không gian có hạn, ngươi có một bộ biệt thự đã đủ. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta thẳng thắn đi Nam Giang mua được. Tô Tình mắng, chán ghét. Hứa Thuần Lương nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là đầu tư, người ở bên kia đi làm, đối tình huống bên kia tương đối quen thuộc, người giúp ta xem một chút chỗ kia nhất có tăng giá trị tiềm lực. Tô Tình nói, người thích gì dạng phòng ở ta làm sao biết? Người thích ta liền thích. Tô Tình trong lòng ngọt lịm. Hai người uống xong trà chiều, lại chung tiến vào bữa tối, Hứa Thuần Lương đưa Tô Tình trở về,
Tô Tình nói cho hắn biết mình đêm nay không trong nhà, nàng liền ở tại đường dành riêng cho người đi bộ hoa gian đường, hai bước đường liền đến chỗ rồi. Hứa Thuần Lương biểu thị lại gần cũng phải đưa, bồi tiếp Tô Tình đi vào khách sạn này vô luận vị trí vẫn là hoàn cảnh đều là nhất lưu. Tiến vào khách sạn về sau, hai người đột nhiên liền trầm mặc, Hứa Thuần Lương không có nói ra cáo từ, Tô Tình cũng không có để hắn dừng bước, hai người cứ như vậy sóng vai đi tới, đi thẳng tới Tô Tình gian phòng. Tô Tình nói, ta đến. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vẫn là không có đi ý tứ. Tô Tình cắn cắn môi anh đào, lấy hết dũng khí nói, muốn hay không tiến đến uống ly cà phê. Tốt, Hứa Thuần Lương cầu còn không được, bỏ qua tối hôm qua, đêm nay nói cái gì không thể bỏ lỡ nữa, đến đêm ngày hôm qua không thể hoàn thành nhiệm vụ tiến hành tới cùng. 2. Tô Tình mở cửa, Hứa Thuần Lương đi theo đi vào, đóng cửa phòng một thanh liền đem Tô Tình ôm vào trong ngực. Tô Tình phát ra anh một tiếng, không có cự tuyệt, quay người ôm cổ của hắn, nàng nghe được mình thẳng thắn tiếng tim đập. Hai người đều hiểu sau đó phải phát sinh cái gì, cũng đều chờ mong giờ khắc này. 6. Tướng Tô Tình đè ép đến góc tường, Hứa Thuần Lương thuận thế tắt đèn, trong phòng lâm vào trong bóng tối, tướng người ấy chặn ngang ôm lấy, hướng bên giường đi đến, hắn bỏ qua tối hôm qua, đêm nay tuyệt sẽ không lại bỏ lỡ. 1. Tô Tình tựa như một con thuận theo cừu non. Nằm tại trong ngực của hắn, trong lòng thầm nghĩ, dù sao đời này liền quyết định hắn, ngoại trừ hắn ta ai cũng không cần. Nàng nhưng chợt nhớ tới cái gì, ngươi không đóng kỹ cửa. Quan! Bảo hiểm! Hứa Thuần Lương tướng Tô Tình nhẹ nhẹ đặt lên giường, xoay người đi đem chốt cho kéo lên, kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng là lòng còn sợ hãi, chuyện tối ngày hôm qua để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, đều có chút bóng ma tâm lý, Hứa Thuần Lương thậm chí lo lắng, có thể hay không đột nhiên có cảnh sát tới kiểm tra phòng. Mặc kệ, trời sập xuống đêm nay đều làm mền. Ánh sáng yếu ớt dưới, nhìn thấy Hứa Thuần Lương từng bước một hướng mình tới gần, Tô Tình cảm thấy có chút khẩn trương. Hứa Thuần Lương đi vào trước mặt của nàng, Tô Tình ôm lấy thân thể của hắn, nhỏ giọng nói, Thuần Lương, ta sợ hãi. Hứa Thuần Lương nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không bức ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy dừng lại. Lời này liền chính hắn cũng không tin, Tô Tình dùng sức ôm chặt hắn, Thuần Lương, người sẽ không vĩnh viễn tốt với ta. Nàng không dám yêu cầu xa vời, chỉ cầu Hứa Thuần Lương đời này có thể đối với mình tốt cũng đã đầy đủ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Tô Tình nhắm lại đôi mắt đẹp chậm rãi nằm xuống, nội tâm của nàng khẩn trương lại hạnh phúc. Hứa Thuần Lương cảm giác mình bộ quần áo này đã trở thành gông cùm xiềng xích, hắn tựa như là bị quần áo cầm tù tù phạm, khát vọng xông ra gông cùm xiềng xích. Khát vọng lấy được tự do, khát vọng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết tâm tình của mình. Rút đi quần áo Tô Tình người đẹp như ngọc, tựa như một đóa trong bóng đêm nở rộ bách hợp, đẹp đến mức không gì sánh được. Hứa Thuần Lương tựa như một cái ý chí chiến đấu sục sôi chiến sĩ, hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho dù máu nhuộm cát vàng cũng sẽ không quay đầu. Lại như cùng một đầu mảnh người tường vi mãnh hổ, đến từ Tô Tình mùi thơm ngát để hắn say mê. Mãnh hổ nhào về phía tường vi một khắc, thiên địa vì thế mà chấn động. Tô Tình duyên dáng gọi to một tiếng, nàng mặc dù làm xong chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng không có nghĩ tới giờ khắc này đến trước khi đến vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, giường, đèn treo, đồ dùng trong nhà cùng một chỗ đung đưa. Lúc này bọn hắn điện thoại của hai người đồng thời vang lên, Hứa Thuần Lương trong lòng cái này phiền muộn a, cái này ai vậy? Chẳng lẽ lại là lão Tô, mặc kệ nhiều như vậy, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta. Vừa mới nhiễm mưa móc, lại là kịch chấn, hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy không đúng, tuyệt không phải Hứa Thuần Lương chế tạo ra động tĩnh, là địa chấn. 5. Bên ngoài vang lên ô tô tiếng cảnh báo, xen lẫn mọi người thất kinh la lên. Động đất, động đất. Hứa Thuần Lương đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn mau từ Tô Tình trên thân bò lên, Tô Tình trước tiên đi lấy quần áo. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, không để ý tới cân nhắc những chuyện khác, bước nhanh chạy hướng ban công. Ôm Tô Tình trực tiếp từ lầu 3 liền nhảy xuống, cái gì an toàn thông đạo đều yếu phát nổ, nhảy lầu mới là nhất nhanh chạy trốn phương thức. Đừng nhìn Hứa Thuần Lương bước vào tiên thiên cảnh, nhưng là tại thiên nhiên trước mặt y nguyên nhỏ bé, nếu như địa chấn đem lâu cho đánh sập, hắn có lẽ có thể chạy thoát, nhưng là Tô Tình đâu. Cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất đến chống trải khu vực. Tô Tình dọa đến không dám mở ra hai mắt, cho rằng Hứa Thuần Lương từ ban công nhảy xuống có chút mạo hiểm. Bất quá theo Hứa Thuần Lương vững vàng rơi xuống đất, nàng lo lắng cũng tan thành mây khói, quay đầu nhìn một chút lầu 3,
cách xa mặt đất đến ít có 10 mét, Hứa Thuần Lương lại có thể ôm mình lông tóc không hao tổn rơi xuống đất, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khinh công? Hứa Thuần Lương tướng Tô Tình để dưới đất, lúc này không ít thất kinh ở khách từ bên cạnh bọn họ trốn qua, có bao nhiêu tên nam nữ liền y phục đều không có quan tâm mặc liền trốn thoát, bất quá ai cũng không đoái hoài tới xem ai, đào mệnh mới là vị thứ nhất. 1. Nhìn thấy bọn hắn, Tô Tình không khỏi nghĩ đến mình, còn tốt hai người bọn họ đem quần áo đều mặc vào. 1. Hai người tới trống trải khu vực, trốn tới đám người càng ngày càng nhiều, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, mọi người tại chưa tỉnh hồn một bên nghị luận một bên soát điện thoại di động, tìm kiếm mới nhất tin tức. Tô Tình thì đánh điện thoại liên lạc đồng sự, bởi vì nghề nghiệp xuyên cớ, nàng ở phương diện này tin tức chuẩn xác hơn cũng càng mau một chút. Hứa Thuần Lương thì trước tiên cho Gia Gia gọi điện thoại, Hứa Trường Thiện ngủ được tương đối chìm, cũng không biết có địa chấn chuyện này, trước mắt đang ở nhà bên trong, Hứa Thuần Lương để Gia Gia nhanh đi trong viện, tuyệt đối đừng lưu trong phòng. Tô Tình bên kia đã được đến tin tức, lặng lẽ đối Hứa Thuần Lương nói, cử châu động đất, sơ bộ phán định trung tâm chấn cấp bậc đạt tới bên trong thì cấp 6 trở lên, Đông Châu bên này hẳn là bị tác động đến, trước mắt còn không cách nào sắp xếp trừ kế tiếp là không sẽ phát sinh dư chấn. 1. Hứa Thuần Lương ngạc nhiên nói, cấp 6, động tĩnh không nhỏ a. Tô Tình nói, Đông Châu hẳn là không lợi hại như vậy, tối đa cũng chính là cấp 4 tả hữu. 3. Hứa Thuần Lương nói, ta phải trước về nhà một chuyến, gia gia của ta ở nhà một mình, ta không yên lòng. Ta cùng đi với ngươi. Đông Châu địa chấn đài rất nhanh đẩy đưa tin tức, Đông Châu lần này địa chấn đại khái tại cấp 4, Đông Châu cũng không phải là tâm địa chấn trung tâm, mà là bị liên lụy địa khu, trước mắt sơ bộ phán đoán là tâm động đất ở vào Cử Châu, tình huống cụ thể không rõ, tổn thất không rõ, thương vong không rõ. Đông Châu cũng không phát sinh công trình kiến trúc sụp đổ tình huống, có một lệ nhân viên thụ thương đưa tin, nhân viên bị thương là nghe được địa chấn tin tức, từ lầu 2 trong nhà nhảy xuống. Kết quả tạo thành mắt cá chân gãy xương, đã khẩn cấp mang đến bệnh viện phụ cận, cũng không nguy hiểm tính mạng. 1. Trận này đột nhiên xuất hiện địa chấn vẫn là cho Đông Châu tạo thành rất lớn khủng hoảng, không ít đoạn đường phát sinh chạm đuôi sự cố, trên đường cái nhiều chỗ hỗn loạn, khắp nơi có thể nhìn thấy y quan không ngay ngắn đám người tại trống trải chỗ các loại đợi. Khi lấy được xác thực quan phương tin tức trước đó, ai cũng không dám tùy tiện trở lại quay về chỗ ở. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình liền xe cũng không đánh đến chỉ có thể đi bộ trở lại về trong nhà, trên đường Tô Tình nhận được mấy điện thoại, là đài truyền hình lãnh đạo, để bọn hắn phỏng vấn tổ tiến về Cử Châu tuyến đầu tiến hành tình hình tai nạn đưa tin. Hứa Thuần Lương nghe xong liền phát hỏa, không đi, tỉnh đài nhiều người như vậy, làm sao sẽ đến lượt ngươi? Hiện ở bên kia tình huống không rõ, cho ngươi đi làm gì? Tô Tình nói, không có chuyện, đã chấn đi qua, mà lại trong đài cũng không phải phái ta tự mình đi. Là chúng ta phỏng vấn tổ đi qua, lần này hết thảy phái ra 3 cái phỏng vấn tổ, ta cũng không thể lâm trận bỏ chạy a. Hứa Thuần Lương cũng không tiện nói gì, Tô Tình kéo cánh tay của hắn nói, không nghĩ tới đột nhiên liền động đất. Nàng hiện tại cũng hoài nghi hai người bọn họ bát tự không hợp, hôm qua xảy ra vấn đề, hôm nay liền muốn đi thẳng vào vấn đề, đột nhiên liền động đất. 1. Hứa Thuần Lương nói, cái này không quan hệ với ta. Tô Tình nhịn không được bật cười, Hứa Thuần Lương thở dài. Đưa tay nắm ở Tô Tình eo nhỏ nhắn, lão thiên gia đều cùng ta đối nghịch. Tô Tình ôn nhu nói, được rồi, đừng như thế lớn hỏa khí, chờ ta trở lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hai ngày này ngươi cũng đáp ứng, nhưng tối hôm qua cha ngươi không đáp ứng, hôm nay lão thiên gia không đáp ứng, ta hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là người người oán trách. Tô Tình đám kia đồng sự một lát cũng không thể nào chạy tới nơi này. Hai người đuổi tới ẩn hồ quan để. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Gia Gia gian phòng vẫn sáng đèn, nhanh đi trong phòng nhìn xem tình huống. Hứa Trường Thiện vừa mới cũng là ra dạo qua một vòng, bất quá không có phát hiện sự tình gì, lại trở về phòng bên trong đi, đến hắn loại này tuổi tác vốn là không sợ chết, huống chi biệt thự này là một thể đổ bê tông, kháng chấn, chống chấn động cấp 8, liền cấp 8 địa chấn đều có thể chống đỡ được, đêm nay cấp 4 chẳng qua là mưa bụi thôi. Trong nhà cũng không có tổn thất gì. Hứa Trường Thiện nhìn thấy hai người bọn họ gấp trở về, không chịu được nở nụ cười, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể có chuyện gì à, vừa mới tin tức đều truyền bá, để chúng ta không muốn sợ hoảng, cấp 4 địa chấn không có vấn đề gì, người dọa người hù chết người, nghe nói có người từ trên lầu nhảy đi xuống đem chân đều té gãy, tội gì đến quá thay. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, lại là Hạ Hầu Mộc Lan bên kia cũng động đất,
gọi điện thoại tới hỏi Hứa Thuần Lương bên này tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình không có việc gì, vừa cúp điện thoại, Hoa Trục Nguyệt điện thoại cũng đánh tới, cùng Hạ Hầu Mộc Lan một dạng trên mặt đất chấn sau khi phát sinh, nàng trước tiên nghĩ đến Hứa Thuần Lương. Tô Tình đồng sự cũng gửi tin tức tới, bọn hắn bị chắn ở nửa đường bên trên, đoán chừng còn phải một đoạn thời gian mới có thể tới đón nàng, bất quá bọn hắn nói cho Tô Tình một cái tin xấu, Cử Châu bên kia tình huống không thể lạc quan, nghe nói địa chấn đã tạo thành không ít thương vong. Hiện tại còn không biết sẽ có hay không có dư chấn phát sinh, để Tô Tình tận lực chuẩn bị một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tô Tình trò chuyện thời điểm, Hứa Thuần Lương nương tựa theo nhạy cảm thính lực bắt được một chút tin tức, lặng lẽ trở về phòng cho Tô Tình chuẩn bị một túi du lịch đồ vật, bên trong có đèn pin, cứu sống dây thừng, cái còi, áo phục, bánh bích quy, nước, túi cấp cứu, thậm chí liền mũ bảo hiểm xe máy đều cho mang tới. Hứa Trường Thiện nghe nói Tô Tình phải đi suốt đêm đi Cử Châu. Cũng có chút bận tâm, tại sao muốn trong đêm liền chạy tới, không thể chờ đến ngày mai sao? Tô Tình nói, chúng ta làm tin tức chính là như vậy, nhất định phải trước tiên đuổi tới hiện trường bắt giữ trực tiếp tư liệu. Hứa Thuần Lương nói, làm tin tức cũng không thể liều mạng a, gặp được nguy hiểm để người khác lên trước, người nhất định phải chú ý an toàn. Tô Tình cười nói, ta biết, Hứa ra ra, ta đi. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, để Thuần Lương đưa ngươi. Hứa Thuần Lương đeo túi sách bồi tiếp Tô Tình hướng cư xá cửa đi ra ngoài, đi vào chỗ không có người, Tô Tình giương cánh tay ôm lấy hắn, chủ động đưa bên trên một cái hôn nóng bỏng, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đi qua cũng không phải không có trải qua loại sự tình này, hỏa hoạn, thủy tai ta đều phỏng vấn qua, chỉ là cấp 6 địa chấn, không làm khó được ta. Hứa Thuần Lương vuốt vuốt tóc của nàng, tướng mũ bảo hiểm xe máy cho nàng mặc lên. Tô Tình lại hái xuống. Không có khoa trương như vậy. Điện thoại di động của nàng vang lên, lại là đồng sự đã đến cửa tiểu khu. Tô Tình để Hứa Thuần Lương không cần tiễn, Hứa Thuần Lương kiên trì đưa nàng đưa đến trước xe. Nhìn qua hái truyền bá trong xe đám kia đồng sự, Hứa Thuần Lương ôm quyền, các vị bảo trọng a, giúp ta chiếu cố tốt Tô Tình. Tô Tình cười hướng hắn khoát tay áo, ô tô mở xa, nhìn thấy Hứa Thuần Lương vẫn đứng tại cửa tiểu khu, Tô Tình không biết làm sao cái mũi cũng có chút mỏi như. Tranh thủ thời gian cúi đầu, lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt, mặc mặc tự an ủi mình, không phải liền là đi đưa tin tình hình tai nạn, khiến cho cùng sinh ly tử biệt giống như. Điện thoại di động vang lên một chút, lại là Hứa Thuần Lương phát tới một cái tin, chờ ngươi về tới giúp ta dập lửa. 1. Tô Tình lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, trả lời, ta. Hứa Thuần Lương trên đường về nhà lại nhận được Diệp Thanh Nhã điện thoại, nàng cũng nghe nói Cử Châu địa chấn sự tình. Để Hứa Thuần Lương chú ý nhiều hơn an toàn. Hứa Thuần Lương để Diệp Thanh Nhã cứ yên tâm, Đông Châu khoảng cách Cử Châu còn cách một đoạn, mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Căn cứ Đông Châu địa chấn đài chỉnh lý số liệu, Đông Châu địa chấn cấp bậc nhất trung vi bên trong thì 4.1 cấp. Diệp Thanh Nhã nói cho Hứa Thuần Lương, phụ thân nàng vừa mới nhận được mệnh lệnh, tiến về Cử Châu tai nạn hiện trường thị sát cũng chỉ đạo cứu tế công việc. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực. Diệp Sương Nguyên không phải phát cải ủy sao? Địa phương phát sinh tình hình tai nạn quan phát cải ủy sự tình gì? Từ Diệp Thanh Nhã miệng bên trong biết, Diệp Sương Nguyên công việc gần đây phát sinh điều động, trước mắt hắn tại quốc gia giảm tai ủy ban công việc, Diệp Thanh Nhã rõ ràng mang theo lo lắng, dù sao phụ thân phải sâu nhập tai khu tuyến đầu, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Hứa Thuần Lương an ủi Diệp Thanh Nhã, địa chấn đã qua. Mà lại Diệp Sương Nguyên loại này cấp bậc lãnh đạo thị sát chắc chắn sẽ không là một thân một mình tiến về, địa phương cán bộ cũng không có khả năng thật làm cho lãnh đạo cấp trên đi nguy hiểm nhất địa phương xung phong đi đầu. Hắn ý thức được Diệp Sương Nguyên hẳn là nhận lấy Đông Châu tàu điện ngầm sự kiện tác động đến, cái này phía sau không biết tồn tại như thế nào đánh cờ, Diệp gia tại trận này đánh cờ bên trong hiển nhiên không có chiếm được tiện nghi. 1. Diệp Thanh Nhã cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, phải phụ thân thu dọn đồ đạc. Hứa Thuần Lương cảm giác trên mặt mát lạnh, ngẩng đầu, trong bầu trời đêm không cơn mưa nhỏ tí tách rơi, Hứa Thuần Lương nghĩ tới điều gì, hắn lấy điện thoại cầm tay ra lục soát Cử Châu dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết biểu hiện Cử Châu gần nhất mấy ngày nay đều là âm đến nhiều mây thời tiết, cũng không có biểu hiện có mưa, Hứa Thuần Lương hơi yên lòng một chút. Đêm này Đông Châu đa số người đều không thể yên giấc, Hứa Thuần Lương cũng giống như vậy, rạng sáng lúc 4 giờ, một trận bên trong thị 4. Cấp 6 địa chấn lần nữa phát sinh, chấn cảm so trước đây mãnh liệt hơn. Lần này liền Hứa Trường Thiện đều bị đánh thức, la lên Hứa Thuần Lương danh tự, hai người cùng một chỗ đi ra phía ngoài.
Nếu như chỉ là lão gia tử ở nhà một mình, hắn có lẽ sẽ không lựa chọn ra bên ngoài trốn, nhưng cháu trai cũng tại, ý nghĩ của hắn liền có cải biến, hắn nếu là không rời đi, Hứa Thuần Lương khẳng định cũng không sẽ rời đi. Mưa nhỏ hạ một đêm, bên ngoài trở nên có chút thanh lãnh, Hứa Thuần Lương trong lòng bất an, hắn không ngừng soát tân tin tức, Đông Châu cái này lần thứ hai địa chấn vẫn là cùng Cử Châu, Nghi Châu có quan hệ, căn cứ quốc gia địa chấn tổng đài phát bày tin tức, tại tối hôm qua 22 giờ 34 phân, cùng sáng nay 4 giờ 13 phân, Cử Châu địa khu phân biệt phát sinh hai lần địa chấn, lần thứ nhất địa chấn bên trong thị 6, cấp 3, lần thứ hai đạt đến kinh người bên trong thị 7.7 cấp. 2. Lần này địa chấn là nước ta Đông Bộ Đại Lục bản khối nội bộ một lần mãnh liệt địa chấn. Lần này mãnh liệt sóng địa chấn vừa đến Đông Bộ tuyệt đại bộ phận địa khu cùng Đông Bộ Hải vực, khắp Hoàng Hà trên dưới, dài giang Nam Bắc. Mãnh liệt có cảm giác về độ khu Bắc khởi Đông Bắc Nam Bộ, Tây Chí Tấn Đông, Nam đến Cán Bắc, Đông đến cách biển ngóng nhìn bán đảo các loại, liền Nghê Hồng các vùng đều xúc động, có cảm giác khu diện tích gần 100 vạn bình phương ngàn mét, bởi vì địa chấn phá hư địa khu đạt 18 vạn bình phương ngàn mét. Trong đó Cử Châu, sông Tuật Hà, Hạ Bi, Chuông Ta, Trịnh Châu các loại gặp nghiêm trọng phá hư, Lỗ Nam, Giang Bắc, An Huy Bắc hơn 100 cái huyện thị đồng đều gặp khác biệt trình độ tổn thất. Là năm gần đây nước ta Đông Bộ phá hư là cường liệt nhất địa chấn. Những thành thị này ở vào Đàm Lư giải địa chấn bên trên, trong lịch sử từng tại Khang Hy trong năm phát sinh chứ danh động đất, theo ghi chép trong lịch sử lần này động đất đã từng đạt tới kinh người bên trong thị 8. Cấp 5. Đàm Lư đứt gãy mang là Đông Á đại lục ở bên trên một hệ liệt bắc đông hướng cự hình đứt gãy hệ bên trong một đầu trụ cột đứt gãy mang, tại nước ta cảnh nội kéo dài hơn 2.400 cây số, cắt mặc Trung Quốc Đông Bộ khác biệt đại địa cấu tạo đơn nguyên, quy mô to lớn, kết cấu phức tạp. Là vỏ quả đất đoạn khối khác biệt vận động tiếp hợp mang, là địa cầu vật lý trận bình thường mang cùng sâu nguyên nham tương hoạt động mang, hình thành tại Trung Nguyên cổ đại, kinh lịch nhiều kỳ cấu tạo. Theo thống kê nghiên cứu, từ công nguyên năm 1400 đến nay, lấy Đàm Lư đứt gãy thành trung tâm 200 cây số phạm vi bên trong trung phát sinh M8. Cấp 5 địa chấn một lần, M7.07.9 cấp địa chấn 5 lần, M66. Cấp 9 địa chấn 11 lần, trung đoạn liền phát sinh 8. Cấp 5 địa chấn một lần, M7.07.9 cấp địa chấn 7 lần. 2. Lúc 5 giờ, Hứa Thuần Lương tiếp vào khẩn cấp thông chi, bệnh viện để toàn thể trung tầng cán bộ lập tức trở lại họp. Toàn thành phố tất cả y tế người làm việc khẩn cấp chờ lệnh. Hứa Thuần Lương thu xếp tốt ra ra, lập tức tiến về bệnh truyền nhiễm viện. Lần này địa chấn mặc dù Đông Châu chấn cảm mãnh liệt, nhưng dù sao không phải địa chấn trung tâm, chỉ là nhận lấy địa chấn tác động đến, cho nên cũng không tạo thành tổn thất trọng đại. Sáng sớm 5 điểm, trời vẫn đen, đường lên xe cộ đi người thưa thớt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ra người luyện thần nhóm. Từ bọn hắn bình tĩnh ung dung bộ pháp đó có thể thấy được tòa thành thị này cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà ở bên ngoài 200 cây em Cử Châu đã bởi vì cái này chàng địa chấn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tới gần bệnh truyền nhiễm viện thì nhìn thấy một bức cùng ngoại giới cảnh tượng bất đồng, bệnh truyền nhiễm viện trong bãi đỗ xe đã ngừng không ít ô tô, bệnh viện nhân viên không ít đều chạy tới, có là như Hứa Thuần Lương dạng này bên trong tầng cán bộ, tiếp vào thông chi tới, càng nhiều hơn chính là chủ động tới. Đông Châu thì tại biết Cử Châu địa chấn tình hình tai nạn về sau, ban lãnh đạo trong đêm họp, quyết định tổ kiến chuyên nghiệp đội cứu viện cùng kháng chấn, chống chấn động cứu tế chữa bệnh đội, cục vệ sinh đã phát xuống liên quan tới tổ kiến phó tai khu kháng chấn, chống chấn động cứu tế y liệu đội khẩn cấp thông chi. Bệnh truyền nhiễm viện phương diện quyết định phái ra 6 tên nhân viên y tế, gia nhập Đông Châu thì nhóm đầu tiên kháng chấn, chống chấn động cứu tế chữa bệnh đội, lần này căn cứ nghiệp vụ ưu tiên, tự giác tự nguyện nguyên tắc. Phái ra ưu tú nhất nhân viên y tế. Bệnh viện không có thông chi nhiều người như vậy, nghe được tin tức chủ động tới nhân viên y tế đều là đến đây xin chiến, tai nạn người vô tình hữu tình, mỗi khi gặp loại thời điểm này, quân y cao thượng một mặt liền nổi bật ra, đương nhiên, cũng không bài trừ trong đó trộn lẫn lấy mấy cái người theo chủ nghĩa cơ hội. Bởi vì bệnh truyền nhiễm kịch bản thân quy mô có hạn, cho nên lần này cục vệ sinh chỉ cho bọn hắn 6 cái danh ngạch, phó viện trưởng Phan Tuấn Phong cái thứ nhất báo danh. Nói cách khác lưu cho những người khác danh ngạch còn có 5 cái. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, báo danh bác sĩ đã có 31 cái, y tá 110 tên, đối diện như thế nô nức tấp nập báo danh chàng diện Nghiêm Hồi Ý đều kích động đến nói không ra lời. Nghiêm Hồi Ý cùng bí thư Tôn Vi Dân thương lượng một chút, mặc dù người báo danh nhiều, nhưng là chỉ có thể phái đi 6 cái, nhất định phải chọn lựa nghiệp vụ năng lực xuất sắc nhất, có thể bốc lên đòn rông người đi,
ra ngoài liền đại biểu bệnh truyền nhiễm viện hình tượng, không thể cho bệnh viện mất mặt. Tại mấy vị lãnh đạo đang thương lượng xác định cuối cùng danh sách thời điểm, Hứa Thuần Lương tìm được Phan Tuấn Phong, hắn biết đi bình thường tuyển chọn chương trình mình không đùa, cho nên hắn trực tiếp tìm tới đã xác định Phan Tuấn Phong bắt hắn cho thay thế tới. Phan Tuấn Phong kỳ thật cũng rất cần cơ hội lần này, mặc dù mục đích là kháng chấn, chống chấn động cứu tế, người nào không biết chuyến này chỉ cần bình an trở về chẳng khác nào độ một tầng kim, nhưng là Hứa Thuần Lương đã mở miệng, Phan Tuấn Phong cũng không có thể không cho hắn mặt mũi này, ngữ trọng tâm trường nói tiểu Hứa A, cấp 7 trở lên địa chấn, mà lại tai khu lại rơi ra mưa to, mấy ngày kế tiếp còn sẽ có không gián đoạn dư chấn, quá nguy hiểm. Hứa Thuần Lương nói, chính vì vậy, vẫn là để người trẻ tuổi đi. Ta thân thủ tốt, ta tại cấp cứu phương diện nhất là xương tổn thương phương diện rất được gia gia của ta chân truyền. Phan Tuấn Phong nói, ngươi là con trai độc nhất a. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ bình an trở về, trong nhà ta cũng thu xếp tốt, Phan Việt, ngài là trong nhà trụ cột, trên có già dưới có trẻ, người vẫn là đừng mạo hiểm. Phan Tuấn Phong cân nhắc một chút, lần hành động này hoàn toàn chính xác bao hàm không ít phong hiểm, hắn lão bà nhi tử đều phản đối hắn đi qua. Phan Tuấn Phong thầm nghĩ, vẫn là tướng cơ hội nhường cho người trẻ tuổi đi. Hắn rốt cục gật đầu đáp ứng, nhắc nhở Hứa Thuần Lương tại chờ lệnh lúc hướng viện đảng ủy đệ trình đơn xin vào đảng, biểu đạt mình lao tới cứu tế tiền tuyến, chăm sóc người bị thương, đền đáp tổ quốc chi quyết tâm. Gặp được loại cơ hội này, hỏa tuyến vào đảng tuyệt không vấn đề gì. Bệnh truyền nhiễm viện 6 người danh sách đã định ra tới, phổ ngoại khoa Trang Vĩnh Trí, khoa chỉnh hình Dương Ngọc Kỳ, ba tên y tá, Lâm San, Trương Lệ, Tuần Vịnh Mai, còn có Lâm Trận mua vé bổ sung lên xe thế cho Phan Tuấn Phong Hứa Thuần Lương. Trải qua viện lãnh đạo thương thảo về sau quyết định, chi này cứu viện tiểu đội, từ Hứa Thuần Lương phụ trách quản lý cùng điều hành, đồng thời bọn hắn cũng tổ chức chữa bệnh cứu viện đội dự bị, chuẩn bị tùy thời chờ đợi triệu hoán. Không đến trong nửa giờ liền đã xác định cuối cùng danh sách, 6 người này lập tức tiến về Đông Châu Cục Vệ Sinh tập kết. Đông Châu Cục Vệ Sinh nhóm đầu tiên hết thảy gây dựng 7 chi kháng chấn. Chống chấn động cứu tế chữa bệnh đội, từ Cục Vệ Sinh dài Hồ Chính Kim phụ trách tổng chỉ huy, bệnh truyền nhiễm viện chi tiểu đội này bị đưa về Trường Hưng Bệnh viện trong đội ngũ, Trường Hưng Bệnh viện bên kia phụ trách dẫn đội là Phó Viện trưởng Tần Quốc Lương. Bọn hắn chi đội ngũ này là thứ 7 tiểu đội, Hứa Thuần Lương từ đó tìm được không ít khuôn mặt quen thuộc, khoa chỉnh hình Vương Hiểu Phong đi qua bọn hắn tại Nguy Sơn đảo phân viện liền hợp tác qua, khoa cấp cứu chủ nhiệm Đồng Nghĩa Dân cũng ở trong đó. Cục vệ sinh cho Trường Hưng Bệnh viện danh ngạch chỉ có 8 người, có thể là bởi vì Trường Hưng hiện tại đã là công tư hợp doanh nguyên nhân, đối cái khác thì thuộc bệnh viện, trên cơ bản đều là một nhà bệnh viện phái ra một chi chữa bệnh đội, Trường Hưng đến cuối cùng lẫn vào cùng bệnh truyền nhiễm viện loại này chuyên khoa bệnh viện cấp bậc không sai biệt lắm, hai nhà bệnh viện mới liên hợp hợp thành một chi chữa bệnh đội. Cân nhắc đến chi tiểu đội này tính đặc thù, Cục vệ sinh phương diện bổ nhiệm Tần Quốc Lương là đội dài, Hứa Thuần Lương là phó đội trưởng. Tần Quốc Lương âm thầm cảm thán, không biết là mình càng hỗn càng chênh lệch, vẫn là Hứa Thuần Lương tăng lên quá nhanh, hiện tại mình thế mà cùng hắn dựng lên ban tử. Trường Hưng Bệnh viện phương diện nhân viên y tế đối Hứa Thuần Lương đến biểu bày ra hoan nghênh, bọn hắn đều rõ ràng Hứa Thuần Lương từ trước là cái xung phong đi đầu hạng người, đi theo phía sau hắn hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi. 1. Trường Hưng Bệnh viện mặc dù không có đạt được đầy đủ coi trọng, nhưng là xuất chinh khí chàng bên trên không có thua, viện trưởng Triệu Phi Dương. Bí thư Cao Tân Hoa tự mình tới cho đội cứu viện viên tiễn đưa. Cao Tân Hoa phát hiện Hứa Thuần Lương cũng tại đội ngũ cứu viện bên trong, khó tránh khỏi có chút cảm động, Triệu Phi Dương cho đội viên lúc bắt tay, Cao Tân Hoa kéo lại Hứa Thuần Lương tay đem hắn kéo qua một bên, thấp giọng nói, Thuần Lương, ngươi đi tai khu sự tình cùng Gia Gia nói sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không dám nói sợ Gia Gia không cho hắn đi. Cao Tân Hoa thở dài nói, tai khu vẫn là có nguy hiểm tương đối tính. Nếu là hắn biết chắc sẽ không để cho ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc, người đem Gia Gia cách cục nhìn nhỏ, gặp được loại chuyện này, hắn hận không thể mình tự mình đi. 1. Cao Tân Hoa cũng không tiện nói thêm cái gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, nhất định phải chú ý an toàn, phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Cao Tân Hoa không thể nói bất kỳ tình huống gì hạ trước bảo vệ tốt mình, nhưng là trong lời của hắn đã biểu đạt ý tứ này, trong mắt hắn, Hứa Thuần Lương cùng con của mình. Hắn là Hứa Thuần Lương không ngừng thành thục cảm giác đến vui mừng, đồng thời cũng vì hắn viễn phó tai khu xâm nhập một tuyến cảm thấy lo lắng. Cục vệ sinh dài Hồ Chính Kim là tổng chỉ huy, cũng không có nghĩa là hắn muốn hôn phó tai khu, cái này tổng chỉ huy muốn tọa trấn hậu phương trưởng khống toàn cục,
tại hắn phát biểu một phen ngắn gọn cảm nghĩ về sau, bảy chi chữa bệnh đội liền lên xe xuất phát. Hứa Thuần Lương lên xe thời điểm cùng viện trưởng Nghiêm hồi ý, bí thư Tôn Vi Dân nắm tay, Triệu Phi Dương không biết là không nhìn thấy vẫn là cố ý xem nhẹ, chỉ lo cùng Trường Hưng nhân viên y tế nói chuyện, toàn bộ hành trình không có hướng Hứa Thuần Lương nhìn lên một cái, Hứa Thuần Lương cũng không chào đón hắn, đoán chừng Triệu Phi Dương phong quang thời gian cũng không có mấy ngày. Ô tô khởi động về sau, Hứa Thuần Lương nghĩ đến phải cùng Gia Gia lên tiếng kêu gọi, hắn vốn định cho Gia Gia gọi điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là phát một cái tin, Gia Gia ta đi Cử Châu Tai khu cứu viện, có thể muốn ở vài ngày mới có thể trở về. Cũng không lâu lắm, Hứa Trường Thiện liền tin tức trở về, rất ngắn chỉ có 8 chữ, chờ ngươi khải toàn, vì ngươi kiêu ngạo. 3. Đội trưởng Tần Quốc Lương cho mọi người mỗi người đều phân phát quần áo cùng ba lô, bên trong chứa bọn hắn nhưng có thể dùng đến vật cấp cứu tư. Thượng cấp còn cho mỗi chi chữa bệnh tiểu đội trang bị một chỉ đạo, vị này chỉ đạo xung làm nhưng thật ra là dẫn đường cùng nhân viên cứu sinh nhân vật, ô tô lái vào đường cao tốc về sau, bọn hắn vị này tên là Vương Văn Tường chỉ đạo đã bắt đầu cho mọi người giảng các loại chú ý hạng mục. Tỷ như tại khác biệt trường hợp phát sinh chấn thời điểm cần chọn lựa ứng đối biện pháp, các loại cứu sống thiết bị sử dụng. Mọi người nghe được đều rất chân thành, từ Đông Châu đến Cử Châu đại khái 270 cây số khoảng cách, dựa theo kế hoạch đã định. Các đội cứu viện tranh thủ trong vòng 4 tiếng đuổi tới tai khu, cũng cung cấp chữa bệnh hành động cứu viện. Hứa Thuần Lương nhìn một chút thời gian, hiện tại là 6 giờ sáng, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện động đất, hôm nay trên đường cao tốc xe đã ít đi rất nhiều, tiến vào Lan Lăng về sau, cao tốc quan bế, bọn hắn không thể không lựa chọn từ tỉnh đạo tiếp tục tiến về. Các loại Vương Văn Tường nói xong, Tần Quốc Lương hắng giọng một cái nói, ta cũng nói vài lời. Cử Châu tình hình tai nạn mọi người lại lần nữa nghe bên trên đã có hiểu biết, ta muốn nói là địa chấn người vô tình hữu tình, chúng ta cầu nguyện không có càng nhiều người viên thương vong, nguyện hết thảy bình an, tai nạn cũng không đáng sợ, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, liền có thể bảo vệ đồng bào của chúng ta, chung xây chúng ta mỹ hảo quê hương. Đến từ Trường Hưng bệnh viện đội viên nhao nhao vỗ tay, bệnh truyền nhiễm viện bên này không có gì biểu thị, loại này lời nói khách sáo bọn hắn hôm nay đã nghe thật là nhiều lần. Trống rỗng không có gì, khẩu hiệu kêu vang động trời có cái dám dùng, vẫn là tỉnh chút khí lực lưu đến tai khu lại dùng. Nguyên nhân chủ yếu là bệnh truyền nhiễm viện bên này dẫn đội là Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương đều không có vỗ tay, những người khác cũng lười cho Tần Quốc Lương cổ động, hai nhà bệnh viện còn là có rõ ràng biên giới cảm giác. Hứa Thuần Lương bớt thời gian cho Tô Tình gọi điện thoại, Tô Tình điện thoại không cách nào kết nối, Hứa Thuần Lương phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng mình đã tham gia Đông Châu cứu viện chữa bệnh đội. Ngay tại đi Đông Châu trên đường, cũng không biết nàng có thể hay không thu được. Căn cứ bọn hắn trước mắt biết được tình huống, cái này chàng địa chấn phá hư khá là nghiêm trọng, Cử Châu rất nhiều địa khu điện thoại đều không có tín hiệu, hiện tại cũng ngay tại khẩn cấp sửa gấp bên trong, mặc dù đối loại tình huống này có đầy đủ tâm lý chuẩn bị, nhưng Hứa Thuần Lương vẫn có chút bận tâm, chủ yếu là Tô Tình tiến về Cử Châu thời gian điểm không trùng hợp, dựa theo thời gian đến suy tính, nàng vừa vặn đuổi kịp trận thứ hai động đất, hiện tại liên lạc không được. Chỉ có thể cầu nguyện nàng hết thảy bình an. Phải nói Hứa Thuần Lương lần này kiên trì muốn tham gia đội cứu viện, trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Tình. Tần Quốc Lương cảm giác chính mình nói đến rất có sức cuốn hút, bệnh truyền nhiễm viện bên kia phản ứng có chút quá lạnh lùng, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn tiếp tục nói, trên mặt đất chấn tai hại cứu viện bên trong, chữa bệnh cứu viện là cứu viện binh sơ kỳ trung tâm nhiệm vụ một trong, thời gian liền là sinh mệnh, bởi vậy kịp thời, đầy đủ, hợp lý. Hiệu suất cao hiện trường chữa bệnh cứu viện, đối với ổn định tai khu quần chúng tâm lý, giảm xuống cùng khống chế chấn tạo thành nhân viên tổn thương vong suất cùng tàn tật suất. Mức độ lớn nhất giảm bớt nguy hại trình độ, thiết thực giữ gìn rộng rãi nhân dân quần chúng căn bản lợi ích có mấu chốt tác dụng cùng ý nghĩa trọng yếu. Tần Quốc Lương đứng tại lái xe đằng sau, một tay nắm lấy ống thép, một tay cầm giữ ấm chén, nhìn như vậy còn có chút lãnh đạo nói chuyện nghi thức cảm giác, kỳ thật vừa rồi chỉ đạo Vương Văn Tường cũng là nói như vậy. Bất quá Vương Văn Tường so với hắn đứng được muốn ổn, cũng có thể là bởi vì hiện đang hành xử tại trên quốc lộ, đường xá không bằng cao tốc, cho nên thân thể của hắn không ngừng theo cỗ xe sóc này. Vương Hiểu Phong ra ngoài quan thầm nghĩ, Tần viện người ngồi xuống nói, dạng này không an toàn. Tần Quốc Lương cười nói, không có việc gì, lái xe sư phó kỹ thuật điều khiển rất mức cứng rắn. Hắn uống một hớp tiếp tục nói, tai hại chữa bệnh cứu viện nhiệm vụ căn bản là khẩn cấp đi nơi khởi nguồn vực. Hiệp đồng khai triển tổn thương bệnh nhân lục soát cùng nghĩ cách cứu viện, áp dụng tổn thương bệnh nhân cứu chữa cùng sau đưa,
hiệp trợ khai triển tật bệnh dự phòng cùng khống chế công việc, trợ giúp chấn sau bị hao tổn chữa bệnh cơ cấu khôi phục trùng kiến, mức độ lớn nhất giảm xuống tổn thương bệnh nhân tỷ lệ tử vong cùng tàn tật suất, đề cao chữa trị suất, giữ gìn nhân viên khỏe mạnh. Hiện trường chữa bệnh công việc cứu viện là địa chấn tai hại công việc cứu viện điểm xuất phát cùng trọng điểm, hiện trường công việc cứu viện từ nhiều cái chuyên nghiệp phân đội hiệp đồng áp dụng cộng đồng hoàn thành. Hiện trường cấp cứu công việc là hiện trường chữa bệnh công việc cứu viện tạo thành bộ phận, cũng là cứu vãn thương binh sinh mệnh cùng khôi phục thương binh khỏe mạnh mấu chốt. Nhìn ra được Tần Quốc Lương vẫn là một fan công khóa, tại mở màn lời nói xuông về sau, bắt đầu nói về hoa quả khô, căn cứ sự miêu tả của hắn theo nghề thuốc liệu cứu viện góc độ xuất phát, có thể đem địa chấn tai hại cứu viện chia làm 3 cái giai đoạn. Một tai hại đặc biệt gấp kỳ, chỉ là địa chấn phát sinh sau 72 giờ, thụ chôn đè người bầy tỷ lệ sống sót tùy thời ở giữa kéo dài từ 90% hạ xuống là 20%, nên thời đoạn là nghĩ cách cứu viện phế tích hạ người sống sót hoàng kim kỳ. Công việc nặng điểm là chấn khu quần chúng tự cứu lẫn nhau cứu, cùng bên ngoài tới cứu viện lực lượng cùng một chỗ từng nhóm, phân tổ, mọi thời tiết đến phế tích hạ lục soát cứu bị ép chôn người sống sót, cũng triển khai dã chiến bệnh viện đối người sống sót tiến hành kịp thời dạy trị, kiểm tổn thương phân loại, sau đưa thương binh. Hai tai hại khẩn cấp kỳ, là địa chấn phát sinh sau 3 đến 4 ngày. Trọng điểm là tại lục soát cứu phế tích hạ người sống sót trên cơ sở thành lập cấp 3 cứu chữa hệ thống, tức hiện trường chữa bệnh đội, phía trước bệnh viện, hậu phương bệnh viện. Đem bên ngoài đến chữa bệnh đội tràn ngập đến các cấp chữa bệnh cơ cấu, hình thành khu vực tính chữa bệnh máy phun thuốc dự trữ căn cứ cùng khu vực tính chữa bệnh cứu chữa căn cứ, tập trung chữa bệnh vật tư, tập trung các nơi chuyên gia, phân cấp cứu chữa thời gian ngắn xuất hiện số lớn lượng thương binh. Ba tai hại trùng kiến kỳ, địa chấn phát sinh 14D về sau. Công việc trọng điểm là tại cứu chữa tai khu tổn thương bệnh nhân trên cơ sở, bắt đầu tai khu chữa bệnh thể hệ trùng kiến, như các loại chữa bệnh cơ cấu trùng kiến, vệ sinh tuyên dạy, tình hình bệnh dịch giám sát phòng khống chờ. Hứa Thuần Lương từ bắt đầu khinh thường cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe, có chút cấp cứu thường thức hắn cũng không hiểu rõ, mọi người đã căn cứ cùng một mục tiêu nên chân thành hợp tác. Tần Quốc Lương sau khi nói xong, hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, tiểu Hứa, người có cái gì muốn bổ sung? Hứa Thuần Lương nói, ta không có gì tốt bổ sung, đã lãnh đạo cấp trên để cho ta cùng Tần đội phụ trách thứ 7 tiểu đội, ta liền hướng mọi người cho thấy một chút thái độ, gặp được nguy hiểm ta sẽ cái thứ nhất bên trên, mặc kệ tại bất luận cái gì tình huống dưới, ta đều sẽ hết sức cam đoan mọi người an toàn, chúng ta ra nhiều ít người, ta tranh thủ an toàn toàn mang về nhiều ít người. Hứa Thuần Lương giản dị tự nhiên đưa tới đám người cộng đồng vỗ tay. Tần Quốc Lương có chút buồn bực, mình nói nửa ngày, thế mà không bằng Hứa Thuần Lương một câu nói kia, theo như cái này thì, mọi người hơn phân nửa đều là sợ chết, cứu người là chức trách của bọn hắn, nhưng ai cũng không có tính toán đem mệnh hy sinh vô ích rơi, thân là lĩnh đội, một cái rất trọng yếu chức trách bị hắn không để ý đến, vừa mới Tần Quốc Lương quên nói cam đoan mọi người an toàn, Hứa Thuần Lương bổ sung phi thường trọng yếu. 9 giờ sáng, đã tiến vào Cử Châu cảnh nội, con đường trở nên gập ghềnh, lộ diện xuất hiện lớn nhỏ không đều khe hở, trời mưa đến rất lớn. Nguyên bản đứng ở nơi đó Tần Quốc Lương cũng tranh thủ thời gian về tới mình tòa vị bên trên, dùng dây an toàn đem mình một mực cho cài lên. Tốc độ xe đã hạ xuống 30, Vương Văn Tường ngồi ghế cạnh tài xế giúp đỡ lái xe nhìn đường, hắn bỗng nhiên nhắc nhở, dừng xe, phía trước đường gãy rồi. Lái xe đem xe ngừng lại, Vương Văn Tường xuống xe đi xem con đường tình huống, phía trước lộ diện có 2/3 xuất hiện lún, chiếc xe này hiển nhiên không cách nào thông hành. Bọn hắn khoảng cách chỗ tập hợp còn có 3 cây số đường trình. Hứa Thuần Lương mặc áo mưa, cũng xuống xe, đi vào Vương Văn Tường bên người. Vương Văn Tường chỉ lún địa phương, xe không qua được, đến đường vòng. Nói xong lại bổ sung, phải đi qua đường núi. Mỗi lần địa chấn phát sinh, đường núi bình thường là phong hiểm lớn nhất địa phương, đất lở bùn thạch lưu cũng có thể phát sinh. Hứa Thuần Lương nói, đường vòng có thể đi qua. Vương Văn Tường thở dài. Hắn cũng không nắm chắc được bên kia đường xá. Tần Quốc Lương đánh lấy một cây dù xông tới, chúng ta cuối cùng tập hợp thời gian còn thừa lại 1 giờ, không bao xa, đi qua đi. Vương Văn Tường đồng ý Tần Quốc Lương đề nghị, nơi này con đường đều đã tổn hại nghiêm trọng, càng đi vào trong tình huống khẳng định càng là ác liệt, cùng để chiếc xe kia mạo hiểm đi vòng, còn không bằng hiện tại bắt đầu đi bộ, dù sao cách chỗ tập hợp chỉ còn lại 3 cây số, trong vòng 1 canh giờ hẳn là có thể đuổi tới. Vương Văn Tường cũng không coi trọng đám này nhân viên y tế dã ngoại sinh tồn năng lực, hắn lần nữa nhấn mạnh một hạ chú ý hạng mục. Mưa rất lớn, nhưng là thứ 7 đội cứu viện nhiệt tình rất cao,
lúc này Tần Quốc Lương thông qua bộ đàm liên hệ đến cái khác chữa bệnh đội, cơ hồ đều gặp cùng bọn hắn giống nhau tình huống, sớm nhất đến một chi chữa bệnh. Đội đã đi bộ tiến vào tai khu. Vương Văn Tường lớn tiếng nói, mọi người nhất định phải cùng tốt ta, không muốn thoát ly đội ngũ, ta đến phụ trách dẫn đường. Hứa Thuần Lương nói, ta phụ trách đoạn hậu. Vương Văn Tường nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua nói, tốt, kia cứ như vậy định, xuất phát. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tại lẫn nhau trò chuyện, nhưng một lát sau tất cả mọi người đang trầm mặc, bọn hắn bị hiện trường nhìn thấy tình cảnh chấn kinh, con đường phía trước như là gợn sóng chập trùng, hai bên hàng rào bị vặn thành tê dại như hoa hình dạng. Cách đó không xa con đường trung tâm xuất hiện một đạo lớn vết nứt, tựa như một đạo vặn vẹo vết sẹo, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, cái kia đạo vết nứt còn tại phún ra ngoài cát bốc lên nước. Vương Văn Tường nhắc nhở mọi người cẩn thận đi vòng, trải qua vết nứt thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, dư chấn tới, bệnh truyền nhiễm viện y tá Trương Lệ Chân đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác đầu não một trận mê muội, phảng phất có một đôi tay vô hình đem nàng hướng khe hở đẩy đi. Trương Lệ bởi vì sợ hãi mà phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, thời khắc mấu chốt Hứa Thuần Lương bắt lại cánh tay của nàng. Vương Văn Tường lớn tiếng nói, đều nằm xuống, tuyệt đối không nên chạy loạn. Ngoài trời tao ngộ địa chấn, bình thường tới nói lân cận lựa chọn gò đất, lập tức ngồi xuống hoặc nằm xuống, để tránh ngã sấp xuống, không nên chạy loạn, tránh đi nhiều người địa phương, những yếu điểm này Vương Văn Tường ở trên đường đã thông báo. Lần này dư chấn làm cho tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc nhận rõ hiện thực, lần này cứu viện nhiệm vụ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải gian nan được nhiều. Dư chấn đi qua, xác nhận tất cả đội viên không có thụ thương, lúc này mới tiếp tục đi đường. Trương Lệ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại phun cát bốc lên nước khe hở, vẫn lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời một tay lấy nàng giữ chặt, chỉ sợ nàng liền rớt xuống bên trong đi. Đi ở sau lưng nàng Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, có ta ở đây các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ê, Tần Quốc Lương có chút không vui nhíu mày, tiểu tử này thực sẽ tìm tồn tại cảm, ta mới là đội trưởng thật sao? Vương Hiểu Phong lớn tiếng nói, là Hứa đội vỗ tay. Tất cả mọi người phối hợp vỗ tay. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng khoa trương như vậy, chờ mọi người hoàn thành nhiệm vụ về Đông Châu, ta mời ăn cơm. Hắn lại dẫn tới một mảnh tiếng vỗ tay, tuyệt đại đa số người đều sẽ không cự tuyệt thiện ý ăn cơm khách. Hứa Thuần Lương hy vọng đã lâu tin tức rốt cuộc đã đến, Tô Tình trước mắt tại Phù Sơn Trấn, đưa tin nơi đó tổn hại tình huống, nàng cùng đưa tin tổ đồng sự cùng một chỗ, trước mắt không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Hứa Thuần Lương âm thầm nới lỏng khẩu khí. 19. Không bao lâu Tô Tình gọi điện thoại tới, vừa kết nối nói một câu nói, cũng bởi vì tín hiệu không tốt bên trong gãy mất, lại đánh tới chính là không cách nào kết nối. Mưa không có giảm nhỏ dấu hiệu, nguyên bản 3 cây số khoảng cách tại mọi người trong lòng trở nên có chút dài dằng dặc, trên đường nhìn thấy không ít dừng ở ven đường ô tô, một cỗ chuyên chở xe tải nặng phát sinh lật nghiêng sự cố, lái xe bị kẹt tại bên trong, một chi cứu viện tiểu đội ngay tại hiện trường nghĩ cách cứu viện. Tần Quốc Lương chủ động đi qua hỏi thăm đối phương phải chăng cần muốn trợ giúp, đối phương tiểu đội biểu thị không cần, đội ngũ của bọn hắn đã trang bị cấp cứu nhân viên, trước mắt trong xe lái xe tình trạng tốt đẹp. Theo hướng tai khu không ngừng xâm nhập, bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều tình hình tai nạn, càng ngày càng nhiều người bị thương nhóm, cơ hồ mỗi người đều cần trợ giúp, nhưng bọn hắn lại không thể dừng lại, điểm tập hợp đã xây xong lâm lúc bệnh viện, bọn hắn sẽ ở nơi đó tiến hành một lần nữa phân phối. Tình hình tai nạn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, đường tắt thôn xóm thời điểm, nhìn thấy thôn xóm phòng ốc phần lớn đổ sụp, có đội cứu viện tại phế tích bên trên triển khai cứu viện lục soát, bởi vì trận này thiên tai mà không nhà để về đám người tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Vương Hiểu Phong hướng Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, bên kia là gặp nạn người sao? Hứa Thuần Lương lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy phía đông nam trống trải trên mặt đất nằm mấy cỗ dùng vải bạt lâm thời bao khỏa thi thể. Tần Quốc Lương hướng bọn họ nói, đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm, tăng tốc tốc độ tiến lên, chúng ta nhanh đến. Trong tầm mắt đã xuất hiện một mảnh lâm thời dựng lên lều vải, nơi đó là bọn hắn điểm hội hợp trương ổ cửa hàng, cũng là kháng chấn, chống chấn động cứu tế bộ chỉ huy chỗ. Đi vào hiện trường về sau, tất cả mọi người bị một lần nữa tổ chức, căn cứ an bài, bọn hắn cũng không bị phái đi tuyến đầu, mà là tại tòa này lâm thời trong bệnh viện xử lý cấp cứu công việc. Bệnh viện người phụ trách là Cửu Châu Cục Vệ sinh Phó Cục trưởng Thường Bảo Khánh, hắn trước đó đã đem danh sách phân phối xong, Hứa Thuần Lương được an bài đến đạo y tổ,
công tác cụ thể là tướng thương binh căn cứ nhẹ bên trong trọng phân loại, hiệp trợ thêm nhanh cấp cứu quá trình. Bởi vì Hứa Thuần Lương là trung y sư, vẫn chỉ là một cái sơ cấp chức danh, bản thân xử lý hành chính công việc. Thường Bảo Khánh cũng không cho rằng một cái chỉ có sơ cấp chức danh hành chính nhân viên quản lý tại dạng này đại lượng khám gấp thương binh vòng cảnh hạ có thể đưa đến bao lớn tác dụng, hắn thậm chí nhận là người trẻ tuổi này tới là vì vớt chính trị vốn liếng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy an bài mình đạo y, lập tức tìm được Thường Bảo Khánh, Thường Cục, ta là trung y sư, đạo y loại công việc này cũng không thích hợp ta. Thường Bảo Khánh tâm tình nặng nề, mày rậm khóa chặt, ngươi là cái gì không trọng yếu là ngươi có thể làm gì. Ta mặc kệ ngươi đi qua xử lý công việc gì, ở đơn vị là chức vị gì, đến nơi này của ta liền muốn phục tùng mệnh khiến nghe chỉ huy, không phải tranh thủ thời gian cho ta trở về. Thường Bảo Khánh giọng rất lớn, nói chuyện cùng cãi nhau, hắn cái này một ồn ào tất cả mọi người hướng bên này nhìn tới. Hứa Thuần Lương biết gặp được loại tình huống này mọi người tâm tình đều không tốt, cũng không có chấp nhặt với hắn, mình cũng là có ý tốt, muốn vì tai khu quần chúng thêm ra một phần lực. Để hắn đi đạo y đây không phải đại tài tiểu dụng sao? Tần Quốc Lương không rõ tình huống, coi là Hứa Thuần Lương vừa tới liền cùng nơi đó lãnh đạo dùm beng, tranh thủ thời gian tới, nổi giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi làm trò gì? Mọi người tất cả đều bận rộn cứu người, người nghĩ làm náo động cũng không phải lúc này. Hứa Thuần Lương có thể chịu được Thường Bảo Khánh lớn giọng, nhưng không thể chịu đựng Tần Quốc Lương đối với mình tự dưng chỉ trích, cái này căn bản liền cùng bôi đen không sai biệt lắm. Lạnh lùng trừng Tần Quốc Lương một chút, ai làm náo động rồi? Ngươi làm rõ sở kêu la nữa được không? Ta là cảm thấy để cho ta đạo y có chút đại tài tiểu dụng. Y tá Trương Lệ cũng được an bài đến đạo y trong đội ngũ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng hai vị lãnh đạo đòn khiêng đi lên, tranh thủ thời gian hô, Hứa đội, đến thương binh, nhanh đến giúp đỡ a. Chỉ cần là bệnh truyền nhiễm viện công nhân viên chức đối Hứa Thuần Lương tính tình cũng nhiều ít nghe kể một ít, Trương Lệ cũng là vì Hứa Thuần Lương tốt. Tránh khỏi hắn vừa tới chỗ liền cùng người ta xông nổi lên. Thường Bảo Khánh cũng không phải nhằm vào Hứa Thuần Lương, hắn mím môi, cứu người trước, có gì không ổn quay đầu lại điều chỉnh. Hứa Thuần Lương một quay đầu bước đi, đạo y liền đạo y, lão tử một thanh mổ trâu đao thế mà bị các ngươi dùng để giết gà, làm náo động, danh tiếng là ngươi nghĩ ra liền ra. Kia phải dựa vào thực lực. Trương Lệ là Hứa Thuần Lương giải vây là thật, thương binh đến cũng là thật. Mười mấy cái nặng nhẹ khác nhau thương binh đều vây quanh ba tên đạo y để các nàng cho phân công phòng. Hứa Thuần Lương xem xét, cái này đạo y sống cũng không dễ dàng, nhìn thấy một mang lấy cánh tay người trẻ tuổi, Hứa Thuần Lương đi tới, thế nào? Nhìn ngươi không có chuyện gì à, mù xem náo nhiệt gì. Ta cánh tay chật khớp, muốn nhìn khoa chỉnh hình. Hứa Thuần Lương hướng hắn vẫy vẫy tay, tới, ta xem một chút. Chật khớp người trẻ tuổi đi tới. Những này nhân viên y tế ăn mặc đều như thế, hắn cũng không biết Hứa Thuần Lương là trong đó y, còn tưởng rằng gặp được khoa chỉnh hình đại phu. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết hắn là khuỷu tay phải khớp nối sai khớp. Loại vấn đề này, coi như phân xem bệnh đến khoa chỉnh hình bọn hắn cũng chưa chắc có thể lập tức giải quyết, khuỷu tay khớp nối sai khớp là nhân thể rất thường gặp đại quan tiết sai khớp, phát sinh sai khớp sau hẳn là mau chóng tiến hành trở lại vị trí cũ, phòng ngừa sai khớp áp bách máu quản thần kinh. Gây nên tương ứng bệnh biến chứng. Hứa Thuần Lương làm cái ghế dựa để người bệnh ngồi xuống, bình thường tới nói, sẽ áp dụng gập lại trở lại vị trí cũ pháp, hay là gập thân hoạt động phương thức tiến hành trở lại vị trí cũ, từ hai người hợp tác tiến hành, trợ tay cầm thật chặt cánh tay đối đầu kháng dẫn dắt, bác sĩ một tay nắm chặt người bệnh phần tay hướng nguyên lai dị dạng phương hướng tiếp tục dẫn dắt, lấy khuỷu tay khớp nối là điểm dùng lực tiến hành đẩy ép sách lạp. Hứa Thuần Lương cũng không có la trợ thủ hỗ trợ. Những đồng nghiệp khác đều bận rộn phân xem bệnh đâu, cũng không đoái hoài tới cho hắn hỗ trợ. Hứa Thuần Lương trái tay nắm lấy người bị thương cánh tay, phải tay nắm lấy hắn phần tay, đẩy nhấc lên, xuất thủ cấp tốc mà hữu lực, không chút nào dây dưa dài dòng, chỉ nghe được két ba một tiếng, người bị thương khuỷu tay khớp nối đã trở lại vị trí cũ thành công. Hứa Thuần Lương từ mình mang theo người túi cấp cứu bên trong lấy ra hắn bí chế thương tích cao, bôi lên tại người bệnh khuỷu tay khớp nối bên trên. Loại này thương tích cao có thể rút ngắn thật nhiều khép lại thời gian. Từ để Trương Lệ hỗ trợ tiến hành cố định, khuỷu tay khớp nối công năng vị là gập lại 90 độ tả hữu. Trương Lệ dùng chi cố tướng khuỷu tay khớp nối cố định, lại dùng tam giác khăn treo sâu tại trước ngực. Dưới tình huống bình thường 4-6 tuần sau có thể đi trừ cố định, người bệnh tiến hành công năng rèn luyện tức nhưng. Nhưng là bôi qua hồi xuân đường bí chế thương tích cao, chỉ cần cố định 3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Kia mấy chục tên người bị thương đều tại xếp hàng chờ lấy phân xem bệnh,
mắt thấy bên này Hứa Thuần Lương vừa ra tay liền chữa khỏi một cái này mấy chục người bên trong có 5 tên chật khớp, tận mắt nhìn thấy Hứa Thuần Lương thần kỳ thủ pháp, bọn hắn cũng không xếp hàng, lập tức hướng Hứa Thuần Lương vây quanh. Hứa Thuần Lương nói, từng bước tới. Đại phu, nhị tử ta cổ tay chật khớp, người nhìn xem. Đại phu, bả vai ta chật khớp. Đại phu, ta đau thắt lưng. Đại phu, đầu ta đau. Thường Bảo Khánh làm nhà này lâm thời bệnh viện người tổng phụ trách, chủ yếu phụ trách chủ tính trung an bài cùng tuần sát, hắn rất nhanh liền lưu ý đến phân xem bệnh chỗ động tĩnh, dựa theo sắp xếp của hắn, tất cả thương binh sẽ ngay đầu tiên phân xem bệnh khai thông đến từng cái phòng, nhưng vấn đề bây giờ là 10 cái thương binh đều vây quanh ở phân xem bệnh chỗ không đi. Thường Bảo Khánh thầm than, cái này phân xem bệnh hiệu suất cũng quá thấp, hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến Hứa Thuần Lương, có phải hay không người này đối với mình phân công công việc có ý kiến. Cho nên cố ý tiêu cực biếng nhác, nếu là như vậy, loại người này vẫn là nhanh chóng đuổi đi, tránh khỏi hắn kéo chậm toàn bộ đoàn đội hiệu suất. Thường Bảo Khánh phi thường rõ ràng, phái tới cấp cứu nhân viên không nhất định đều là tinh anh, trong đó có không ít người dự tính ban đầu là chạy đi đường tắt mạ vàng, hỏa tuyến vào đảng tăng lên chính trị đẳng cấp tới. Thường Bảo Khánh quyết định tự mình đi nhìn xem, đi vào phân xem bệnh chỗ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương chính giúp một cái lão thái thái vai khớp nối trở lại vị trí cũ. Hứa Thuần Lương áp dụng chính là ngoài xoáy trở lại vị trí cũ thủ pháp, để lão thái thái ngồi ở chỗ đó, tướng người bệnh chi trái bên trong thu dẫn dắt tại trước ngực, một tay chèo chống khuỷu tay, tay kia giữ cổ tay khớp nối, đưa cánh tay chậm chạp ngoài xoáy, không thấy hắn như thế nào phí sức liền đã làm chật khớp nối tự động trở lại vị trí cũ. Trở lại vị trí cũ sau để người bệnh cánh tay bảo trì ở bên trong xoáy, bên trong thu trạng thái, tại nách cất đặt nệm bông, dùng tam giác khăn tướng hoạn chi cố định tại trước ngực. Hứa Thuần Lương trị liệu người bệnh này toàn bộ hành trình không đến 3 phút, tiếp xuống lại gọi tới một cái ôm hài tử phụ nữ trung niên, đứa bé kia cánh tay trái dị dạng sưng, rõ ràng là gãy xương. Phụ nữ trung niên lo lắng kêu lên, đại phu, ta hoa nhi gãy tay, có thể trị không? Thường Bảo Khánh phản ứng đầu tiên gãy xương hẳn là đưa khoa chỉnh hình, chụp ảnh, xác định thương thế trình độ lại làm xử lý, đoàn bọn hắn trong đội chính là khoa chỉnh hình bác sĩ nhiều nhất. Căn cứ trước mắt tiếp xem bệnh tình huống đến xem, ngoại thương cùng khoa chỉnh hình bệnh người chiếm tuyệt đại đa số. Hứa Thuần Lương giống như hồ đã hoàn toàn quên đi thượng cấp an bài cho nhiệm vụ của hắn, cũng quên đi hắn đạo y thân phận, liếc một cái nói, vấn đề nhỏ, ta giúp ngươi trở lại vị trí cũ, thiếp thoa thuốc cao 2 tuần liền không sao. Thường Bảo Khánh trợn mắt hốc mồm, ta có nghe lầm hay không, con hàng này đến cùng là ai? Hắn là cái thầy cúng sao? Hiện trường bận rộn nhất chính là khoa chỉnh hình cùng phổ ngoại khoa, Tần Quốc Lương mặc dù là tâm nội khoa chuyên gia, nhưng là hắn tại loại trường hợp này đưa đến tác dụng cũng không lớn, lều vải của hắn khoảng cách phân xem bệnh chỗ không xa, bởi vì chuyện vừa rồi tình, hắn lo lắng Hứa Thuần Lương chọc ra rắc rối, hắn dù sao cũng là thứ 7 tiểu đội trưởng, bất kỳ người nào gây xảy ra chuyện hắn đều muốn gánh trách, cho nên Tần Quốc Lương thỉnh thoảng cũng chú ý phân xem bệnh chỗ tình huống. Nhìn thấy phân xem bệnh chỗ người bên kia càng tụ càng nhiều, hắn ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay công việc đuổi đi qua nhìn một chút tình huống. Hứa Thuần Lương đã thành công tướng đứa bé kia cánh tay gãy xương trở lại vị trí cũ, dán một mảnh hồi xuân đường thuốc cao, dùng nhỏ thanh nẹp cố định chỗ đau, hướng vị kia phụ nữ trung niên nói, trở về đi, 2 ngày sau qua đến đổi thuốc, nhỏ hài khôi phục tương đối nhanh, trong nửa tháng liền sẽ không có việc gì. Ê! Thường Bảo Khánh vẫn còn trợn mắt hốc mồm trạng thái bên trong, chính muốn nói chuyện. Tần Quốc Lương đã xông tới, Hứa Thuần Lương, ngươi làm trò gì? Để ngươi phân xem bệnh, ai bảo ngươi ở chỗ này xem bệnh? Hứa Thuần Lương căn bản không có phản ứng hắn, kế tiếp. Tần Quốc Lương phát hỏa, xông đi lên ngăn ở tên kia phụ nữ trung niên trước người, chỉ vào đứa bé kia nói, ngươi có hay không để hài tử chụp ảnh? Có hay không làm rõ ràng bệnh tình, đơn giản xử lý một chút cũng làm người ta đi rồi. Ra hỏi để ngươi phải chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại rất khinh thường nhìn qua Tần Quốc Lương, lão Tần, ta vội vàng đâu, đằng sau nhiều như vậy bệnh nhân, người không giúp đỡ có thể, chớ cùng lấy thêm phiền a. Sau lưng một đám chờ lấy phục vị người bệnh đều không vui, hét lên, đúng đấy, người đừng thêm phiền a, người ta hứa bác sĩ là thần y a, chân chính cao minh đại phu là không cần phụ trợ kiểm tra. Vừa mới trở lại vị trí cũ thành công người trẻ tuổi còn chưa đi, đụng lên tới nói lời công đạo, người đi ngươi lên a. Bằng cái gì nói người ta hứa bác sĩ không chịu trách nhiệm. Lúc này khoa chỉnh hình Vương Hiểu Phong cũng sang đây xem tình huống,
bởi vì bọn hắn vừa mới ngay tại phục vị người bệnh đột nhiên bị cùng thôn nhân cho hô đi, hắn đi theo ra nhìn đến tột cùng, phát hiện vừa rồi người bệnh kia đã tại phân xem bệnh chỗ xếp hàng, hơn 10 đều là chờ lấy để Hứa Thuần Lương phục vị. Tần Quốc Lương chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, Hứa Thuần Lương, người dạng này loạn làm tiếp ta chỉ có thể báo cáo lãnh đạo. Hứa Thuần Lương mí mắt đều không có lật một cái, bên cạnh đi, đừng ảnh hưởng ta cứu người. Lúc nói chuyện, lại trợ giúp một người bệnh thành công trở lại vị trí cũ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Thường Bảo Khánh lúc đầu cũng kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương thuần thục trở lại vị trí cũ thủ pháp, được nghe lại khớp nối quý vị nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm liền biết tiểu tử này không phải tại mù làm, đích thật là có bản lĩnh, nếu như hắn không phải tay đến bệnh trừ, trước mặt hắn cũng sẽ không xếp thành hàng dài, ở vào tình thế như vậy, bác sĩ trình độ cùng chức danh căn bản không được tác dụng quá lớn. Người ta thương binh quan tâm là như thế nào có thể mau chóng giải trừ đau xót, có chút mới vừa rồi bị khoa chỉnh hình phán định muốn khai đao, ôm tới xem một chút ý nghĩ, kết quả Hứa Thuần Lương 2-3 lần liền giải quyết vấn đề, một truyền 10 10 truyền trăm, người càng tụ càng nhiều, một chốc lát này Hứa Thuần Lương trở lại vị trí cũ thành công người bệnh đã có hơn 6 người. Tần Quốc Lương còn muốn tranh chấp, Thường Bảo Khánh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, hắn ở bên cạnh đã nhìn trong chốc lát, xem như nhìn ra điểm môn đạo. Vương Hiểu Phong vừa rồi người bệnh kia ngồi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, lại là cái vai khớp nối sai khớp người bệnh, Vương Hiểu Phong vừa mới bận rộn 15 phút đều không thể thành công trở lại vị trí cũ, Hứa Thuần Lương không đến một phút đồng hồ liền trở lại vị trí cũ thành công. Vương Hiểu Phong âm thầm hổ thẹn, quay người chuẩn bị đi trở về, Tần Quốc Lương lặng lẽ nhắc nhở hắn, mang theo vừa mới mấy tên người bệnh đi đập cái X quang, nhìn xem Hứa Thuần Lương trị liệu hiệu quả đến cùng thế nào. Mặc dù mọi người là tới cứu viện binh, nhưng cũng không thể để một cái lang băm phá hủy bọn hắn tập thể danh dự. Không phải tất cả người bệnh đều nguyện ý phối hợp, nhất là trở lại vị trí cũ thành công, hơn phân nửa cho rằng không cần phải vậy, chụp ảnh còn muốn ăn xạ tuyến, tình trạng của mình rõ ràng, trị liệu về sau thân thể thoải mái dễ chịu cảm giác là cắt thiết thực thật. Vẫn có một ít người bệnh chụp X quang, trong đó liền bao quát cái kia cánh tay gãy xương hài tử, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, trải qua Hứa Thuần Lương thủ pháp trở lại vị trí cũ về sau, đứa bé kia gãy xương chỗ đối vị chính xác, còn lại hoạn người cũng đều trở lại vị trí cũ thành công. Thường Bảo Khánh biết được kết quả về sau, tay phải vuốt ve thô ráp cái cằm, xem ra ta còn thực sự là đem hắn dùng nhầm chỗ, tiểu tử này đến cùng người nào a? Tần Quốc Lương không những không có cảm thấy cùng có vinh yên, ngược lại cảm thấy có chút ảo não, không nói một lời về mình phòng đi đón xem bệnh, thân là thứ 7 tiểu đội trưởng, toàn đội thứ nhất chuyên gia, bị công nhiên đánh mặt tư vị cũng không tốt thụ. Vương Hiểu Phong nói, Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện xử lý chủ nhiệm, bất quá hắn là Hồi Xuân Đường dòng chính truyền nhân. Thường Bảo Khánh nói, Hồi Xuân Đường, Đông Châu Hứa Trường Thiện Hứa Lão Tiên Sinh Hồi Xuân Đường. Vương Hiểu Phong nhẹ gật đầu, hắn là Hứa Lão Tiên Sinh cháu trai ruột. Trách không được a. Hứa Thuần Lương vẻn vẹn tới nửa ngày thời gian, đại danh của hắn liền lan truyền nhanh chóng, toàn bộ lâm thời bệnh viện đều biết từ Đông Châu tới một vị y thuật cao siêu thanh niên trung y. Trở lại vị trí cũ thủ pháp nhất tuyệt, trị liệu xương tổn thương nhất tuyệt, tổ truyền thuốc cao nhất tuyệt. Khoa chỉnh hình hết thảy thiết trí 5 cái phòng, hết hạn 1 giờ chiều, 5 cái phòng cộng lại còn không bằng Hứa Thuần Lương một người chữa khỏi bệnh hoạn nhiều. Vừa mới bắt đầu phân xem bệnh chỗ chỉ có Hứa Thuần Lương một người bận rộn, càng về sau, Trương Lệ liền chuyên trách cho hắn hỗ trợ, buổi sáng lúc 11 giờ, Vương Hiểu Phong cũng được phái tới cho hắn hỗ trợ. Vương Hiểu Phong lặng lẽ nói cho Hứa Thuần Lương, là Thường viện trưởng ý tứ, nói cách khác Hứa Thuần Lương biểu hiện đã thu được Thường Bảo Khánh độ cao tán đồng. Thừa dịp lúc này người bệnh không nhiều, Thường Bảo Khánh an bài mọi người luân phiên ăn cơm. Vương Hiểu Phong nếm qua, để Hứa Thuần Lương đi, mình đỉnh trước một hồi. Hứa Thuần Lương đi vào lĩnh cơm địa phương, nhận cơm hộp, bởi vì hôm nay lâm thời bệnh viện vừa mới thành lập, cho nên điều kiện phi thường đơn sơ, ghế đều không đủ dùng. Chỉ có thể ngồi xổm ở trong lều vải ăn, bên ngoài còn tại ào ào rơi xuống mưa. Lúc này Thường Bảo Khánh cũng tới dùng cơm, hắn chủ động tới đến Hứa Thuần Lương bên người, đem mình đùi gà kẹp cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, chính ta có. Thường Bảo Khánh nói, ta mỡ máu cao, dạ dày công năng cũng không tốt, người bận bịu hơn nửa ngày, gia tăng điểm dinh dưỡng, ta đũa không nhúc nhích. Hứa Thuần Lương tướng cử động của hắn hiểu thành đối với mình lấy lòng. Mình cái này nửa ngày biểu hiện tiếng lành đồn xa, đoán chừng Thường Bảo Khánh cũng cải biến đối cái nhìn của mình, hướng hắn cười cười, tạ ơn.
Thường Bảo Khánh nói, ta nghe nói Hứa lão tiên sinh là gia gia ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Thường Bảo Khánh nói, cha ta nhận biết Hứa lão tiên sinh, năm đó còn tìm hắn nhìn qua bệnh. Một câu lập tức kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Hứa Thuần Lương nói, tôn phụ thân thể còn tốt chứ? Thường Bảo Khánh nói, năm trước qua đời, 88, cũng coi là thọ hết chết già, đi qua hắn từng tại Đông Châu Thanh Sơn Mỏ làm việc qua. Hứa Thuần Lương nhớ tới gia gia năm đó ở Thanh Sơn Mỏ chuyển xuống sự tình, hẳn là lúc kia cùng Thường gia lão gia tử nhận biết, gia gia của ta hiện tại còn thỉnh thoảng sẽ đi già khu mỏ quảng chữa bệnh từ thiện, hắn đối nơi đó tình cảm rất sâu. Thường Bảo Khánh nói, có thời gian ta nhất định đi Đông Châu thăm viếng lão nhân gia ông ta. Hứa Thuần Lương cười nói, ta làm việc tương đối xung động, đắc tội thường viện địa phương người đừng để tâm bên trong a. Thường Bảo Khánh nói, đây mới là đương kim thời đại người trẻ tuổi, có bốc đồng có nhiệt tình, tiểu Hứa a, người thật rất xuất sắc cũng rất kính nghiệp. Lúc này bên ngoài một nhân viên công tác chạy vào, thở hổn hển nói, thường viện. Giảm tai ủy ban đặc phái chuyên viên đến. Thường Bảo Khánh tranh thủ thời gian đứng dậy, kỳ thật bọn hắn đều nhận được thông chi, thượng cấp bộ môn đã phái người xuống tới thị sát, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến bọn hắn nơi này. Thừa dịp Thường Bảo Khánh rời đi, Hứa Thuần Lương mấy ngụm tướng cơm lay xong, lại uống chén canh, lúc này nghe đến đỉnh đầu truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Rời đi lều vải, nhìn thấy không trung một chiếc máy bay trực thăng ngay tại hướng cách đó không xa trống trải dưới mặt đất hàng. Lấy Thường Bảo Khánh cầm đầu mấy vị người phụ trách tất cả đều đỉnh lấy mưa gió một đường chạy chậm đi nghênh đón. Hứa Thuần Lương trở lại cương vị của mình, một chốc lát này đã lại sắp xếp không ít người, Vương Hiểu Phong loay hoay một đầu mồ hôi, hắn nhưng không có Hứa Thuần Lương bản sự, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, như chút được gánh nặng nói, Hứa bác sĩ tới. Đơn từ hôm nay tiếp xem bệnh trật khớp gãy xương bệnh nhân số lượng, liền có thể suy đoán ra cái này chàng địa chấn cho nơi đó tạo thành thương tổn cực lớn. Trước mắt còn chưa không rõ ràng tử vong tình trạng, bọn hắn nhà này lâm thời bệnh viện đã có 5 người bất trị bỏ mình. Cử Châu cảnh nội hết thảy thiết lập 10 chỗ lâm thời bệnh viện, lại thêm Cử Châu địa khu vốn là có tổng hợp bệnh viện đều tại thu trị thương viên, đoán chừng tử vong nhân số cũng sớm đã vượt qua 100 người, cái này còn không bao gồm bị vùi lấp dưới đất người lâm nạn. Hứa Thuần Lương cho người bệnh phục vị thời điểm, một đợt dư chấn lần nữa đánh tới, đã bị địa chấn dọa cho bể mật gần chết người bệnh không để ý tới trị liệu. Trước tiên chui được xem bệnh đài dưới đáy. Lần này dư chấn phát sinh thời điểm, Diệp Sương Nguyên xuất lĩnh thị sát đoàn đội vừa mới hạ máy bay trực thăng, kịch liệt sốc này làm cho tất cả mọi người vô ý thức ngồi xổm người xuống đi, Diệp Sương Nguyên bên người trợ thủ tranh thủ thời gian dùng cánh tay bảo vệ hắn đầu. Diệp Sương Nguyên có chút bất mãn nhìn trợ thủ một chút, có lẽ thật sự là ra ngoài đối với mình quan tâm, nhưng là Diệp Sương Nguyên không cần, hắn đã thông báo tất cả mọi người, quyết không cho phép có người giúp hắn bung dù. Vì hắn mở đường hành vi, bọn hắn là xâm nhập tai khu thị sát tình hình tai nạn, không phải tới giả vờ giả vịt, hắn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, loại này đột phát tình trạng không dọa được hắn. Diệp Sương Nguyên cưỡi máy bay trực thăng một đường bay tới, quan sát Cử Châu tình hình tai nạn, tâm tình cực kỳ nặng nề, chàng tai nạn này lực phá hoại là rất lớn, mạnh chấn phát sinh ở rạng sáng 4 giờ, hơn phân nửa lão bách tính còn chưa tỉnh lại, dễ theo hiện tại nắm giữ tình huống. Có bao nhiêu cái hương chấn cơ hồ bị san thành bình địa, thị khu tình trạng cũng không thể lạc quan. Diệp Sương Nguyên đoạn thời kỳ này cũng không như ý, Đông Châu tàu điện ngầm sự kiện để hắn chịu ảnh hưởng, mặc dù thượng cấp không có công khai đối với hắn phê bình, nhưng vẫn là tại trước đây không lâu đối cương vị của hắn tiến hành điều chỉnh, nói là bình điều, nhưng thật ra là một loại biên giới hóa. Bên trong thể chế ai cũng rõ ràng phát cải ủy cùng giảm tai ủy khác nhau. Giảm tai ủy ban tuyệt không phải Diệp Sương Nguyên tâm hướng tới, bởi vì việc này hắn còn chuyên môn hướng phụ thân thổ lộ buồn bực trong lòng. Diệp lão nhắc nhở hắn muốn bình chân như vậy, tại lão gia tử xem ra, giảm tai ủy so phát cải ủy trọng yếu hơn được nhiều, mặc dù mặt ngoài không bằng cái sau phong quang, nhưng là cái trước có thể trực tiếp thương cảm lão bách tính khó khăn, nhất thiết thực địa phục vụ tại cần trợ giúp nhất bách tính, làm quan mục đích là cái gì? Không phải là vì phục vụ tại bách tính sao? Đi giảm tai ủy có thể càng trực tiếp phục vụ tại bách tính, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Chỉ có chân chính đi vào tai khu, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, nhìn thấy trôi giạt khắp nơi bách tính, mới có thể ý thức được mình vai chịu trách nhiệm lớn đến bao nhiêu. Diệp Sương Nguyên một tay lấy trợ thủ đẩy ra, đứng dậy, nhưng theo nhau mà đến hai lần kịch chấn lại để cho hắn lảo đảo ngồi xổm trên mặt đất, hắn nghe được chung quanh sợ hãi tiếng thét chói tai, xen lẫn hài tử tiếng khóc. Đợi đến dư chấn lắng lại,
Diệp Sương Nguyên một lần nữa đứng dậy, Thường Bảo Khánh cùng mấy tên nhân viên công tác trước tiên đi vào trước mặt hắn, an ủi hỏi, Diệp chủ nhiệm, người không có sao chứ? Diệp Sương Nguyên nhìn hằm hằm Thường Bảo Khánh, các ngươi chơi cái gì? Chức trách của các ngươi là cái gì? Đến lúc nào rồi, còn làm nghênh đón mang đến một bộ này? Một bang trước tới đón tiếp cán bộ bị giáo huấn đầy bụi đất, ở lại cũng không xong đi cũng không được. Diệp Sương Nguyên khoát tay áo, lưu lại người phụ trách giới thiệu tình huống, những người khác bận bịu đi thôi. Hắn nhanh chân hướng về phía trước lâm thời bệnh viện đi đến, nói là lâm thời bệnh viện kỳ thật chính là lều vải doanh địa, theo chữa bệnh vật tư liên tục không ngừng đưa đạt, bệnh viện quy mô cũng đang không ngừng mở rộng. Thường Bảo Khánh cẩn thận từng ly từng tí đi theo lãnh đạo bên người, giản lược giới thiệu một chút trước mắt bệnh viện vận chuyển tình huống, hắn nhìn ra đây là một vị thiết thực lãnh đạo, lời nói giống tuyết khẳng định sẽ thu nhận phản cảm thậm chí phê bình. Diệp Sương Nguyên hướng một bên cử Châu phó thư ký nói, nhất định phải làm tốt nạn dân an trí công việc, phòng ngừa hai lần tổn thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng tái sinh tai hại. Bên cạnh đám người liên tục gật đầu. Diệp Sương Nguyên nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng một trận chua xót, tại đột phát thiên tai trước mặt, nhân loại là như thế nhỏ bé, mưa vẫn chưa ngừng, vì lần này cứu tế công việc lại tăng thêm không ít độ khó. Diệp Sương Nguyên ngẫu nhiên thăm hỏi mấy cái nạn dân, hiểu rõ đến tình huống càng làm cho hắn lo lắng, có chút thôn đã tất cả đều san thành bình địa, trong thôn liền không thể chạy ra mấy cái, có chút nạn dân mặc dù thụ thương, nhưng là bọn hắn không chịu đến bệnh viện, bởi vì người nhà còn chôn ở trong phế tích, bọn hắn chịu đựng đau xót hỗ trợ cứu viện, hoặc là tại nguyên chỗ chờ đợi. Diệp Sương Nguyên nhìn thấy phía trước tựa như dài như rắn đội ngũ, lại nhìn thấy phía sau trên lều tung bay cờ xí, phía trên in, Đông Châu thị thứ 7 cứu viện chữa bệnh đội. Diệp Sương Nguyên chợt nhớ tới cái gì, hắn hướng về phía trước đi vài bước, nhìn thấy ngay tại là bệnh nhân nối xương Hứa Thuần Lương. Diệp Sương Nguyên tại trước khi lên đường liền nghe nữ nhi nói Hứa Thuần Lương cũng tham gia cứu viện chữa bệnh đội, Diệp Thanh Nhã còn nói có lẽ bọn hắn sẽ gặp phải. Diệp Sương Nguyên cho rằng loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là tại hiện trường gặp đến. Diệp Sương Nguyên là số ít hiểu rõ Hứa Thuần Lương y thuật người, nhìn thấy Hứa Thuần Lương chăm chú chuyên chú bộ dáng, hắn không có quá khứ quấy rầy, chỉ là xa xa ngừng chân quan sát. Hứa Thuần Lương chữa khỏi một bệnh nhân, bớt thời gian hoạt động một chút cổ, lúc này mới lưu ý đến xa xa thị sát đoàn đội, thấy được trung tâm Diệp Sương Nguyên. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Sương Nguyên mỉm cười, Diệp Sương Nguyên cũng cười, nam nhân ở giữa giao lưu chính là đơn giản như vậy, không cần quá nhiều nói, một cái mỉm cười, thậm chí một ánh mắt cũng đã đầy đủ. Diệp Sương Nguyên tiếp tục hướng phía trước đi, hắn nhớ tới nữ nhi. Biết con gái không ai bằng cha, hắn đã sớm nhìn ra nữ nhi đối Hứa Thuần Lương sinh ra hảo cảm, mỗi lần nói tới Hứa Thuần Lương thời điểm, nữ nhi trong mắt quang mang cùng thần thái là không che giấu được. 1. Diệp Sương Nguyên thậm chí toàn bộ Diệp gia đều thưởng thức Hứa Thuần Lương, Diệp Sương Nguyên thậm chí tự mình cân nhắc qua nữ nhi cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ khả năng, đáy lòng của hắn nhưng thật ra là hy vọng hai người cùng một chỗ, nhưng lại minh bạch tồn tại không ít chướng ngại, lớn nhất chướng ngại không phải môn hộ phân biệt. Mà là tới từ Kiều gia, bởi vì nữ nhi cùng Kiều Như Long đã từng hôn nhân quan hệ, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết đã từng quan hệ yêu đương, nếu như hai người bọn họ kết hợp, sợ rằng sẽ bị người lấy ra chế tạo văn chương. Bọn hắn loại này giai tầng cần muốn cân nhắc nhân tố thật sự là nhiều lắm, Diệp Sương Nguyên lắc đầu, quyết định không nghĩ những chuyện này, chuyển hướng Thường Bảo Khánh nói, bệnh viện còn có cái gì khó khăn. Thường Bảo Khánh nói, hết thảy vận chuyển bình thường. Chẳng qua trước mắt thương binh số lượng còn đang không ngừng gia tăng, thượng cấp bệnh viện cũng đã kín người hết chỗ, ngoại trừ trọng thương cùng đặc biệt người bị trọng thương bên ngoài, những người khác chúng ta tận lực an bài tại bản địa cứu chữa, hai gian chiến trường phòng giải phẫu đã dựng hoàn tất, phòng bệnh cũng đang không ngừng gia tăng. Diệp Sương Nguyên hơi không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ta hỏi ngươi có khó khăn gì? Thường Bảo Khánh nói, hiện tại nhân viên y tế đã đầy phụ tải vận chuyển, theo người bệnh gia tăng, chẳng mấy chốc sẽ nhân thủ không đủ. Diệp Sương Nguyên nói, vậy liền cầu viện, trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân lân cận trị liệu, nặng chứng bệnh nhân tại tình trạng cơ thể cho phép tình huống dưới hướng tỉnh thành anh em phân lưu, nhân viên y tế nhân thủ không đủ có thể hướng cả nước cầu viện, bản kiến nghị chúng ta tới phát. Lúc này nơi xa mấy chục chiếc xe gắn máy lái tới, là nghĩa vụ người làm việc mang theo cứu viện vật tư đến đây, cái này chàng địa chấn tạo thành Cử Châu con đường lớn diện tích tổn hại, rất nhiều địa khu ô tô không cách nào thông hành. Cho nên chỉ có thể sử dụng xe gắn máy đến vận chuyển vật tư. Diệp Sương Nguyên mím môi, tai nạn phát sinh thời điểm mới hiển lộ ra quốc dân bản sắc, hắn yêu quý phương này thổ địa, yêu quý thổ địa bên trên nhân dân,
Lúc đầu tùy hành nhân viên còn muốn an bài lãnh đạo nói chuyện, Diệp Sương Nguyên khoát tay áo biểu thị không có cái kia tất yếu, nhiệm vụ của hắn chính là tướng tai khu tình huống thực tế mau chóng truyền đạt đi lên, hắn muốn vì tai khu nhân dân tận một phần lực, làm một chút chân thật sự tình. Diệp Sương Nguyên rời đi thời điểm, lại liếc mắt nhìn Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương trước mặt đội ngũ lại dài một chút, lúc này Hứa Thuần Lương đã không để ý tới nhìn hắn, Diệp Sương Nguyên trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn móc ra điện thoại đập một chương Hứa Thuần Lương ảnh chụp, bởi vì Diệp Sương Nguyên hành động này, tùy hành phóng viên nhao nhao tướng ống kính nhắm ngay Hứa Thuần Lương. 1. Máy bay trực thăng bay lên không, Thường Bảo Khánh nhìn qua lái về phía phương xa máy bay trực thăng, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, đem hắn giật nảy mình, lại là phụ cận thông tin tháp đã sửa xong. Chuông điện thoại liên tiếp, tất cả mọi người tại đột nhiên thông lưới tình huống dưới, trước tiên đều tại hỏi thăm thân nhân tương quan tin tức. Hứa Thuần Lương điện thoại cũng vang lên, nhưng hắn bây giờ căn bản hoàn mỹ đi xem, tại Vương Hiểu Phong hiệp trợ hạ trợ giúp một xương đùi gãy xương bệnh nhân nối xương thành công. Đi theo Hứa Thuần Lương bên người đương trợ thủ Vương Hiểu Phong hiện tại đã triệt để tâm phục khẩu phục, liền nói trước mắt bệnh nhân, nếu như từ bọn hắn đến chẩn trị, khẳng định là muốn khai đao đánh thép tấm cố định, chờ xương vảy khép lại về sau lại giải phẫu lấy ra thép tấm, bệnh nhân bình thường cần trải qua 2 lần giải phẫu. Hứa Thuần Lương chỉ bằng thủ pháp trở lại vị trí cũ cũng đã đem gãy xương bưng đối vị thành công, bôi lên xương tổn thương cao về sau, đi bên ngoài thanh nẹp cố định, chẳng những trị liệu thời gian ngắn, mà lại thật to giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Vương Hiểu Phong lưu ý đến bệnh nhân tại phục vị quá trình bên trong cũng không biểu hiện ra khó mà chịu được đau đớn, chủ yếu là Hứa Thuần Lương dùng châm cứu phương pháp tiến hành đâm huyệt giảm đau. Vừa mới bắt đầu hắn đối Hứa Thuần Lương phương pháp trị liệu cũng ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng liên tiếp mấy tên gãy xương bệnh nhân tại trị liệu sau nhiếp phiến kết quả cho thấy, Hứa Thuần Lương thủ pháp trở lại vị trí cũ chính xác không sai. Hứa Thuần Lương trở lại vị trí cũ sau khi thành công, cho bệnh nhân dán lên thuốc cao, hắn vẫn còn có chút chuẩn bị không đủ, mang tới thuốc cao đã nhanh sử dụng hết, dược cao cũng còn thừa không nhiều. Hứa Thuần Lương làm xong bệnh nhân này, dành thời gian đi một bên cạnh cho Trịnh Bồi An gọi điện thoại, để hắn nắm chặt tổ chức vận chuyển một nhóm lớn y dụng vật tư tới. Chủ yếu là xương tổn thương thuốc cao cùng dược cao. Hiện tại giao thông gián đoạn, tiến vào Cử Châu cảnh nội phải dựa vào 2 bánh xe gắn máy, Hứa Thuần Lương lại liên hệ Đinh Tứ, để hắn phụ trách vận chuyển. Điện thoại tín hiệu lúc tốt lúc xấu, Hứa Thuần Lương trò chuyện quá trình bên trong gãy mất nhiều lần, chờ chuyện này giao phó xong, lại nghĩ cho ra gọi điện thoại thời điểm, điện thoại lại không tín hiệu. Sau 5 tiếng, Đinh Tứ mang theo 130 người thiết kỵ đội ngũ đi tới Lâm Thời bệnh viện. Bọn hắn chẳng những mang đến Hứa Thuần Lương cần dược phẩm, còn mang đến rất nhiều cứu tế vật tư, tất cả trên xe gắn máy, đều tung bay lấy một mặt đỏ tươi cờ xí, Trường Thiện bệnh viện gấp rút tiếp viện Cử Châu. Liễu Sơn Dân tới, Lý Gia Khoan tới, Đường Minh Mị mang theo y tá đoàn đội cũng tới. Tại tiếp vào Hứa Thuần Lương yêu cầu tiếp viện tín hiệu về sau, Trường Thiện bệnh viện tầng quản lý mở một cái hội, Hứa Trường Thiện cùng Cố Hậu Nghĩa nhất trí quyết định. Phái ra Trường Thiện bệnh viện tinh nhuệ nhất chữa bệnh và chăm sóc đội ngũ tiến về tai khu tiếp viện, tất cả dược phẩm không ràng buộc cung cấp, tiến về tiếp viện tất cả chi tiêu chính bọn hắn phụ trách. Giao phó vật liệu thời điểm, Đinh Tứ đặc địa cường điệu, tất cả dược phẩm đều là Hứa Trường Thiện lão gia tử người quyên tặng, đây chỉ là một bộ phận, nhóm thứ hai vật tư lập tức vận đến. Bận bịu cả ngày Hứa Thuần Lương, lúc này cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Liễu Sơn Dân tại nối xương trở lại vị trí cũ phương diện thủ pháp cũng phi thường cao minh, chủ động nhận lấy Hứa Thuần Lương công việc để hắn nghỉ ngơi một chút. Trước mắt tiếng người huyên náo tràng cảnh hấp dẫn không ít người chú ý, đa số người bị Trường Thiện bệnh viện cùng Hứa lão gia tử nghĩa cử cảm động, nhưng cũng có số ít người cầm cái nhìn bất đồng, Tần Quốc Lương chính là một cái trong số đó. Hắn tìm tới viện trưởng Thường Bảo Khánh, thấp giọng nói, Thường viện trưởng, ta cảm thấy chuyện này không ổn, chúng ta là chính phủ thống nhất an bài. Bọn hắn là cái bệnh viện tư nhân, cứ như vậy gia nhập chẩn đoán điều trị đội ngũ không ổn đâu. Thường Bảo Khánh nói, người ta cũng là qua đến giúp đỡ, có gì không ổn. Tần Quốc Lương thở dài nói, người đây còn nhìn không ra, bọn hắn đưa tới cứu tế vật tư không giả, nhưng bọn hắn đánh ra cờ hiệu là Trường Thiện bệnh viện. Ta không phủ định bọn hắn ái tâm, nhưng là bọn hắn loại này mượn tình hình tai nạn lẫn lộn mở rộng nhà mình bệnh viện hành vi có phải hay không có chút quá hiệu quả và lợi ích rồi. Thường Bảo Khánh vừa mới bắt đầu cũng không muốn nhiều như vậy, vốn là đứng trước nhân thủ thiếu thốn vấn đề, người ta tới hơn 10 nhân viên y tế tiếp viện, đây là đại hảo sự, nhưng Tần Quốc Lương cũng không phải là không có đạo lý, bọn hắn là có điều lệ chế độ, không phải là cái gì người đều có thể tới gia nhập cứu viện. 3.
Thường Bảo Khánh châm trước về sau, vẫn tìm được Hứa Thuần Lương tự mình nhắc nhở một chút. Tiểu Hứa, bệnh viện chúng ta tất cả nhân viên y tế đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, mà lại tất cả tư liệu đều cần xét duyệt, nếu như chỉ là một cái hai cái qua đến giúp đỡ, còn dễ nói, tới nhiều người như vậy, ta đối thượng cấp không tiện bàn giao a. Hứa Thuần Lương đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cười nói, Thường Viện, người không cần lo lắng, bọn hắn không cần thù lao, tất cả chi tiêu từ Trường Thiện bệnh viện mình phụ trách. Thế nhưng là bệnh viện là có chế độ. Hứa Thuần Lương nói, vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đem bọn hắn cho chạy trở về. Người đến đều tới, đều là kinh nghiệm phong phú kỹ thuật cao siêu nhân viên y tế, nếu không cứ như vậy đi, ta để bọn hắn bắt đầu từ số 0. Thương lượng kết quả chính là Trường Thiện bệnh viện tại lâm thời bệnh viện bên cạnh lại dựng một tòa lều vải, thành lập một cái Trường Thiện bệnh viện trở lại vị trí cũ nối xương trung tâm. Đinh Tứ nghe nói sau chuyện này tức giận đến chửi ầm lên, cũng là vì cứu người nào có nhiều như vậy đánh giám, không quá phận mở cũng tốt, bọn hắn có thể quang minh chính đại viện trợ tai khu, tránh khỏi bị một ít có ý khác người đoạt công, lại ở bên cạnh xây dựng một tòa lều vải, treo lên Đông Châu ái tâm phục vụ đứng tranh chữ, dùng để phân phát cứu tế vật tư. Đông Châu bên kia ái tâm thiết kỵ đội xe vẫn tại liên tục không ngừng tới, đi vào về sau, vật tư trực tiếp đặt ở Đông Châu ái tâm phục vụ đứng. Đinh Tứ lăn lộn lâu như vậy xã hội, vẫn là Đông Châu xe gắn máy hiệp hội quản sự, hắn tại dân gian lực hiệu triệu rất mạnh, đừng nhìn đám này xã hội sợi cỏ, tại tình hình tai nạn sau khi phát sinh, biểu hiện được muốn so cái gọi là bạch lĩnh giai tầng càng thêm tích cực, bọn hắn ái tâm quyên giúp là thực sự. Đinh Tứ thông qua Đông Châu Ma Hiệp hiệu triệu hơn 200 chiếc xe gắn máy, chia 6 tổ, lui tới tại Cử Châu cùng Lan Lăng ở giữa nghĩa vụ vận chuyển vật tư. Đối mặt bọn hắn bốc đồng cách làm, Thường Bảo Khánh cũng không thể tránh được, dù sao chỉ cần không quấy nhiễu bình thường chữa bệnh trật tự là được, người ta cũng là ái tâm kính dâng, loại này tự phát hành động cũng không về hắn quản. Bất quá Hứa Thuần Lương rất nhanh hay là bị cáo đến Đông Châu Cục Vệ sinh, nói hắn không phục tùng tổ chức kỷ luật. Lợi dụng lần này tình hình tai nạn tự mình tuyên truyền Trường Thiện bệnh viện, nhiễu loạn bình thường chữa bệnh cứu viện trật tự. Đông Châu Vệ sinh Cục trưởng cũng là lần này chữa bệnh cứu viện tổng chỉ huy Hồ Chính Kim khi lấy được báo cáo về sau, ngựa lên liên hệ bệnh truyền nhiễm viện tương quan lãnh đạo, chuyện này là Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong phụ trách. Điện thoại vừa tiếp thông Hồ Chính Kim liền hưng sư vấn tội, nhỏ Phan, bệnh viện các ngươi đang làm cái gì? Cấp trên 3 khiến 5 thân. Nhất định phải tuyển chọn các phương diện tố chất đều quá cứng đồng chí, chữa bệnh và chăm sóc ưu tiên, nhưng các ngươi đâu? Thế mà tuyển cái hành chính nhân viên công tác, vẫn là Hứa Thuần Lương người nào ngươi không rõ ràng sao? Hắn là hệ thống vệ sinh nổi danh đau đầu. Phan Tuấn Phong nói, Hồ Cục, người nói Hứa Thuần Lương có cá tính ta thừa nhận, người nói hắn là đau đầu liền có sai lầm bất công, địa phương khác ta không biết, dù sao Hứa Thuần Lương tại bệnh viện chúng ta công việc là phi thường xuất sắc. Hồ Chính Kim nói, ta mặc kệ, người lập tức bắt hắn cho ta gọi trở về. Phan Tuấn Phong nói, Hồ Cục, như vậy không tốt đâu, người mới vừa vặn phái đi qua, lại không phạm sai lầm gì, tại sao muốn đem hắn gọi trở về? Cái gì gọi là không có phạm sai lầm? Trường Thiện Bệnh viện tự hành phái ra một chi chữa bệnh đội, đi tai khu hiệp trợ hắn công việc, người hẳn phải biết Trường Thiện Bệnh viện cùng quan hệ của hắn a. Phan Tuấn Phong nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta không biết. Không biết, ra ra hắn liền gọi Hứa Trường Thiện bệnh viện chính là bọn hắn hứa ra, bọn hắn phái ra chữa bệnh đội, căn bản chính là đánh lấy cứu tế cờ hiệu tuyên truyền cho bọn họ bệnh viện, tại cứu tế bệnh viện bên cạnh khác dựng hí đài, cùng cứu tế bệnh viện chống đối, nhiễu loạn bình thường chẩn đoán điều trị trật tự, dạng này người thật sự là tâm hắn đáng chết, thế mà lợi dụng tình hình tai nạn làm mở rộng, trên căn bản chính là phát quốc nạn tài. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, hắn ho khan một tiếng nói, Hồ Cục, ta cảm thấy vẫn là phải toàn diện tìm hiểu một chút tình huống, không thể chỉ bằng phiến diện tin tức liền làm ra phán đoán, mà lại người là bọn ta tuyển chọn, đội ngũ là chúng ta phái đi ra, lúc này mới không đến 24 tiếng, chúng ta nếu như liền đem người cho triệu hồi đến, chẳng phải là các loại tại tự đánh mặt của mình sao? Hồ Chính Kim nói, nhỏ Phan, người nói như vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như chúng ta chê uốn nắn như thế sai lầm, còn không biết hắn sẽ chọc ra nhiều cái sọt lớn, thật náo xảy ra đại vấn đề, đến lúc đó rất liền không chỉ có chỉ là thứ bảy chữa bệnh tiểu đội mặt, là chúng ta toàn bộ Đông Châu Cục Vệ sinh mặt, toàn bộ Đông Châu mặt. Phan Tuấn Phong nghe được mánh khóe, thấp giọng nói, Hồ Cục, là Tần Quốc Lương hướng người phản ứng tình huống. Hồ Chính Kim không có phủ nhận,
hắn thân là thứ bảy tiểu đội chữa bệnh đội trưởng có trách nhiệm kịp thời báo cáo tình huống. Phan Tuấn Phong nói, người đừng nghe hắn lời nói của một bên A, căn cứ theo ta hiểu rõ, bọn hắn đến cứu tế bệnh viện về sau, tất cả nhân viên phục tùng cứu tế bệnh viện người phụ trách thống nhất quản lý cũng chỉ huy, nếu như Hứa Thuần Lương thật phạm vào cái gì sai lầm lớn, hẳn là hướng người phản ứng là người ta cứu tế bệnh viện lãnh đạo, cũng không tới phiên hắn A, Hồ Cục, ta cũng hoài nghi người hữu tâm tại công báo tư thù. Hồ Chính Kim sửng sốt một chút, cẩn thận một suy nghĩ giống như thật có chút đạo lý. Phan Tuấn Phong nói, Hồ Cục, nếu không người cùng cứu tế bệnh viện người phụ trách liên lạc một chút, nếu như hắn cho rằng Hứa Thuần Lương có vấn đề, ta lập tức bắt hắn cho gọi trở về. Hồ Chính Kim nói, được, vậy ta hiểu rõ hơn chút nữa. Hồ Chính Kim để điện thoại xuống, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị cấp cứu tại bệnh viện người phụ trách Thường Bảo Khánh gọi điện thoại, nhưng lúc này TV tin tức bên trên truyền ra giảm tai ủy lãnh đạo thị sát tai khu hình tượng. Vừa vặn xuất hiện người bệnh sắp xếp hàng dài chờ bác sĩ trị liệu tràng diện, theo ống kính thúc đẩy, nhìn ra người kia chính là Hứa Thuần Lương, con hàng này đã không có chụp mũ cũng không có mang khẩu trang, rõ ràng không phù hợp thao tác quy phạm, bất quá hắn chuyên chú biểu lộ cùng chuyên nghiệp động tác để cho người ta không để ý đến những chi tiết này. Hồ Chính Kim nhìn chằm chằm tin tức nhìn một lúc lâu, hắn ý thức được tình huống hiện trường khả năng cùng mình nghe được có chênh lệch chút ít chênh lệch, tìm tới cứu tế bệnh viện người phụ trách điện thoại đánh qua. Đường dây bận, liên tiếp đánh mấy cái phương mới đả thông. Cứu tế bệnh viện viện trưởng Thường Bảo Khánh biểu thị hiện tại hết thảy bình thường, Đông Châu chữa bệnh đội tất cả nhân viên y tế biểu hiện được đều phi thường chuyên nghiệp, đặc biệt đối Hứa Thuần Lương đưa ra khen ngợi. Hồ Chính Kim cúp điện thoại không lâu Phan Tuấn Phong lại gọi điện thoại tới, Hồ Chính Kim nói cho Phan Tuấn Phong không cần đem Hứa Thuần Lương vội vã gọi trở về, dự định cho thêm người trẻ tuổi một cơ hội. Tần Quốc Lương vị này trường đại học nhà tại cứu tế bệnh viện ngược lại thành tương đối thanh nhàn một cái, dù sao đến đây liền xem bệnh người bệnh bên ngoài tổn thương chiếm đa số, hắn chuyên nghiệp là tâm nội khoa. Viện trưởng Thường Bảo Khánh căn cứ tình huống hiện trường đối phòng tiến hành một lần nữa điều chỉnh, Tần Quốc Lương nguyên bản một người chiếm cứ một cái lều vải, bị sát nhập đến ba người nội khoa phòng, về sau dứt khoát để ba người bọn họ luân phiên, lưu lại hai cái, trong đó một cái đi phân xem bệnh chỗ hỗ trợ. Tần Quốc Lương cái này phiền muộn a, làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ được an bài làm y tá công việc. Màn đêm buông xuống, mưa nhỏ lại không ít, chờ Hứa Thuần Lương cứu chữa còn có hơn 10 tên người bệnh. Tần Quốc Lương trong lòng thầm nghĩ, người này hôm nay có thể ra đủ danh tiếng, nạn dân đều đem hắn tôn thờ, bất quá hắn cũng không đến không thừa nhận Hứa Thuần Lương nối xương phục vị thật có một tay, trải qua hắn trị liệu không có không khen hắn đẳng cấp cao siêu. Tần Quốc Lương hướng cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng trường thiện bệnh viện trở lại vị trí cũ nối xương trung tâm nhìn lại, bên kia cũng sắp xếp hàng dài. Tần Quốc Lương có chút hối hận qua tới, loại này tai khu cứu viện hiện trường, cũng không hắn đất dụng võ, vốn là hẳn là ngoại khoa làm chủ, mình ở chỗ này không có chút nào tồn tại cảm, thậm chí trở thành cùng đoàn người viên trong mắt trò cười. Tần đội, người nhường một chút, y tá Trương Lệ không khách khí chút nào đối với hắn nói, Tần Quốc Lương không có điểm nhãn lực kinh. Chặn đường đi của nàng. Tần Quốc Lương đầy bụng buồn bực hướng một bên để đi, lại không cẩn thận đụng phải một gãy xương người bệnh kia khoa trương kêu to lên. Tần Quốc Lương liên tục nói xin lỗi, người bệnh ngược lại là không nói gì, dù sao đều rõ ràng bọn hắn những này cứu viện bác sĩ cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương đứng dậy từ hắn bên người đi qua, khinh thường nhìn hắn một cái, Tần Quốc Lương có tật giật mình, ánh mắt đều không dám cùng hắn chính diện tương giao. Mắt thấy Hứa Thuần Lương hướng Lâm Thời nhà vệ sinh bên kia đi. Trương Lệ đến từ bệnh truyền nhiễm viện, nàng đáy lòng khẳng định là đứng tại Hứa Thuần Lương bên này, tổ đội về sau liền bởi vì Tần Quốc Lương đối Hứa Thuần Lương thái độ mà không cam lòng, thấy cảnh này, nhịn không được nói Tần đội, người xử kia làm mà a. Qua đến giúp đỡ phân xem bệnh a. Tần Quốc Lương cái này phiền muộn a, ta đường đường Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng, tâm nội khoa chuyên gia, bị ngươi một cái tiểu hộ sĩ trước mặt mọi người răn dạy. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lúc này Đường Minh Mị vội vàng hấp tấp chạy tới, có cái bệnh nhân trái tim bệnh đột phát, Tần chủ nhiệm, người tại, quá tốt rồi, tới xem một chút. Tần Quốc Lương do dự một chút, Đường Minh Mị hiện đang đại biểu chính là Trường Thiện Bệnh viện, Trường Thiện Bệnh viện tiếp xem bệnh người bệnh bệnh tim đột phát. Đầu tiên tràn vào trong đầu hắn suy nghĩ lại là nếu như xảy ra chuyện các ngươi Trường Thiện Bệnh viện phải xui xẻo. Tần Quốc Lương nói ta phải hướng thượng cấp xin một chút. Đường Minh Mị cũng gấp, đến lúc nào rồi, hướng thượng cấp xin nặng lại còn là tính mạng của bệnh nhân trọng yếu. Tần Quốc Lương đầu đánh cho một chút, một chương đỏ mặt lên,
bởi vì chính mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy hổ thẹn, hắn là một cái bác sĩ a, loại thời điểm này thế mà nghĩ đến cười trên nỗi đau của người khác, không nên a, hắn lúc nào đợi biến thành cái dạng này, ban sơ làm nghề y thời điểm, hắn ghét nhất chính là loại người này, có thể vào chỗ làm việc về sau, hắn dần dần quên đi sơ tâm, Đường Minh Mị câu nói này để tỉnh hắn, để hắn nhớ lại thầy thuốc thiên chức cùng bản phận. Tần Quốc Lương nếu không nói, đi theo Đường Minh Mị hướng Trường Thiện Bệnh viện cứu chữa điểm chạy tới. Nằm tại trên cáng cứu thương chính là một vị cụ bà, bởi vì bạn già bất hạnh lâm nạn cảm xúc kích động, dẫn phát ngực đau nhức, tự khởi tố đau đớn bộ vị chủ yếu tại xương ngực thể về sau, tác động đến tâm trước khu, lớn chừng bằng bàn tay phạm vi. Phóng xạ đến vai trái, bên trong cánh tay trái bên cạnh đạt ngón áp út cùng ngón út, ngực đau nhức thường là áp bách tính, đau đớn sau khi xuất hiện từng bước tăng thêm tiếp tục hẹn 15 phút. Trong lúc đó kèm thêm tấp nập buồn nôn, nôn mửa cùng bên trên bụng căng đau, nhiệt độ cơ thể lên cao, tâm động qua nhanh 180 đến 210 lần trên mỗi phút đồng hồ, làn da ướt lạnh, mồ hôi đầm đìa. Tần Quốc Lương đầu tiên đánh giá ra là bệnh ở động mạch vành cấp tính phát tác, nhưng là người bệnh xuất hiện huyết áp rất xuống hiện tượng, trước mắt huyết áp 70 trên 50mm thủy ngân, cái này cùng bệnh ở động mạch vành bình thường thấy huyết áp lên cao khác biệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Quốc Lương trước cho ra khẩn cấp xử lý phương án, để người bệnh dưới lưỡi ngậm phục axit nitric cam du khuếch trương động mạch vành, lấy đạt tới chậm lại đau đớn, thư giãn triệu chứng tác dụng, người bệnh ngậm ăn vào về sau, triệu chứng xuất hiện ngắn ngủi chậm rãi, nhưng cũng không lâu lắm, nhịp tim tiếp tục tăng tốc, huyết áp vẫn hạ xuống, kịch liệt thở dốc, máu dưỡng chỉ tiêu không ngừng giảm xuống. Tần Quốc Lương nhìn qua tâm điện giám hộ nghi thượng chỉ số cũng có chút khẩn trương, bệnh nhân nhanh như vậy liền xuất hiện tâm suy triệu chứng. Tần Quốc Lương cho ra một loạt phương án trị liệu. Cải biến bệnh nhân tư thế, trợ giúp người bệnh bảo trì ngồi ngay ngắn tư thế, áp dụng dạng này tư thế, có thể giúp trái tim về tâm huyết lượng giảm bớt trái tim gánh vác. Lập tức đi cao lưu lượng hút dưỡng, phòng ngừa người bệnh xuất hiện thân thể thiếu dưỡng triệu chứng. Tiêm vào thuốc an thần, lấy giảm bớt trái tim gánh vác. Để y tá chuẩn bị cường tâm thuốc, chủ yếu là tây địa lan các loại nhanh chóng hình gia tăng trái tim cơ tim co vào lực dược vật. Đề cao cơ tim co vào lực, trị liệu suy tim, sử dụng lợi niệu tề giảm bớt trái tim phụ tải, giảm bớt tâm bẩn gánh vác. Sử dụng khuếch trương mạch máu dược vật, tiến một bước giảm bớt trái tim về tâm huyết lượng, giảm bớt trái tim phụ tải. Sử dụng aminophylline, làm dịu cả giận co rút, cải thiện thông khí chất lượng, đề cao tim phổi trao đổi, đề cao cung cấp dưỡng lượng, làm dịu cấp tính tâm suy triệu chứng. Nhanh chóng thành lập tĩnh mạch thông đạo. Phải nói Tần Quốc Lương phương án trị liệu là kịp thời, nhưng là đối người mắc bệnh này đưa đến hiệu quả không lớn, các hạng sinh lý chỉ tiêu không những không thấy tốt hơn, ngược lại tiếp tục giảm xuống, rất nhanh liền xuất hiện trái tim đột nhiên ngừng triệu chứng. Tất cả nhân viên y tế đều đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tần Quốc Lương một bên tiến hành CPR, một bên hô to để y tá chuẩn bị nhân công trừ rung động nghi. Hứa Thuần Lương nghe nói bên này tình trạng về sau, cũng chạy tới. Đang nhanh chóng hiểu rõ bệnh nhân tình trạng về sau, hắn hướng Lý Gia Khoan nói, Lý Thúc, còn nhớ rõ lần trước chúng ta nhận biết tình cảnh sao? Lý Gia Khoan nhẹ gật đầu, hắn làm sao không nhớ rõ, ban đầu ở tiến về Nam Giang đoàn tàu bên trên, bởi vì xích đạo vốn liếng Loan Ngọc Xuyên phát bệnh, khẩn cấp trưng cầu y tế người làm việc viện trợ, là hắn cùng từ Đông Lai, Hứa Thuần Lương xuất thủ nghĩ cách cứu viện, đương nhiên đưa đến mấu chốt tác dụng chính là Hứa Thuần Lương. Lúc ấy Loan Ngọc Xuyên tình huống muốn so người mắc bệnh này nghiêm trọng hơn nhiều, Loan Ngọc Xuyên đã mất đi hô hấp nhịp tim, bờ môi đen nhánh, song móng ngón tay đỏ tím, con người tán lớn, đối quang phản ứng biến mất, mắt thấy là phải tử vong, là Hứa Thuần Lương dùng châm cứu phương pháp đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo lại. Lý Gia Khoan mặc dù còn chưa chính thức bái Hứa Trường Thiện lão gia tử vi sư, nhưng là Hứa lão gia tử trên thực tế đã đem hắn cùng Liễu Sơn Dân xem như đệ tử của mình đến xem. Chỉ cần bọn hắn thỉnh giáo đều là không giữ lại chút nào dốc lòng tướng thụ. Lý Gia Khoan tự mình cũng nhằm vào Loan Ngọc Xuyên án lệ chuyên môn hỏi qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương cũng không tàng tư, tướng hoàn chỉnh phương án trị liệu kỹ càng báo cho hắn. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là ngươi tới đi. Hắn móc ra mình túi châm đưa cho Lý Gia Khoan. Lý Gia Khoan sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy Hứa Thuần Lương tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, hắn trong nháy mắt đã có lực lượng, trung y một số thời khắc thật có chút huyền học thành phần. Trình độ đột phá liền trong một ý nghĩ, đồng dạng bệnh, đồng dạng châm pháp, vì cái gì người khác có thể trị hết người trị không hết, ở trong đó có một cái mấu chốt nhân tố là lòng tin.
Kỳ thật người bệnh phát bệnh thời điểm Lý Gia Khoan liền ở bên cạnh, Lý Gia Khoan do dự mãi vẫn là không dám tự mình xuất thủ, để Đường Minh Mị đi mời chuyên gia, hắn cũng không có nói thẳng đi mời Hứa Thuần Lương, dù sao đáp ứng ban đầu qua Hứa Thuần Lương, nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên sự tình giữ bí mật cho hắn. Lý Gia Khoan yên lặng hồi tưởng đến lúc trước Hứa Thuần Lương nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên tràng cảnh, nhắm mắt lại dùng sức nhẹ gật đầu, rốt cục hạ quyết tâm, đây là một cái tướng lý luận cùng thực tế kết hợp cơ hội tốt nhất, cũng là thí nghiệm hắn đảm đương thời điểm. Giơ lên người bệnh chân phải, kim châm cứu thẳng đến bàn chân huyệt Dũng Tuyền, huyệt Dũng Tuyền ở vào bàn chân, biệt danh sông, thuộc túc thiếu âm thận kinh, thân thể người bên trong thận trải qua nước bởi vậy huyệt trào ra ngoài xuất thể biểu. Kim châm huyệt Dũng Tuyền mục đích là sinh ra mãnh liệt cảm giác đau để người bệnh thức tỉnh, muốn đem người bệnh từ nặng chứng trong hôn mê tỉnh lại. Lý Gia Khoan tại trận kia đoàn tàu cấp cứu về sau vô số lần phục bàn Hứa Thuần Lương lúc ấy sử dụng châm pháp, hiện tại có thể nói là rõ ràng trong lòng. Hắn dựa theo Hứa Thuần Lương lúc trước phương pháp, đâm rách người bệnh ra thịt kích phát thứ nhất châm cảm chi sau tiếp tục hành châm, liên tiếp đột phá người bệnh bắp chân trích kiện màng, chỉ ngắn khúc, thông qua trích xương khoảng cách lại theo thứ tự xuyên qua cơ ở giữa da thịt cùng lưng đùi làn da, xuyên suốt túc dương minh vị kinh nội đình huyệt, sáng loáng cây kim xuyên thấu lưng đùi làn da, đem toàn bộ bàn chân xuyên qua. Cái này hành châm quá trình yêu cầu nhận huyệt chính xác, nhất định phải tránh đi bắp chân mạch máu thần kinh, kim châm cứu xuyên thấu lòng bàn chân. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lý Gia Khoan gọn gàng mà linh hoạt hành châm thủ pháp, khóe môi lộ ra một nụ cười vui mừng, Lý Gia Khoan tài châm cứu không thấp, nhưng là bởi vì chuyên nghiệp có hạn, ngoại trừ giang ruột tật bệnh bên ngoài, hắn đối cái khác tật bệnh trị liệu ít có liên quan đến. Lý Gia Khoan liên tiếp kim châm người bệnh hai chân huyệt Dũng Tuyền về sau, tuyển huyệt nội quan lại xương âm duy huyệt, thuộc thủ quyết âm tâm bao kinh. Lấy châm dài cấp tốc đâm vào làn da thông qua mỡ tầng, tại đột phá cơ da thịt thời điểm châm dài sinh ra rõ ràng lực cản cảm giác. Đâm vào cơ ở giữa da thịt kích phát thứ nhất châm cảm, tiếp tục thông qua chỉ cản khuất cơ, thẳng tới chỉ cản khuất cơ cùng chỉ sâu khuất cơ ở giữa, cây kim đâm vào chính giữa thần kinh, kích phát thứ hai châm cảm. Lý Gia Khoan không có Hứa Thuần Lương tay trái tay phải đồng thời tiến châm bản lĩnh, lựa chọn theo thứ tự tiến hành, dù là như thế, hắn tiến châm thủ pháp cũng làm cho đám người thán phục. Liễu Sơn Dân một bên tụ tinh hội thần nhìn xem, không nghĩ tới Lý Gia Khoan tại châm cứu phương diện tiến cảnh như thế thần tốc, chẳng lẽ Hứa lão tiên sinh đối với hắn hậu ái có thừa, đơn độc mở tiểu táo, hắn nào biết được Lý Gia Khoan là từ Hứa Thuần Lương nơi đó vào tay chân kinh. Lý Gia Khoan dần dần buông lỏng xuống, hai tay của hắn khống chế kim châm cứu tại người bệnh nội quan huyệt vê chuyển sách cắm. Người bệnh tay chân bắt đầu động đậy, huyết áp cũng ngừng lại không ngừng trượt xu thế, từ từ đi lên. Tần Quốc Lương trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình áp dụng nhiều như vậy cấp cứu biện pháp, người bệnh tình trạng không thấy tốt hơn, huyết áp không thấy tăng trở lại, nhưng là Lý Gia Khoan mấy châm xuống dưới, người bệnh bắt đầu xuất hiện ổn định xu thế. Liễu Sơn Dân nhìn ra môn đạo, Lý Gia Khoan châm cứu đưa đến hiệu quả nguyên nhân căn bản là nội quan huyệt, tâm bao kinh bên ngoài thân trải qua nước từ nội quan huyệt chú nhập thể nội, nhân thể địa bộ trải qua dòng nước đến nội quan huyệt về sau. Từ bản huyệt địa bộ khe hở từ mặt đất bộ rót vào tâm bao kinh thể nội kinh mạch, nhưng là tâm bao kinh thể nội kinh mạch trải qua nước hóa khí chi khí không cách nào từ nội quan huyệt địa bộ khe hở sắp xếp ra ngoài thân thể, như là đơn hướng cửa ải van. Lý Gia Khoan lợi dụng sách cắm pháp đến lặp đi lặp lại châm cứu nội quan huyệt, tương đương với trợ giúp người bệnh mở bế cái này van, bài xuất hóa khí chi khí, từ đó đạt tới cải thiện tuần hoàn tác dụng. Trị liệu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Lý Gia Khoan phải dùng kim châm cứu đến bắc cầu, tướng âm duy mạch cùng dương duy mạch quán thông. Tại đâm huyệt nội quan sau 3 phút, hắn tiếp tục tiến châm, cây kim đột phá chỉ tổng duỗi cơ, cơ ở giữa da thịt, đâm vào ngoại quan huyệt, Lý Gia Khoan lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, hắn quên đi vây xem người, quên đi mình vị trí hoàn cảnh, giữa thiên địa chỉ còn lại mình cùng bệnh nhân, hắn phải dùng căn này kim châm cứu dựng lên người bệnh sinh mệnh chi cầu. Ngoại quan huyệt chính là thiếu dương tam tiêu kinh, thông tại dương duy mạch, chính là tám mạch giao nhau chi huyệt. Người bình thường kinh lạc lưu chuyển, âm dương giao thế vận hành. Người bệnh nhịp tim đột nhiên ngừng, ứ ngăn tâm mạch, thiếu khuyết trái tim khu động, âm dương vận hành đình trệ, lẫn nhau ở giữa không cách nào chuyển đổi, phương mới đưa đến bệnh chứng phát sinh. Cái này liên quan khóa một châm tại âm duy mạch cùng dương duy mạch bên trong một lần nữa dựng một cây cầu, âm khí chìm xuống, dương khí lên cao. Kinh mạch bên trong lại xuất hiện âm dương tuần hoàn động lực, âm dương giao hội, dương sinh âm trầm, ứ trệ thật lâu kinh lạc lại bắt đầu lại từ đầu lưu động.
Tại Lý Gia Khoan cùng Hứa Thuần Lương một lần giao lưu bên trong, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết, phát sinh trái tim đột nhiên ngừng kinh mạch như là đứng im mương nước, trái tim so thì là mương nước bên trong guồng nước, muốn cho guồng nước một lần nữa chuyển động, nhất định phải để mương nước bên trong nước đi đầu chảy xuôi, chỉ có dòng nước động mới có thể khu động guồng nước một lần nữa chuyển động. Tự động bên ngoài cơ thể trừ rung động nghi còn chưa phát huy được tác dụng, người bệnh tại Lý Gia Khoan châm cứu hạ liền đã khôi phục tự chủ nhịp tim. Lý Gia Khoan nhiếp bên cạnh một sợi tóc dài rủ xuống đi, trụi lùi trên trán hiện đầy mồ hôi, nhìn có chút buồn cười, nhưng không có người bật cười. Trong mắt bọn họ, Lý Gia Khoan trên thân bịt kín một tầng thánh khiết quang hoàn, thiên sứ chưa chắc là mọi người trong tưởng tượng bộ dáng, thiên sứ cũng có thể là tạ đính. Lý Gia Khoan thuận lợi hoàn thành nghĩ cách cứu viện, nhìn thấy dần dần khôi phục sinh lý chỉ tiêu, Lý Gia Khoan cả người choáng váng, hắn thất hồn lạc phách đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, Thuần Lương, ta thành công. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lý Gia Khoan kích động bắt lấy Hứa Thuần Lương tay, ta thành công. Hứa Thuần Lương nói, thành công, ngươi cứu được người mắc bệnh này. Tần Quốc Lương cau mày, là mối họa người một lần nữa nghe chẩn đoán bệnh, trầm giọng nói, bệnh tình không có đơn giản như vậy, cần tiến một bước kiểm tra xác định bệnh tình, ta đề nghị mau chóng mang đến Cử Châu trong thành phố làm toàn diện kiểm tra. Nói xong chi sau hướng Lý Gia Khoan nói, Lý chủ nhiệm có ý kiến gì không? Thừa dịp vừa rồi Lý Gia Khoan cứu giúp bệnh nhân công phu, Hứa Thuần Lương đã vì người bệnh bắt mạch, nhìn qua người bệnh bệnh lịch, tim đập nhanh, thở hổn hển, ho ra máu, động thì càng sâu. Mỗi ăn tất trong lòng đại động, mỗi giới giờ cơm lo tâm lo lắng, để tránh nhịp tim, ăn một chút ngừng ngừng, một bữa thường chỉ hoãn 2-3 giờ. Hứa Thuần Lương tại bệnh lịch bên trên viết xong ý kiến của mình lặng lẽ đưa cho Lý Gia Khoan. Lý Gia Khoan nhìn thoáng qua thì thầm, nhìn chung gặp chứng. Là tâm chi âm dương đều hư, dương hư thiên về. Bệnh lâu thành tổn hại, tính khí trung khí đại thương, tử trộm mẫu khí, cho nên mà cùng ăn tim đập nhanh tăng thêm. Dần dần đến ngũ tạng mất nuôi, tiên thiên thận khí bị hao tổn, cho nên gặp eo khốn như lần, thận không nạp khí mà sinh thở, chân dương mất cố mà nhiều mồ hôi, quyết nghịch, bại mạch. Thì hư tất kẹp ứ, ứ ngăn tâm mạch, cho nên lòng buồn bực nhói nhói, nghi ấm thận về dương, thông mạch hóa ứ, tư dịch cứu tâm chi pháp. Tần Quốc Lương âm thầm cười lạnh, hắn cho rằng Lý Gia Khoan vừa mới thành công cứu trở về bệnh nhân trong đó có nhất định vận khí thành phần, chính xác phương pháp trị liệu là mau chóng tướng bệnh nhân mang đến thị cấp tính tổng hợp bệnh viện, tốt nhất làm quan mạch tạo ảnh, xác định chật hẹp bộ vị, đi tham gia trị liệu. Hắn không có hoàn toàn phủ định trung y tác dụng, nhưng là trung y trị liệu loại bệnh này người chỉ sợ không cách nào trừ tận gốc, mà lại căn cứ hắn vừa rồi nghe chẩn đoán bệnh, người bệnh này hẳn là sát nhập phong thấp tính bệnh tim. Hai nếp gấp khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến, bình thường bệnh viện chỉ sợ cũng không dám vì nàng tiến hành tham gia trị liệu. Tần Quốc Lương nói, bảo thủ vẫn là giải phẫu cần quan mạch tạo ảnh mới có thể xác định, Lý chủ nhiệm cảm thấy trung y có thể giải quyết vấn đề. Lúc này người bệnh nhi tử nói chuyện, hắn biết mẫu thân có bệnh ở động mạch vành, đi qua cũng đi bệnh viện nhìn qua, bất quá bởi vì người bệnh tình huống phi thường đặc thù, còn kèm thêm gió tâm hai hẹp. Tự thân tình trạng cũng không tốt, cho nên bệnh viện không dám tùy tiện thi hành giải phẫu. Mắt thấy vừa rồi Lý Gia Khoan thi cứu chẳng cảnh, người bệnh gia thuộc càng xu hướng tại trung y trị liệu. Lý Gia Khoan về sau mở ra, Hứa Thuần Lương liền đơn thuốc đều giúp hắn mở tốt, hắn cũng không nói phá, trở lại xem bệnh đài bên cạnh, nếu là tin được ta cho các ngươi cho một toa thuốc. Tần Quốc Lương không thể nghi ngờ trở thành cấp cứu bệnh viện buồn bực nhất một cái, thật vất vả mới tìm được một chút tồn tại cảm. Kết quả bị Lý Gia Khoan một châm miểu sát, nếu như bại bởi cùng thầy thuốc chuyên nghiệp coi như bỏ qua, cái này Lý Gia Khoan là trường thiện bệnh viện, chuyên nghiệp là khoa hậu môn. Việc này truyền đi, hắn mặt mũi ở đâu? Tần Quốc Lương dầu dĩ không vui trở lại phân xem bệnh chỗ, còn tốt trong khoảng thời gian này người bệnh không nhiều, phân xem bệnh chỗ mấy tên y tá để hắn trước tiên có thể đi ăn cơm chiều. Tần Quốc Lương cái nào còn có tâm tình ăn cơm, tìm tới một cái góc tối không người một mình hút thuốc, mưa tạnh. Trên bầu trời vẫn che kín mây đen, đen kịt một màu. Viện trưởng Thường Bảo Khánh chẳng biết lúc nào đi tới Tần Quốc Lương bên người, hướng hắn cười cười, Tần chủ nhiệm, cho ta đến một chi. Tần Quốc Lương tướng hộp thuốc lá đưa cho hắn, Thường Bảo Khánh cầm một chi, Tần Quốc Lương giúp hắn đốt. Thường Bảo Khánh hít một hơi thuốc lá nói, vừa mới tiếp vào thông chi, còn sẽ có dư chấn, đêm nay có mưa to, chúng ta toàn thể nhân viên y tế không thể phớt lờ a. Tần Quốc Lương nói, chúng ta bác sĩ nội khoa ở chỗ này không được tác dụng quá lớn. Thường Bảo Khánh nói, thiếu một thứ cũng không được, chúng ta là một đoàn đội A.
hắn cũng nghe nói Tần Quốc Lương vừa rồi đi Trường Thiện bên kia chuyện cứu người, hiện tại bệnh viện đều truyền khắp, đều nói Tần Quốc Lương lòng này nội khoa chuyên nhà là có tiếng không có miếng, còn so ra kém bệnh viện tư nhân khoa hậu môn chủ nhiệm. Giống Tần Quốc Lương loại này chuyên gia nhất là yêu quý mặt mũi, vừa rồi đả kích với hắn mà nói không thể bảo là không lớn, Thường Bảo Khánh làm cấp cứu bệnh viện người phụ trách còn muốn chiếu cố mỗi một vị nhân viên y tế cảm xúc. Tần Quốc Lương nói, Thường viện trưởng, ngươi liền đừng lo lắng ta, trước đi ăn cơm đi. Thường Bảo Khánh nói, Tần chủ nhiệm, chúng ta đây mới là ngày đầu tiên công việc, tất cả mọi người tại thích ứng rèn luyện, có chút ý nghĩ là không thể tránh được, bất quá chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, cũng là vì tận khả năng nhiều nghĩ cách cứu viện người bệnh, cho nên mọi người hẳn là đoàn kết hiệp lực, ngươi nói có đúng hay không? Tần Quốc Lương nhẹ gật đầu. Thường Bảo Khánh phun ra một đoàn sương mù, cảm thán nói, tiểu hứa quá khứ là bệnh viện các ngươi. Tần Quốc Lương nhẹ gật đầu. Thường Bảo Khánh nói, hôm nay Đông Châu Cục Vệ Sinh gọi điện thoại tìm ta, hỏi thăm chuyện của hắn. Tần Quốc Lương trong lòng cảm giác nặng nề, mình hướng thượng cấp phản ứng Hứa Thuần Lương tình huống, đây cũng là hắn thân là đội trưởng chức trách, bất quá hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Cục Vệ Sinh tìm bên này chứng thực, giả ra điềm nhiên như không có việc gì giảng tử, thế nào? Trong đám tìm hắn làm gì? Thường Bảo Khánh nói, nghe nói là bởi vì Trường Thiện bệnh viện sự tình có người báo cáo hắn, ta ăn ngay nói thật, hôm nay bệnh viện chúng ta xuất lực lớn nhất chính là Tiểu Hứa, vẫn là câu cách ngôn kia, chén vàng ly bạc không bằng lão bách tính danh tiếng. Tần Quốc Lương giờ mới hiểu được Thường Bảo Khánh tìm mình không phải là vì an ủi hắn, mà là muốn gõ hắn, Tần Quốc Lương càng phát ra phiền muộn, nếu như không phải là vì kháng chấn, chống chấn động cứu tế, mình làm sao có thể lại tới đây tiếp nhận ngươi chỉ huy. Đổi thành đi qua, ngươi một cái huyện cấp thì cục vệ sinh phó cục thì xem là cái gì. Ta đều không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. Thường Bảo Khánh cười nói, kỳ thật ta cùng Hứa lão tiên sinh đã sớm nhận biết, lão tiên sinh đối với chúng ta nhà có ân. Một câu rất tốt giải thích hắn cùng Hứa ra quan hệ, cũng biểu lộ tự thân lập trường, hắn là ám chỉ Tần Quốc Lương không muốn uổng làm tiểu nhân. Tần Quốc Lương bỗng nhiên minh bạch vì sao lại có để cho mình đi phân xem bệnh chỗ an bài. Nguyên lai Thường Bảo Khánh là đang vì Hứa Thuần Lương ra mặt, cố ý dùng phương thức như vậy đến trả đũa mình, một loại trước nay chưa từng có xấu hổ nhục cảm giác được chạy lên não, Tần Quốc Lương khó mà hình dung thời khắc này xấu hổ, ý thức được chỉ cần Thường Bảo Khánh tại, hắn liền sẽ che chở Hứa Thuần Lương, ai dám đối Hứa Thuần Lương bất lợi, hắn liền sẽ tướng họng súng nhắm ngay ai. Mặc dù bọn hắn chỉ là bởi vì cứu tế giải nguy tập hợp một chỗ, nhưng là tại cấp cứu bệnh viện tồn tục trong lúc đó. Tại Tần Quốc Lương rời đi nơi này trước đó, hắn đều phải bị Thường Bảo Khánh chỉ huy cùng quản lý. Tần Quốc Lương ngẩng đầu nhìn đen như mực bầu trời đêm, mây đen bao phủ, chính như hắn thời khắc này nội tâm khắc họa. Tần Quốc Lương nói, Thường viện A, muốn giải một người cũng không dễ dàng, Tiểu Hứa hoàn toàn chính xác rất có năng lực, nhưng nhiều khi năng lực liền là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt mọi việc đều thuận lợi, có thể dùng không tốt liền sẽ chặt tổn thương chính mình. Lần này cứu viện nhiệm vụ ý nghĩa trọng đại. Hy vọng hết thảy thuận lợi, tuyệt đối không nên ra cái gì đường rẽ. Thường Bảo Khánh nói, trời phù hộ Thần Châu, ta tin tưởng khó khăn đều sẽ đi qua. Không trung bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, liên tiếp trầm muộn tiếng sấm lên đỉnh đầu vang lên, mưa lại hạ xuống, đài khí tượng đã sớm dự báo trận mưa lớn này đến, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Thường Bảo Khánh đội mưa tuần sát, xem xét từng cái khâu tình huống, nhất là chữa bệnh vật tư có không có đạt được rất tốt phòng hộ. Hứa Thuần Lương bên kia cũng tạm thời không có bệnh nhân, hắn cùng bệnh truyền nhiễm viện mấy tên đồng sự cùng đi nhà ăn ăn cơm, cái gọi là nhà ăn cũng chính là lâm thời dựng lều vải, cơm tối không có kịp thời phối đưa, chỉ có thể lâm thời lấy mì ăn liền chịu đựng. Trương Lệ chủ động tướng pha tốt mì thịt bò đưa đến Hứa Thuần Lương trong tay, nhắc nhở hắn bên trong chuyên môn tăng thêm một viên trứng luộc nước trà. Lại có cái khác bệnh viện y tá tới cho Hứa Thuần Lương đưa thịt bò khô, bánh bích quy mì sợi bao. Mất một lúc Hứa Thuần Lương trước mặt bày một đống đồ ăn vặt, bên cạnh còn có mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hộ sĩ vây quanh dựng ngượng ngập. Hứa Thuần Lương ngầm than mình cái này đáng chết mị lực, nghe phía bên ngoài tiếng mưa gió, hắn không khỏi lo lắng khởi tại Cử Châu chấp hành phỏng vấn nhiệm vụ Tô Tình, lần trước liên hệ Tô Tình nàng còn tại Phù Sơn Trấn, Hứa Thuần Lương nhìn một chút điện thoại lại không có tín hiệu. Hôm nay dư chấn tấp nập, cho thông tin chữa trị chế tạo phiền toái rất lớn. Lúc này Đường Minh Mỹ mang theo hộp cơm che dù đội mưa đi vào trong lều của bọn họ, trong hộp cơm là chuyên môn cho Hứa Thuần Lương chuẩn bị bữa tối. Đường Minh Mỹ nhìn thấy Hứa Thuần Lương đang ăn mì ăn liền, không khỏi nói, Thuần Lương, làm sao ăn khởi mì ăn liền tới.
có thể có cái gì dinh dưỡng, đến, ăn cái này. Mấy tên tiểu hộ sĩ nhìn qua phong vận vẫn còn Đường Minh Mị, trong lòng tự nhủ nàng là ai. Đường Minh Mị cho Hứa Thuần Lương mang đến 4 đồ ăn một chén canh, thịt kho tàu, dầu bạo tôm, rau xanh xào măng tây, tỏi rung rau muống, còn có chua cay canh. Hứa Thuần Lương cười nói, Đường tỷ, ta đều nhanh ăn no rồi. Đường Minh Mị nói, mau thừa dịp còn nóng ăn, về sau dứt khoát đi chúng ta bên kia ăn. Trương Lệ nhìn không được hỏi, các người Trường Thiện bệnh viện đều là cái này cơm nước. Đường Minh Mị nói, hôm nay vội vàng đơn giản điểm, về sau khẳng định càng ngày càng tốt. Một bang tiểu hộ sĩ chỉ có hâm mộ phần. Đường Minh Mị nói, các người có thể nhiều hiểu rõ một chút bệnh viện chúng ta, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, có muốn đổi cái hoàn cảnh hoan nghênh tới tìm ta. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Đường Minh Mị có thể, trực tiếp tới đào chân tường, cái này nếu để cho bệnh viện lãnh đạo phát hiện còn đến mức nào. Lúc này Trường Hưng bệnh viện mấy tên y tá cũng tới dùng cơm, các nàng đều biết Đường Minh Mị, nhìn thấy Đường Minh Mị thân thiết cực kỳ, vây quanh Đường Minh Mị, Đường chủ nhiệm dài Đường chủ nhiệm ngắn kêu. Đường Minh Mị cầm tay của các nàng tốt không vui, Hứa Thuần Lương gọi mấy tên tiểu hộ sĩ cùng một chỗ tới ăn. Đường Minh Mị nói, ta đi trước. Các ngươi nếu là ngại bên này cơm nước không tốt đến chúng ta bên kia. Tạ ơn Đường chủ nhiệm. Ngồi trong góc ăn cơm một gã bác sĩ chính loay hoay radio, hiện tại bọn hắn có thể biết tình huống ngoại giới đường tắt, một là thông qua bệnh viện lãnh đạo truyền đạt, hai liền là thông qua radio. Cái này đứt quãng tín hiệu, lên mạng cơ hồ không có khả năng. Hứa Thuần Lương nghiêng tai lắng nghe lấy số lượng thương vong, giống như đã qua ngàn, người mất tích đếm cũng đang kéo dài gia tăng. Xem ra tình hình tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này viện trưởng Thường Bảo Khánh đi đến, an bài đêm nay trực đêm danh sách, trong danh sách không có Hứa Thuần Lương danh tự. Tuyên bố xong danh sách, nhìn một chút Hứa Thuần Lương trước mặt, Thường Bảo Khánh nói, được a, thiên vị. Hứa Thuần Lương cười nói, không có cách, nhân duyên quá tốt. Hắn đưa cho Thường Bảo Khánh một viên sô-cô-la. Thường Bảo Khánh lột ra nhét vào miệng bên trong, lúc này hắn bộ đàm vang lên. Các cứu viện trung tâm xin chú ý, một khung đánh số là J112Z8 máy bay trực thăng tại đêm nay 8 giờ 30 phút mất tích địa điểm là Kinh Độ Đông. Thường Bảo Khánh sắc mặt thay đổi, hắn đi ra ngoài, không muốn chuyện này bị đám người nghe được. Đến đi ra bên ngoài, bộ đàm tiếp tục kêu cứu, các cứu viện trung tâm xin chú ý, mời phụ cận các cứu viện trung tâm, lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành lục soát cứu. Ta đi. Thường Bảo Khánh sau lưng vang lên thanh âm. Lại là Hứa Thuần Lương đi theo hắn cùng rời đi lều trại, Hứa Thuần Lương nghe được máy bay loại hình lập tức liền liên tưởng đến hôm nay Diệp Sương Nguyên đến đây thị sát sự tình, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, cái này chiếc máy bay trực thăng chính là Diệp Sương Nguyên cưỡi bộ kia. Thường Bảo Khánh biểu lộ mắt trần có thể thấy khẩn trương, hắn mím môi, máy bay khả năng rủi ro, cuối cùng mất liên lạc địa phương khoảng cách trường ổ cửa hàng đại khái 20 km. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không giảm tai ủy cưỡi kia một khung? Thường Bảo Khánh không có phủ nhận, hắn gật đầu nói, hẳn là, bọn hắn cần chính là chuyên nghiệp nhân viên cứu viện, không phải nhân viên y tế. Hứa Thuần Lương lý do để Thường Bảo Khánh không cách nào cự tuyệt, ta phải đi, Diệp chủ nhiệm là cha nuôi ta. Thường Bảo Khánh ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Diệp Sương Nguyên hôm nay đến thị sát thời điểm sẽ đặc địa tại Hứa Thuần Lương bên người ngừng chân, vì sao lại lấy điện thoại di động ra quay chụp Hứa Thuần Lương. Thường Bảo Khánh điểm một cái đầu, hơn 20 cây số, trời tối mưa lớn, đường xá phức tạp, phải làm cho tốt khó khăn nhất chuẩn bị. Hứa Thuần Lương đã xoay người lại chuẩn bị. Cấp trên nguyên tắc là tại không ảnh hưởng các cứu viện trung tâm bình thường chẩn đoán điều trị trật tự điều kiện tiên quyết, trận này lục soát cứu hành động nhất định phải có nhân viên chuyên nghiệp tham dự, từ Đông Châu tới Vương Văn Tường cũng là lục soát cứu tổ thành viên chi một, còn có một cái là một tên khác chuyên nghiệp nhân viên cứu viện Phương Thành. Toàn bộ cứu viện tổ từ 3 người bọn họ cấu thành. Bệnh viện trước mắt chỉ có một cỗ 3 lượt xe thùng xe gắn máy, tại tiếp vào cứu viện thông chi trong vòng 10 phút, 3 người đã chờ xuất phát, tất cả nhân viên y tế đều ý thức được khả năng phát sinh đại sự, nhưng là Thường Bảo Khánh đối cái này sự kiện thủ khẩu như bình, bàn giao 3 tên chấp hành nhiệm vụ đặc thù đội viên nhất định phải chú ý tự thân an toàn, nếu như phát hiện tình huống muốn ngay đầu tiên báo cáo. Hứa Thuần Lương lòng như lửa đốt, thúc giục Phương Văn Tường tranh thủ thời gian xuất phát, mặc dù Diệp Sương Nguyên là hắn cha nuôi, nhưng là giữa bọn hắn cũng không quá sâu tình cảm. Hứa Thuần Lương là trước nhận biết Diệp Thanh Nhã sau đó mới nhận Diệp Lão là làm gia gia, cuối cùng mới có cha nuôi mẹ nuôi, phải nói hắn cùng mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn tình cảm mạnh hơn so với Diệp Sương Nguyên vị này cha nuôi.
nhưng là nghe được máy bay mất liên lạc tin tức, Hứa Thuần Lương vẫn lo lắng không thôi, nếu như Diệp Sương Nguyên hy sinh vì nước, như vậy Diệp gia tướng sẽ phải gánh chịu như thế nào đả kích, Diệp Lão, Lâm Tư Cẩn, Diệp Thanh Nhã đều là hắn quan tâm người, Hứa Thuần Lương không nghĩ bọn hắn thương tâm. Hứa Thuần Lương minh bạch, nếu như máy bay trực thăng rủi ro, trên máy nhân viên còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng trong lòng của hắn vẫn khát vọng kỳ tích xuất hiện. Xe gắn máy tại lồi lõm nhấp nhô mặt đường ngược lên tiến, như hạt đậu nành nước mưa đối diện đánh ra đến trên mặt của bọn hắn trên thân, mặc dù bọn hắn trang bị đầy đủ, thế nhưng là tại tình trạng như vậy quần áo trên người vẫn là khó tránh khỏi đánh ẩm ướt. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, hoàn toàn không có tín hiệu, hắn lại lấy ra ngoài trời bắt đầu cầm trong tay nghi. Ra đến phát trước, hắn đặc địa đi trường thiện bệnh viện cứu chữa điểm bên kia nói một tiếng, tay này cầm định vị nghi là đường minh mị cho hắn dự bị, có thể tại điện thoại mất đi tín hiệu thời điểm cung cấp chính xác định vị. Hứa Thuần Lương phát hiện bọn hắn cũng không phải là trực tiếp tiến về cứu viện địa điểm, hơi kinh ngạc nói, Vương sư phó, chúng ta là không phải đi nhầm. Vương Văn Tường lớn tiếng nói, không sai, gần nhất lộ tuyến cầu gãy, chúng ta chỉ có thể đi vòng, có thể muốn nhiều đi 7-8 cây số, bất quá trong nửa giờ làm sao đều có thể đuổi tới chỗ. Ngồi tại Vương Văn Tường sau lưng Phương Thành miệng không ngừng ngọ nguậy, chính đang nhấm nuốt lấy kẹo cao su. Phương Thành phàn nàn nói, đến tột cùng là ai muốn huy động mọi người đi tìm. Cứu viện lực lượng vốn là không đủ, còn muốn điều nhân thủ nhiều như vậy. Vương Văn Tường nói, khẳng định là nhân vật trọng yếu a. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn nhìn đường, phía trước lộ diện có một gốc đổ dạp đại thụ, tướng lộ diện ngăn cách, ba lượt mô tơ muốn thông qua trước hết thanh lý chướng ngại. Vương Văn Tường tranh thủ thời gian phanh lại, thở dài nói, hai người các ngươi đi đem cây rời, không phải chúng ta không có cách nào đi. Phương Thành thở dài, thật mẹ nó không may. Hứa Thuần Lương đã hạ xe gắn máy, khom người rời lên gốc cây kia, thời gian liền là sinh mệnh, càng sớm đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, Diệp Sương Nguyên còn sống cơ hội mới cao một chút, hắn so những người khác gấp hơn tại đi đường. Lúc này Vương Văn Tường cùng Phương Thành giao đưa một ánh mắt, Phương Thành từ phía sau rút ra một thanh hàn quang lẫm liệt chủy thủ, chậm rãi hướng Hứa Thuần Lương hậu tâm xích lại gần. Hứa Thuần Lương nói, thất thần làm gì? Phụ một tay a. Phương Thành thốt nhiên phát động, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào Hứa Thuần Lương hậu tâm, Hứa Thuần Lương hai tay nâng thân cây, ngay tại khom người phát lực thời điểm, có thể nói Phương Thành lựa chọn thời cơ cực kỳ chính xác, chủy thủ từ chậm rãi đưa đi vào đột nhiên gia tốc, không một không biểu hiện ra hắn là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. 1. Phương Thành trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn phảng phất đã thấy chủy thủ đâm rách Hứa Thuần Lương da thịt, xuyên thấu hắn cùng lúc khe hở đâm vào trái tim tình cảnh. Kỳ thật chỉ cần vạch phá Hứa Thuần Lương làn ra, hắn liền đoạn vô sinh còn khả năng, chủy thủ này bên trên cho ăn có kịch độc. Chủy thủ khoảng cách Hứa Thuần Lương hậu tâm chỉ có nửa tấc thời điểm, một cái tay bắt lấy Phương Thành cổ tay, Phương Thành ngạc nhiên, trước mắt ngoại trừ Hứa Thuần Lương không có những người khác, cái tay này đến tột cùng là của ai? Tay tự nhiên là Hứa Thuần Lương, hắn chỉ dùng tay trái liền nâng lên cây đại thụ kia, tay phải như là không xương linh như rắn chép hướng sau lưng, mặc dù không có quay đầu. Cái ót lại như là sinh hai con mắt, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy Phương Thành cổ tay. Hứa Thuần Lương tay phải phát lực bóp, Phương Thành xương cổ tay răng rắc một tiếng đã bẻ gãy, kịch liệt đau nhức để Phương Thành phát ra thảm không người âm thanh kêu rên. Hứa Thuần Lương tay trái vứt xuống đại thụ, thân thể vặn quay tới, lạnh lùng nhìn qua Phương Thành dao găm trong tay liền muốn không cầm nổi, hắn làm sao đều không rõ, Hứa Thuần Lương là như thế nào phát giác được mình muốn đánh lén hắn. Hứa Thuần Lương tay trái từ trong tay của hắn đoạt lấy chủy thủ, hít vào một hơi nói, kiến huyết phong hầu quỷ vương tán, xuẩn tài, ngươi không biết thứ này có mùi tanh sao? 1. Phương Thành khuôn mặt đã vặn vẹo, không phải phẫn nộ đưa đến mà là sợ hãi cùng đau đớn. Vương Văn Tường vốn cho rằng Phương Thành nhất định phải được, lại nghĩ không ra thế mà bị Hứa Thuần Lương nhìn thấu. Hứa Thuần Lương sát ý nghiêm nghị ánh mắt khóa chặt Vương Văn Tường, giơ lên dao găm trong tay hung hăng đâm vào Phương Thành cổ họng. Vương Văn Tường đã từ túi du lịch bên trong rút ra nỏ máy, nhắm ngay Hứa Thuần Lương bóp cò, Hứa Thuần Lương cánh tay phải chấn động, Phương Thành thân thể bị hắn hướng Vương Văn Tường bắn ra tên nỏ toàn bộ đính tại Phương Thành thân bên trên. Phương Thành chưa khí tuyệt thân thể kịch liệt co quắp. Các loại cỗ thân thể này từ Vương Văn Tường trong tầm mắt biến mất, hắn nâng lên tên nỏ chuẩn bị tiến hành vòng thứ hai xạ kích, nhưng sắc mặt của hắn lại thay đổi, hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương hai tay vung lên cây đại thụ kia, lấy hoành tảo thiên quân chi thế đầu hướng thân thể của hắn quét ngang mà tới.
Vương Văn Tường vẫn là bắn ra tên nỏ đính tại trên cành cây, đại thụ đánh trúng Vương Văn Tường thân thể, Vương Văn Tường giống như một con đoạn mất tuyến con diều hoành bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra gần 20 mét khoảng cách, ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, quanh người hắn xương cốt đều bị Hứa Thuần Lương bá đạo một kích nện đến vỡ nát, vỡ vụn xương cốt đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hứa Thuần Lương ném gốc cây kia, đi vào Vương Văn Tường trước mặt, một cước đạp ở Vương Văn Tường bột trên cửa, tướng đầu của hắn thật sâu dẫm nhập vũng bùn trong đất, giật ra Vương Văn Tường vạt áo, nhìn thấy ngực của hắn thân bên trên đâm vào một viên chảy xuống màu đỏ huyết lệ con mắt màu xanh lam. 1. Tác mệnh môn. Đây là tác mệnh môn tiêu ký, tác mệnh môn lấy giết người lấy mạng mà sống, là cổ xưa nhất chức nghiệp một trong. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, đêm nay phục kích mình tuyệt không chỉ hai cái này, Vương Văn Tường cố ý đi nhầm lộ tuyến đem mình mang đến nơi đây, trên đường cây kia đổ rạp đại thụ cũng không phải ngẫu nhiên, khẳng định là có người trước đó phải đưa tốt hết thảy, dẫn mình xuống dưới đẩy ra cây đại thụ kia, Phương Thành tùy thời ra tay. Vương Văn Tường hẳn là cho rằng Phương Thành khẳng định đắc thủ, chỉ tiếc bọn hắn quá mức khinh địch. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh bốn phía, tin tưởng bọn họ còn có đồng bọn giấu ở phụ cận, khả năng bị mình xuất thủ trấn nhiếp, cũng không có phát động mới công kích. Hứa Thuần Lương đi vào xe thùng xe gắn máy bên cạnh, khởi động xe gắn máy, hướng xảy ra chuyện địa điểm chạy tới, hắn không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Hứa Thuần Lương rời đi không lâu, Vương Văn Tường cùng Phương Thành thi thể chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi hắc thủy, bị mưa to cọ rửa về sau thấm xuống dưới đất, ngoại trừ mấy chi tản mát tên nỏ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Bốn tên người áo đen từ đê trong bụi cỏ hiện thân, đi vào vừa rồi phát sinh địa phương chiến đấu. Nhìn qua cây kia đinh lấy một loạt tên nỏ đại thụ, trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi quang mang, bọn hắn chính là đồng bọn, làm tốt kết thúc muốn tướng Hứa Thuần Lương chu sát ở đây, thế nhưng là không chờ bọn hắn xuất thủ, Hứa Thuần Lương đã đem Vương Văn Tường cùng Phương Thành hai người xử lý, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cường hoành xuất thủ, bọn hắn nào còn dám hiện thân, mỗi người đều thanh sở, coi như xuất thủ cũng là chịu chết. Một người trong đó rút ra dao ba cạnh, hướng trên mặt đất bên trong đâm tới. Nhổ lúc đi ra dao ba cạnh đỉnh chọn một cái tràn đầy bùn ô đầu lâu. Nhị ca, làm sao bây giờ? Kế hoạch có biến, trước bẩm báo đường chủ lại nói. Sau 20 phút, Hứa Thuần Lương rốt cục chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Nơi khởi nguồn điểm tại Phù Sơn phụ cận, xe gắn máy đã không cách nào ngược lên. Hứa Thuần Lương tại chân núi gặp cái khác đội cứu viện. Từ bọn hắn trong miệng đến biết, máy bay trực thăng hẳn là tại vùng núi trụy hủy. Hiện tại tất cả đội cứu viện cũng bắt đầu lên núi lục soát. Hy vọng có thể có phát hiện. Có mấy chi đội cứu viện đã lên núi, khác đội cứu viện chỉ ít 3 người, duy chỉ có Hứa Thuần Lương bên này chỉ có hắn một cái, Hứa Thuần Lương cũng lười giải thích, cũng không thể nói cho người khác biết hai tên đồng đội đã bị mình làm rơi mất. Phù Sơn Hải Nhổ chỉ có 300 mét, nhưng là cỏ thâm lâm khoát, nghe hỏi chạy tới đội cứu viện có 9 chi, tổng cộng cũng không đến 40 người, chỉ bằng lấy những người này muốn triển khai truy quét căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Tất cả mọi người có bộ đàm, xoay tròn về sau, phân tán lục soát. Hứa Thuần Lương độc lai độc vãng, lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn, vốn là khó khăn lục soát lại tăng lên độ khó. Sau một tiếng, trong đó một cái đội trinh sát truyền đến tin tức, loạn thạch cốc có biến, để phụ cận tiểu đội vây quanh loạn thạch cốc đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau lại truyền tới tin tức bởi vì ngọn núi đất lở nguyên nhân, loạn thạch cốc cốc khẩu bị chặn lại, bọn hắn không cách nào tiến vào. Chỉ có từ bên trên trăm trượng dưới vách đi. Hứa Thuần Lương đi vào trăm trượng sườn núi thời điểm, có hai chi đội cứu viện đã đuổi tới đó, từ nơi này xuống đến đáy cốc có chừng 70 mét khoảng cách, vách đá dốc đứng bóng loáng, ít có leo lên chỗ. Bọn hắn cũng không chuyên nghiệp leo núi trang bị, hiện tại loại tình huống này thông qua tay không leo núi xuống dưới xem xét tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong đó một tiểu đội trang bị vệ tinh điện thoại, bọn hắn hướng thượng cấp xin chỉ thị. Biết thượng cấp lập tức sẽ phái tới một chi chuyên nghiệp đội cứu viện, để bọn hắn không nên tùy tiện hành động, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn. Ngay tại xin chỉ thị hồi báo thời điểm, chợt nghe có người hoảng sợ nói, có người đi xuống. Tất cả mọi người là sững sờ, nhao nhao xích lại gần vách đá, đã thấy một người đã tay không leo núi chuyến về, người này chính là Hứa Thuần Lương. Tại người khác xem ra không cách nào chinh phục trăm trượng sườn núi, đối Hứa Thuần Lương tới nói tay không leo núi như dẫm trên đất bằng. Mưa không ngừng dưới, hắn nghe được trong không khí có dầu hỏa hương vị, mặc dù lớn vũ ảnh vang đến ánh mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy loạn thạch trong khe có máy bay trực thăng hình dáng. Hứa Thuần Lương nội tâm tràn đầy chẳng lành cảm giác, chỉ hy vọng thượng thiên phù hộ,
Diệp Xương Nguyên cát nhân thiên tướng có thể trốn qua kiếp nạn này. Hứa Thuần Lương hạ xuống đến một nửa thời điểm, lại một đợt dư chấn đánh tới, cấp trên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, trên vách núi vỡ sỏi không ngừng lăn xuống. Một khối to bằng cái thất tảng đá thẳng đến Hứa Thuần Lương đầu đập tới, Hứa Thuần Lương bay lên không nhảy lên, thân thể ở trên vách núi lướt ngang chừng 2 mét, hai tay móc ở nham thạch khe hở, tránh thoát đá rơi tập kích. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng trận này đá rơi đã qua, nhưng hắn chỗ leo lên khối kia đá núi vậy mà nứt ra, Hứa Thuần Lương hít một hơi, xách thân hướng lên nhảy lên, tựa như linh viên treo bích bắt lấy trên vách đá dựng đứng một gốc núi cây táo, hắn vừa mới leo lên địa phương, một khối dài đến rộng 3 mét hẹn 2 mét đá núi từ trên vách đá dựng đứng phân liệt lột rời đi, oanh ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống. Hứa Thuần Lương lo lắng không thôi, rất sợ khối kia đá núi nện ở máy bay trực thăng hài cốt bên trên. Nếu thật là như thế, chỉ sợ người sống sót cũng khó thoát hai lần kiếp nạn. Còn tốt đá núi rơi tại những địa phương khác, rơi vỡ nát, vỡ vụn hòn đá có không ít đụng vào máy bay trực thăng hài cốt bên trên, phát ra đinh đinh cạch cạch thanh âm. Hết thảy bình tĩnh về sau, hắn tăng nhanh chuyến về tốc độ, rốt cục đi tới đáy cốc. Xuyên thấu qua màn mưa, nhìn thấy máy bay trực thăng hài cốt liền tại phía trước chừng 20 mét địa phương, thân máy bay cắt thành hai đoạn, cánh quạt cũng thay đổi hình bẻ gãy. Vẻ ngoài bên trên máy bay trực thăng khoang hành khách còn tính hoàn chỉnh. Hứa Thuần Lương tìm tới máy bay trực thăng cửa khoang nghiêm trọng biến hình, Hứa Thuần Lương bắt lấy cửa khoang dùng sức kéo một cái, tướng cửa khoang từ trên thân phi cơ lôi xuống, tiện tay ném xuống đất, phát ra leng keng một tiếng vang thật lớn. Trong khoang thuyền không khí tràn ngập dầu hỏa cùng huyết tinh hỗn hợp hương vị. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trong cabin ngổn ngang lộn xộn thân thể, người điều khiển đầu lâu lấy một cái kỳ quái góc độ ngửa ra sau. Xương cổ của hắn hiển nhiên bẻ gãy. 1. Hứa Thuần Lương rốt cục tại cabin phần đuôi tìm được Diệp Xương Nguyên, Diệp Xương Nguyên nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Cha nuôi, Hứa Thuần Lương lớn tiếng la lên, Diệp Xương Nguyên vẫn không có phản ứng chút nào, Hứa Thuần Lương đưa tay sờ sờ mạch đập của hắn, mạch đập hoàn toàn không có. Máy bay trực thăng hạ xuống quá trình bên trong Diệp Xương Nguyên xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng cỗ nứt, cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Mặc dù Hứa Thuần Lương đã sớm dự cảm không ổn, nhưng chân chính xác nhận Diệp Xương Nguyên bất hạnh bỏ mình về sau cũng không nhịn được buồn từ tâm đến, vô luận thân phận như thế nào do ngoại ý muốn tiến đến thời điểm đều trở nên không chịu được như thế một kích, tử vong đối mỗi cái người đều là công bằng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Diệp Xương Nguyên cầm trong tay một tấm hình, trên tấm ảnh là bọn hắn một nhà ba miệng ảnh gia đình. Diệp Xương Nguyên cái ót xương sọ tại rơi xuống lúc va chạm bên trong đâm đến vỡ nát. Hứa Thuần Lương đem hắn di thể đoan đoan chính chính cất kỹ, trong phi cơ trực thăng tổng cộng có 8 người, không một may mắn thoát khỏi tại khó. Bộ đàm không ngừng truyền đến lo lắng tiếng kêu. Hứa Thuần Lương yên lặng thối lui ra khỏi cabin, hướng về phía bộ đàm chán nản nói, ta là Hứa Thuần Lương, đã đến hiện trường, máy bay trực thăng rơi vỡ, thân máy bay đứt gãy hai đoạn, cơ bên trong 8 người toàn bộ lâm nạn. Đối phương nghe được Hứa Thuần Lương báo cáo, lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Qua một hồi lâu mới nói, biết, chú ý an toàn, chuyên nghiệp đội cứu viện sẽ ở sau 40 phút đến, người nguyên địa đợi mệnh. Hứa Thuần Lương tâm tình nặng nề, trong đầu hiện ra Diệp Lão, Diệp Thanh Nhã, Lâm Tư Cẩn cực kỳ bi thương tình cảnh, Diệp Xương Nguyên nhiệt độ cơ thể còn chưa hoàn toàn trở nên lạnh, nếu như không phải Vương Văn Tường cùng Phương Thành nửa đường chặn đánh chỉ hoãn thời gian, có lẽ mình còn kịp nghĩ cách cứu viện. Mình cùng Tác Mệnh Môn không cừu không oán, nhưng Tác Mệnh Môn giết người căn bản không cần lý do. Bọn hắn chẳng qua là một bang tiền thưởng sát thủ thôi, Hứa Thuần Lương âm thầm tướng khoản nợ này tính tại Tác Mệnh Môn trên đầu. Kỳ thật coi như hắn không có chúng ở giữa khó khăn chắc trở, cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên tìm tới Diệp Xương Nguyên, tìm tới Diệp Xương Nguyên cũng chưa chắc có thể cứu được tính mạng của hắn. Máy bay trực thăng rơi xuống về sau, Diệp Xương Nguyên cái ót bởi vì va chạm vỡ tan, cho dù may mắn có thể sống mạng lớn xác suất cũng chỉ có thể là một bộ cái xác không hồn. Lấy Diệp Xương Nguyên kiêu ngạo, tình nguyện lựa chọn chết cũng không muốn lấy phương thức như vậy sống chui nhủi ở thế gian. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu, mặc cho mưa to cọ rửa khuôn mặt của hắn, cho dù tu luyện tới tiên thiên cảnh lại như thế nào, cũng vô pháp khởi tử hồi sinh cứu vãn Diệp Xương Nguyên tính mệnh. Bộ đàm bên trong lại truyền tới thanh âm, Hứa Thuần Lương, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Hứa Thuần Lương nói, ta tại. Trăm trượng sườn núi phương hướng tây bắc phát sinh đất đá trôi, căn cứ hướng chảy phán đoán. Đại khái suất sẽ xông vào loạn thạch cốc, nhiều nhất 2 phút đồng hồ sẽ đến ngươi vị trí, mời mau rời khỏi. Hứa Thuần Lương nghiêng tai nghe qua, quả thật nghe được phương hướng tây bắc phát ra ầm ầm tiếng vang trầm nặng,
hai phút đồng hồ đầy đủ hắn rời đi, không được. Cha nuôi di thể còn ở bên trong. Hứa Thuần Lương quay người hướng máy bay trực thăng chạy đi, tiến vào máy bay trực thăng, hắn cõng lên Diệp Sương Nguyên di thể, dùng dây băng hệ ở trên người. Hứa Thuần Lương không có lựa chọn khác, nếu có thời gian, hắn khẳng định sẽ đem tất cả người di thể tất cả đều mang đi. Lúc đi ra, đã cảm giác mặt đất đang chấn động, uyển như sơn băng địa liệt thanh âm từ cốc khẩu hướng chỗ hắn ở áp bách mà tới. Đục ngầu đất đá trôi tựa như một đầu dữ tợn cự long, mang theo lấy núi đá gỗ mục cùng cát vàng, va chạm tại ngăn chặn cốc khẩu nham thạch bên trên, nguyên bản ngăn cản đội cứu viện bước chân nham thạch tại đất đá trôi trùng kích vào vậy mà giòn yếu không chịu nổi một kích. Hoàn toàn sụp đổ, gia nhập vào đất đá trôi trong đội ngũ, đầu này cự long trở nên càng thêm cường đại, tồi khô lạp hủ, mọi việc đều thuận lợi, thẳng đến loạn thạch cốc mà tới. Đại địa chấn chiến, đất đá trôi xung kích sơn cốc phát ra tựa như quái thú gào thét thanh âm. Hứa Thuần Lương cõng Diệp Sương Nguyên di thể hướng trăm trượng sườn núi phương hướng phi nước đại, hắn không quay đầu lại, đã cảm giác được thiên nhiên không thể kháng cự uy thế. Đất đá trôi xung kích tại trên trực thăng. Máy bay trực thăng tại đất đá trôi nghiền ép phát xuống ra két két thanh âm, bị thôi động một khoảng cách đụng vào phía trước trên sơn nham, cabin trong nháy mắt bị đè ép. Hứa Thuần Lương cõng Diệp Sương Nguyên bò lên trên trăm trượng sườn núi, hai chân của hắn vừa rời đi mặt đất, đục ngầu đất đá trôi liền đem hắn vừa mới đặt chân địa phương bao phủ, Hứa Thuần Lương dốc hết toàn lực leo lên phía trên. Gió mang theo lấy cát đá đánh ra ở trên người hắn, Hứa Thuần Lương gắt gao móc ở nham thạch khe hở, phòng ngừa mình bị gió mạnh thổi đi. Hắn cố gắng trợn to hai mắt, nhìn đến phía dưới đã hoàn toàn bị bùn nhão nuốt hết. Hứa Thuần Lương tiếp tục leo lên phía trên, hắn nhất định phải mang Diệp Sương Nguyên về nhà. Diệp gia cái thứ nhất nhận được tin tức chính là Lâm Tư Cẩn. Lâm Tư Cẩn nghe nói Diệp Sương Nguyên tai nạn máy bay tin tức về sau, cả người ngốc tại nơi đó, trong đầu trống rỗng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đối phương lấy cực kỳ trầm thống thanh âm thuật lại một lần. Nói cho Lâm Tư Cẩn Diệp Sương Nguyên cưỡi máy bay trực thăng rủi ro, rơi xuống tại Phù Sơn loạn thạch cốc, trước mắt loạn thạch cốc phát sinh đất đá trôi, nói cách khác thi thể đều chưa hẳn tìm được. Lâm Tư Cẩn nói, ai nói cho ngươi tin tức, các ngươi có thể xác định sao? Có một đội cứu viện viên đi xuống, là hắn hướng chúng ta báo cáo phía dưới tình huống, thế nhưng là tại hắn báo cáo tình huống không lâu, nơi đó lại phát sinh đất đá trôi. Lâm Tư Cẩn vô lực co quắp ngồi dưới đất, nói cách khác các ngươi cũng không có tìm được Sương Nguyên thi thể. Thật xin lỗi, chúng ta sẽ hết sức tìm tới Diệp chủ nhiệm di thể. Đủ rồi, ngươi đừng nói cho ta những này chưa chứng minh tin tức, làm thê tử của hắn, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Tư Cẩn trên mặt hai hàng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Thật xin lỗi, đối phương ngoại trừ có lỗi với giống như cũng không có hắn lời để nói. Lâm Tư Cẩn cả sửa lại một chút cảm xúc, hẳn là nói xin lỗi chính là ta, Cử Châu tình hình tai nạn nghiêm trọng như vậy, bởi vì Sương Nguyên sự tình còn xuất động không ít cứu viện lực lượng, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, tại hết thảy chưa có xác định trước đó, không muốn tướng chuyện này nói cho Diệp lão, hắn lớn tuổi, chỉ sợ không thể thừa nhận đả kích như vậy. Được rồi, nếu có mới nhất tiến triển chúng ta tùy thời cùng người liên hệ. Diệp Thanh Nhã lăn lộn khó ngủ, bởi vì phụ thân, cũng bởi vì Hứa Thuần Lương. Cử Châu địa chấn tình huống không thể lạc quan, hai cái nàng nhớ thương nhất người đều tại tai khu một tuyến, Diệp Thanh Nhã không dám đánh nhiễu phụ thân công việc, nàng muốn cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, thế nhưng là lại cảm thấy không ổn, nội tâm xoắn xuýt để nàng không cách nào ngủ, thật hy vọng đây hết thảy mau chóng tới, cầu phúc Cử Châu bách tính sớm ngày khôi phục bình thường cuộc sống yên tĩnh. Diệp Thanh Nhã chuẩn bị ra ngoài đi dạo, lại phát hiện ra ra một người ngồi ở phòng khách phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Diệp lão không biết đang suy nghĩ gì, quá xuất thần, thậm chí không có ý thức đến tôn nữ đến. Ra ra. Diệp lão tay run run một chút, nắm ở trong tay hạch đào rơi trên mặt đất. Diệp Thanh Nhã tranh thủ thời gian khom người nhặt lên hai viên mũ quan hạch đào, đặt ở ra ra lòng bàn tay, lại phát hiện ra ra tay dị thường băng lãnh. Diệp Thanh Nhã nói, ra ra, người thế nào? Tay như thế lạnh. Diệp lão cười cười nói, không có việc gì. Lớn tuổi hỏa lực không so được các ngươi người trẻ tuổi. Diệp Thanh Nhã đi tìm bộ y phục cho ra ra khoác lên người. Diệp lão nói, cha ngươi còn tại Cử Châu A. Diệp Thanh Nhã gật đầu nói, vừa đi không bao lâu A, người nghĩ hắn rồi. Diệp lão nói, hắn nói qua đêm nay muốn gọi điện thoại cho ta. Diệp Thanh Nhã nói, hắn là đi thị sát tình hình tai nạn, Cử Châu bên kia tình hình tai nạn vô cùng nghiêm trọng,
ta đoán chừng hắn khả năng một bận bịu công việc đem chuyện này đem quên đi, có lẽ đợi lát nữa liền đánh. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút lúc ở giữa, hiện tại đã nhanh đến rạng sáng. Thời gian này không gọi điện thoại, đêm nay chắc chắn sẽ không lại đánh, bởi vì vì phụ thân rất hiếu thuận, hắn sẽ không dễ dàng quấy rầy ra ra nghỉ ngơi. Diệp lão nói, Thanh Nhã, ta hôm nay luôn cảm thấy trong lòng buồn bực đến hoảng. Diệp Thanh Nhã nói, có phải hay không trời mưa nguyên nhân, khí áp tương đối thấp, muốn không ngày mai ta đem bác sĩ mời đến cho ngài làm kiểm tra sức khỏe. Diệp lão lắc đầu biểu thị không có cái kia tất yếu. Diệp Thanh Nhã biết Gia Gia đang lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, Gia Gia, lần này Thuần Lương cũng đi Cửu Châu tai khu, tham gia cứu viện chữa bệnh đội. Diệp lão nói, hắn cũng đi, đứa nhỏ này có ái tâm, ngươi gọi điện thoại cho hắn, để hắn nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, kỳ thật cú điện thoại này nàng đã sớm muốn đánh, Gia Gia nói chuyện, liền có đầy đủ lý do. Nàng cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, đối phương điện thoại không tại khu phục vụ. Diệp Thanh Nhã hướng Gia Gia cười cười, Gia Gia, tại khu thông tin còn không có khôi phục, có đôi khi có thể đánh thông, có đôi khi đánh không thông, tin tưởng bọn họ đều vô sự. Diệp lão thở dài nói, người đã già, liền trở nên lo được lo mất. Cha người cũng tốt, Thuần Lương cũng tốt, đều là đi làm bọn hắn việc, nếu như ta trẻ thêm vài tuổi nữa, ta cũng sẽ đi. Diệp Thanh Nhã nói, Gia Gia. Ta dự định quyên một khoản tiền cho tai khu. Diệp lão nhẹ gật đầu, muốn được, ta cũng quyên một chút. 10. Diệp Thanh Nhã cười nói, trong nước có trọng đại tình hình tai nạn thời điểm, người lần nào không quyên a? Diệp lão nói, ta điểm này tiền tính không được cái gì, ta có thể có hôm nay, đều là lão bách tính cho, tiền với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, có thể trợ giúp người khác mới có ý nghĩa. Ta lui ra tới. Cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này giúp lão bách tính lại làm chút chuyện. 2. Diệp Thanh Nhã nói, Gia Gia, người đi ngủ đi, khả năng sáng sớm ngày mai, cha liền cho ngài gọi điện thoại. Diệp lão nói, hắn đáp ứng ta sự tình chưa hề đều không có nuốt lời qua, Thanh Nhã, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, cho phụ thân gọi điện thoại không cách nào kết nối, nàng tiếp lấy lại cho phụ thân thư ký gọi điện thoại vẫn là đồng dạng. Diệp Thanh Nhã cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng, tại trước mặt Gia Gia nàng cũng không có biểu lộ ra quá nhiều lo lắng, thực sự không muốn lại cho lão nhân gia tiếp tục chế tạo lo âu. Đã Gia Gia không chịu ngủ, Diệp Thanh Nhã cũng chỉ đành tùy theo hắn, mình trở về phòng về sau, suy tư liên tục, vẫn là trước liên hệ một chút mẫu thân. Lâm Tư Cẩn tiếp vào nữ nhi điện thoại trước ngay tại chứng thực tình huống, hiện tại có thể xác định là, Diệp Sương Nguyên cưỡi máy bay trực thăng đã rơi vỡ. Nghe nói cơ nội nhân viên không ai sống sót, Lâm Tư Cẩn bắt đầu còn ôm may mắn, nhưng về sau nghe nói mạo hiểm bò xuống sườn núi cứu người chính là con nuôi Hứa Thuần Lương, mà Hứa Thuần Lương ngay tại cứu viện quá trình bên trong, loạn thạch cốc lại bất hạnh phát sinh đất đá trôi. Lâm Tư Cẩn đã là trưởng phu tử thương tâm, lại là Hứa Thuần Lương vận mệnh lo lắng. Lâm Tư Cẩn đương nhiên hy vọng Hứa Thuần Lương có thể mang theo trưởng phu cùng một chỗ chạy thoát, nhưng căn cứ hiện trường truyền đến tình huống. Tại máy bay trực thăng rủi do hiện trường chứng minh cơ nội nhân viên tất cả đều lâm nạn chính là Hứa Thuần Lương, trước mắt nàng có khả năng làm chỉ còn lại cầu nguyện. Chuyên nghiệp đội cứu viện cũng đã tới trăm trượng sườn núi, bọn hắn nhìn thấy loạn thạch trong cốc tình huống thời điểm, liền biểu thị hiện tại hành động cứu viện đã không có bất kỳ dị nghị gì, đất đá trôi đã đem kia chiếc máy bay trực thăng nuốt hết, dễ dưới đây trước đi xuống tên kia nhân viên cứu viện nói, máy bay trực thăng rơi vỡ về sau, cơ bên trong tất cả nhân viên đều đã tử vong. 2. Xét thấy người chết thân phận đặc thù, đội cứu viện trưởng cũng không dám nói ra từ bỏ cứu viện, chỉ là uyển chuyển biểu thị hiện tại cũng không có đủ cứu viện điều kiện, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Hiện trường tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chẳng những cơ bên trong nhân viên tất cả đều lâm nạn, liền tên kia mạo hiểm đi xuống nhân viên cứu viện đoán chừng cũng táng thân tại trận này đất đá trôi bên trong. Đội cứu viện trưởng hướng thượng cấp báo cáo tình huống thời điểm, có người nhìn thấy trên vách đá có bóng người đang di động. Hoảng sợ nói, hắn còn sống, Hứa Thuần Lương còn sống. Sốc đứng trên vách đá dựng đứng, Hứa Thuần Lương có một người ngay tại hướng đỉnh núi leo trèo, hắn chẳng những tránh thoát trận này đất đá trôi, hơn nữa còn từ rơi vỡ trong phi cơ trực thăng cứu ra một người. Đỉnh núi nhân viên cứu viện lập tức kích động, bọn hắn cuống quýt chuẩn bị công cụ hỗ trợ, cứu sống tác ném xuống thời điểm, Hứa Thuần Lương đã gánh vác lấy Diệp Sương Nguyên di thể thành công đi tới đỉnh núi. Tất cả mọi người vây lại. Trợ giúp Hứa Thuần Lương tướng Diệp Sương Nguyên di thể cởi xuống, hai tên cấp cứu nhân viên tiến lên làm bộ đi làm tim phổi khôi phục.
Hứa Thuần Lương xóa đi trên mặt nước mưa, chán nản nói, không nên uổng phí khí lực, người đã đi. Hai tên cấp cứu nhân viên phảng phất không nghe thấy, vẫn đang cố gắng, một người trong đó còn lấy ra tự động trái tim trừ rung động nghi, đến một lần Diệp Sương Nguyên thân phận cực kỳ trọng yếu, thứ hai công tác của bọn hắn chương trình chính là cái này dạng. Trong lòng mặc dù minh bạch loại này tượng trưng nghĩ cách cứu viện không có tác dụng gì, nhưng là cũng muốn đi cái hình thức, chứng minh bọn hắn cố gắng, cũng làm cho người mất người nhà an tâm. Hứa Thuần Lương tiến lên một cước tướng kia hàng đạp ngã xuống đất, giận dữ hét, các người mẹ nó đều điếc sao. Người đã chết, đừng ở trước mắt ta diễn. Lúc này đội cứu viện trưởng Khâu Tử Thành đi tới, nhìn thoáng qua Diệp Sương Nguyên di thể, mím môi, hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, hắn lười nói chuyện, Diệp Sương Nguyên chết để hắn tâm loạn như ma, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đi đối diện, như thế nào nói cho người Diệp ra tin dữ này. Khâu Tử Thành tướng vệ tinh điện thoại đưa cho hắn, điện thoại của ngươi. Hứa Thuần Lương nhận lấy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Tư Cẩn thanh âm, Thuần Lương, tìm tới cha nuôi ngươi sao. Mặc dù Lâm Tư Cẩn cố giả bộ trấn định, nhưng thanh âm của nàng vẫn là không thể tránh khỏi run rẩy lên. Hứa Thuần Lương ý thức được Lâm Tư Cẩn nên được ve sầu tin dữ, nếu không nàng cũng sẽ không vì Diệp Sương Nguyên chuyên môn gọi cú điện thoại này tới. Một lát do dự về sau, Hứa Thuần Lương vẫn là lựa chọn nói cho nàng chân tướng, lấy Lâm Tư Cẩn trí tuệ, mình căn bản không gạt được nàng, mà lại hắn tin tưởng Lâm Tư Cẩn là cái kiên cường người. Hứa Thuần Lương nói, tìm được, bất quá ta đến thời điểm quá muộn. Lâm Tư Cẩn trong lòng xấu nhất tình trạng đã nghiệm chứng, nàng siết chặt điện thoại, kiệt lực khống chế nội tâm bi thương, biết, cảm ơn ngươi Thuần Lương, ngươi. Ngươi cũng muốn chú ý nhiều hơn an toàn. Nàng cấp tốc tướng điện thoại cúp máy, bởi vì chậm thêm một hồi nàng khả năng liền khống chế không nổi nội tâm bi thương, Lâm Tư Cẩn vành mắt đỏ lên, nàng dùng sức xé rách lấy tóc của mình, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng cùng Diệp Sương Nguyên ở riêng nhiều năm, Diệp Sương Nguyên vẫn luôn rất chủ động tại bổ cứu quan hệ giữa bọn họ, thật vất vả nàng cùng nữ nhi mới tiêu trừ ngăn cách quay về tại tốt, gia đình của bọn hắn liền muốn một lần nữa đoàn tụ, nhưng bây giờ Diệp Sương Nguyên cứ như vậy đột nhiên đi, cũng sẽ không trở lại nữa, nữ nhi đã mất đi phụ thân. Mình đã mất đi trưởng phu, Diệp lão đã mất đi yêu nhất nhi tử. Sự cảm lại xấu cuối cùng còn có lưu một tia hy vọng, hiện tại tất cả hy vọng cũng bị mất, Lâm Tư Cẩn nội tâm lâm vào một vùng tăm tối, không gặp được một chùm sáng. Nàng không biết như thế nào nói cho nữ nhi, dưới cái nhìn của nàng nữ nhi đối phụ thân tình cảm muốn vượt qua chính mình. Trước khi đến giảm tai xử lý trước đó, Diệp Sương Nguyên thể chế con đường đi thẳng đến độ rất thuận, Diệp lão đối với hắn ôm có rất lớn kỳ vọng. Đây là hắn đi mới cương vị về sau lần thứ nhất xuất hành A, không nghĩ tới trở thành hắn sinh chúng đích có 102. Lâm Tư Cẩn suy tư liên tục, nàng trước cho ở xa Nghê Hồng Diệp Sương Tuyền gọi điện thoại, đem tin dữ này nói cho hắn, Diệp Sương Tuyền nghe hỏi về sau ngựa bên trên biểu thị mau chóng trở về trong nước xử lý chuyện này. Lâm Tư Cẩn hy vọng từ hắn nói cho Diệp lão chuyện này, nàng quyết định mau chóng tiến về tai khu. Diệp Sương Tuyền đánh trước cho Diệp Thanh Nhã, muộn như vậy tiếp vào thúc thúc điện thoại. Diệp Thanh Nhã đã minh bạch xảy ra chuyện gì, khi trong lòng xấu nhất suy đoán rốt cục được chứng minh, Diệp Thanh Nhã che đôi môi khóc khởi đến, sợ tiếng khóc kinh động đến ra ra, nội tâm to lớn bi thương và thân thể cực độ khống chế tại tương hỗ chống lại, thân thể mềm mại của nàng không tự chủ run rẩy. Cái này đêm kinh thành trời mưa đến rất lớn, Diệp lão một mực ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cố gắng thế nào cũng thấy không rõ bóng đêm, nghe lít nhít tiếng mưa rơi, nội tâm của hắn cũng như cái này bóng đêm hắc ám. Một dạng ẩm ướt. Hiện trường chỗ sửa lại một chút Diệp Sương Nguyên di thể, quyết định lưu lại một chi đội ngũ tiếp tục lục soát cái khác người gặp nạn di thể, những người khác mau chóng mang theo hắn di thể xuống núi, bởi vì bộ phận ngọn núi đất lở cùng đột phát đất đá lưu nguyên nhân, nguyên lai lên núi con đường đã tổn hại, bọn hắn chỉ có thể từ tương đối dốc đứng bắc sườn núi xuống núi. Cân nhắc cáng cứu thương xuống núi không tiện, đội cứu viện đưa ra mọi người thay phiên gánh vác di thể xuống núi. Hứa Thuần Lương lo lắng trên đường có chỗ sơ suất, kiên trì tự mình cõng lấy xuống núi. Nhất cử nhất động của hắn, đêm nay tham gia cứu viện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngầm thầm bội phục Hứa Thuần Lương năng lực, đổi thành bất cứ người nào đều không thể làm được, lại càng không cần phải nói trong khoảng thời gian ngắn tay không leo lên trăm trượng sườn núi, trên thân còn gánh vác lấy một cỗ di thể. Mọi người đi tới dưới núi, tướng Diệp Sương Nguyên di thể đưa đến phụ cận lâm thời cứu viện điểm. Cử Châu nhà tang lễ nhân viên công tác cùng Cử Châu mấy vị lãnh đạo đã tại cứu viện điểm chờ đợi tiếp thu di thể, mưa to chưa ngừng, dư chấn còn đang tiếp tục.
Tất cả nhân viên cứu viện ngay tại chỗ giải tán, trở về riêng phần mình cứu viện điểm tiếp tục cứu viện nhiệm vụ, còn có nhiều người hơn chờ đợi giải cứu. Hứa Thuần Lương bớt thời gian nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, lại phát hiện Tô Tình phát tới tin cầu cứu, nàng tình huống bên kia rất là ác liệt, không có gặp chuyên nghiệp nhân viên cứu viện, một đồng sự chết tại dư chấn bên trong, còn có hai người thụ thương, trước mắt tất cả đều dựa vào lão bách tính tự cứu. 1. Bọn hắn bị vây ở Phù Sơn trong chấn, nàng cũng là ôm thái độ muốn thử một chút phát cái tin tức này, cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương có thể hay không thu được. Hứa Thuần Lương vừa rồi tất cả đều bận rộn nghĩ cách cứu viện Diệp Sương Nguyên, sơ hở cái tin tức này, hắn tìm tới cái này cứu viện điểm người phụ trách, hy vọng hắn có thể điều ra một phần nhân viên tiến về Phù Sơn trấn cứu người. Cứu viện điểm người phụ trách biểu thị hiện tại nhân thủ của bọn hắn đã không đủ, không có khả năng lại rút ra dư thừa nhân viên cùng hắn đi cứu người, hiện tại có khả năng làm chính là giúp hắn đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp, để chỉ huy bên trong tâm rút phái nhân thủ. Kỳ thật người ta cũng không phải cố ý cự tuyệt, cần người cứu viện quá nhiều, chuyên nghiệp nhân viên cứu viện cũng không có nhiều như vậy, tại không có trung tâm chỉ huy điều động tình huống dưới, bọn hắn không thể tự ý rời vị trí. Hứa Thuần Lương rõ ràng chỉ bằng một đầu tin tức tư nhân là rất khó thuyết phục trung tâm chỉ huy phái người đi cứu viện, hắn quyết định mình đi, đêm nay đã mất đi một vị sinh mệnh vô cùng trọng yếu người, hắn không muốn lại mất đi một cái. 1. Phù Sơn trấn khoảng cách cái này cứu viện điểm còn có 11 cây số thẳng tắp khoảng cách, Hứa Thuần Lương quyết định mình chạy tới. Hắn cưỡi tới xe thùng xe gắn máy cũng bị đất đá trôi cuốn đi, chỉ có thể hướng cứu viện điểm cầu viện, cứu viện điểm cũng không có dư thừa cỗ xe, bất quá vẫn là giúp hắn tìm chiếc xe điện. Hứa Thuần Lương có thể thông cảm đối phương khó xử, cưỡi xe điện hướng Phù Sơn trấn tiến đến, đoạn đường này điện thoại đều không có bất kỳ cái gì tín hiệu, tiến về Phù Sơn trấn trên đường trải qua nhiều cây cầu lương. Bởi vì địa chấn nguyên nhân, cầu lương tổn hại nghiêm trọng, khoảng cách Phù Sơn trấn còn có 3 cây số thời điểm phía trước cầu nối gián đoạn không cách nào thông hành, Hứa Thuần Lương chỉ có thể tướng xe điện ném tại nguyên chỗ, một mình qua sông. Liên tiếp không ngừng mưa to để thủy vị dâng lên, dòng nước trở nên chảy xiết, người bình thường đừng nói qua sông, chỉ sợ xuống đến trong sông liền sẽ bị hồng thủy cuốn đi. Hứa Thuần Lương bay lên không nhảy lên, liền vượt qua rộng 6 mét đường sông, không hề dừng lại chút nào. Đi bộ hướng Phù Sơn trấn phương hướng xuất phát. Phù Sơn trấn địa thế chỗ trũng, liên tiếp không ngừng mưa xuống đã để tòa này tiểu trấn trở thành trạch quốc, nguyên bản bởi vì nhiều lần địa chấn mà đưa đến nguy phòng tại mưa to cọ rửa cùng hồng thủy ngâm hạ không ít phát sinh 2 lần than sập. Hứa Thuần Lương tại nạn dân tụ tập quảng trường nhỏ tìm được nơi đó lâm thời cứu viện điểm, cái này cứu viện điểm cũng không phải là từ quan phương trung tâm chỉ huy thống nhất điều phối, mà là bản xứ cư dân tự hành tổ chức, theo bọn hắn nói. Tại thứ nhất lần địa chấn phát sinh thời điểm, trên chấn cư dân hơn phân nửa đã rời đi ra ngoài, còn thừa lại một chút hành động bất tiện giải yếu tàn tật chưa kịp rời đi, liền phát sinh dư chấn. Phù Sơn chấn phi thường đặc thù, một mặt chỗ dựa, ba mặt bị nước bao quanh, đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo địa thế tại tai nạn trước mặt lộ ra nhược điểm, thông hướng ngoại giới vài tòa cầu nối toàn bộ tổn hại gián đoạn. Ngọn núi đất lở, đê vỡ, địa chấn tạo thành tái sinh tai hại tướng tòa này tiểu chấn san thành bình địa. Để tiểu trấn tạm thời trở thành một tòa cùng ngoại giới ngăn cách đảo hoang, còn không tới kịp chuyển di người đều bị vây ở nơi này, trước mắt tụ tại trong trấn quảng trường nhỏ có chừng hơn 200 người, địa phương khác khẳng định còn có không ít bị nhốt nạn dân. Tại thiếu khuyết chuyên nghiệp cứu viện lực lượng tình trạng dưới, những người này miễn cưỡng tự vệ, về phần tổ chức nhân lực tiến đến nghĩ cách cứu viện cái khác nạn dân đã không phải là bọn hắn năng lực phạm trù bên trong. Hứa Thuần Lương tại cứu viện điểm cũng không nhìn thấy Tô Tình, nghe ngóng về sau biết Tô Tình cùng vài người khác đi Phù Sơn tiểu học bên kia. 1. Bên kia tới gần dốc núi, vừa mới tao ngộ một lần ngọn núi đất lở, nghe nói tiểu học sớm liền trống, địa chấn sớm nhất phát sinh thời điểm, thầy trò nhóm liền chuyển rời đến khu vực an toàn, là nhóm đầu tiên chuyển di đi ra người viên. Phù Sơn tiểu học khoảng cách Phù Sơn trấn còn có hơn 3 dặm đường, nếu như tại bình thường đoạn này đường không tính là cái gì, nhưng là hiện tại là thời kỳ phi thường. Trốn tới người phần lớn tụ tập tại Phù Sơn trấn Cung Tiêu Liên xã cổng đất trống bên trên, bọn hắn đều cho rằng tiểu học đã sớm không có một ai, về phần những ký giả kia đơn thuần ăn no dỗi việc đến, chạy loạn khắp nơi đào móc tin tức tài liệu, tin tức có thể so sánh tính mệnh còn trọng yếu hơn. Ngay tại lúc này không phải nhân viên cứu viện vẫn là không muốn đi qua làm loạn thêm. Hứa Thuần Lương lên tiếng hỏi tiểu học vị trí liền mau chóng chạy tới, hắn nhắc nhở mình tận lực không nên suy nghĩ nhiều. Tin tưởng Tô Tình khẳng định sẽ bình an vô sự. Vừa mới ngừng không lâu mưa lại hạ xuống,
cho lần này tai khu cứu viện tăng lên không ít độ khó. Hứa Thuần Lương đi vào Phù Sơn tiểu học phụ cận thời điểm, nhìn thấy tiểu học lầu dạy học đã đổ sụp, một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Hứa Thuần Lương hô to Tô Tình danh tự, bước nhanh phóng tới kia mảnh phế tích, nhìn thấy một người bị đặt ở sàn gác hạ không nhúc nhích, xích lại gần xem xét, hắn mặc bình hải truyền hình quần áo lao động, nên là lần này phỏng vấn đoàn trong đội một người. Tên này nhân viên công tác đã khí tuyệt bỏ mình, dẫn đến hắn chết nguyên nhân trực tiếp là bộ ngực đè ép tổn thương, tử tướng rất thảm, tử vong có một đoạn thời gian, thân thể trở nên băng lãnh cứng ngắc. Hứa Thuần Lương lớn tiếng la lên Tô Tình danh tự, cách đó không xa truyền đến yếu ớt âm thanh, hắn theo tiếng đi qua, đi vào thanh âm phát ra địa phương phân biệt ra được, đối phương chính đang hô hoán lấy cứu mạng, Hứa Thuần Lương có thể kết luận cầu cứu chính là nữ tử nhưng tuyệt không phải là Tô Tình. Hứa Thuần Lương hướng về phía bên trong nói, có ai không? Cứu mạng, thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, phía dưới còn không chỉ một người, nghe thanh âm hẳn là cách hắn không xa, vùi lấp không sâu. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, không có những người khác có thể viện thủ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn, hắn cũng không thể chí chi không để ý, một vừa đưa tay đẩy ra đứt gãy bức tường, vừa cùng khốn tại người phía dưới đối nói, phía dưới có mấy người. Tăng thêm ta hết thảy ba cái. Có bị thương hay không? Ta không có, trả lời phi thường chính xác, tên này bị nhốt người mình không bị tổn thương, về phần những người khác hắn cũng không biết. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền đào ra một cái cửa hang, lấy ra đèn pin vào bên trong chiếu xạ, nhìn thấy cách đó không xa một cái bẩn thỉu thân ảnh chính hướng mình cố gắng bỏ, đối phương vươn tay, Hứa Thuần Lương một tay lấy tay của nàng nắm chặt, bàn tay không hề giống bình thường nữ tính như vậy mềm mại. Lòng bàn tay sinh đầy vết chai, đoán chừng là bình thường cần tại thao tác duyên cớ. Tại Hứa Thuần Lương trợ giúp dưới, nàng rất nhanh đến mức lấy từ phế tích hạ thoát thân. Hứa Thuần Lương đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng bị nhốt hai người khác bên trong có một người là Tô Tình, tiếp lấy doanh cứu ra là một người trung niên, hắn chân hẳn là bị thương, thoát khốn về sau vẫn phủ phục bò. Hứa Thuần Lương không để ý tới giúp hắn kiểm tra thương thế, hướng về phía bên trong lớn tiếng nói, Tô Tình. Tô Tình, ngươi ở bên trong à? Để hắn thất vọng là, cái cuối cùng được cứu vớt chính là một nam tử trẻ tuổi, tại đi lên kéo lấy quá trình bên trong, tên nam tử kia không ở kêu đau, hắn nói tay trái của mình cùng chân trái hẳn là đoạn mất, để Hứa Thuần Lương động tác nhẹ một chút. Lúc trước bị Hứa Thuần Lương doanh cứu lên hai người đụng lên đến giúp đỡ, bọn hắn tới gần Hứa Thuần Lương thời điểm, đột nhiên rút ra lợi khí, trung niên nhân trong tay đoạn đao trực tiếp hướng Hứa Thuần Lương bên gáy động mạch xóa đi. Nữ tử thì giơ lên dao ba cạnh hung hăng đâm về Hứa Thuần Lương hậu tâm. Hai người đều tại khoảng cách gần tình trạng hạ phát động công kích, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Cùng lúc đó, chưa thoát khốn tên kia nam tử trẻ tuổi, phải tay cầm thật chặt Hứa Thuần Lương tay phải, tuyên bố gãy xương cánh tay trái móc ra liên nổ khoảng cách gần bắn về phía Hứa Thuần Lương mặt. Ba người này tỉ mỉ bố cục, phối hợp ăn ý. Dùng thân thể tướng Hứa Thuần Lương vây khốn tại cái này chật hẹp không gian bên trong, dạng này tới gần khoảng cách rất khó làm ra né tránh, mà lại Hứa Thuần Lương tay phải nắm lấy nam tử trẻ tuổi tay phải ngay tại thi cứu, bị đối phương một mực nắm chặt. Cho dù dưới loại tình huống này, Hứa Thuần Lương vẫn làm ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng, đầu của hắn phía bên trái bên cạnh chếch đi, trung niên nhân ý đồ cắt đứt hắn phần cổ động mạch chủ một đao kia chưa thể ngay đầu tiên đạt được. Hứa Thuần Lương tay phải phát lực. Bóp nát thân ở phế tích bên trong tên kia tuổi trẻ sát thủ tay phải, tuổi trẻ sát thủ bởi vì bàn tay xương cốt đều nứt mà sinh ra toàn tâm đau đớn, bất quá hắn vẫn kiên trì bóp phỉnh cơ, bởi vì đau đớn cùng Hứa Thuần Lương dắt rồi, thân thể của hắn phát sinh chếch đi, từ đó làm cho liên nổ bắn ra phương hướng có thay đổi, có bao nhiêu chi chệch hướng bắn tại gạch đá phía trên, vẫn là có ba chi từ cửa hang bay ra đi, tất cả đều bắn tại trung niên người tay cầm đao trên cánh tay. Tên nỏ tốc độ kinh người. Trực tiếp tướng tay của trung niên nhân cánh tay xuyên thấu mà qua, trung niên nhân bởi vì đau đớn kịch liệt hoạch hướng Hứa Thuần Lương cắt yết hầu một đao động tác đột nhiên dừng lại. Hứa Thuần Lương có thể hóa giải chính diện tên nỏ xạ kích, bên cạnh lưỡi dao cắt yết hầu. Nhưng còn có nữ tử kia, nàng đâm về Hứa Thuần Lương hậu tâm dao ba cạnh đã không cách nào tránh né. Ba mặt giáp công, đối phương ôm định ý quyết giết, Hứa Thuần Lương đối diện hiểm cảnh, đã không cách nào tránh né liền không cần lại tránh. Nữ tử tự nhận là một kích này tất nhiên cần phải tay, hai mắt lộ hung quang, lạnh thấu xương đao khí phá vỡ Hứa Thuần Lương ngoài trời phục, xé rách hắn bên trong màu đen vệ áo, nữ tử thấy được Hứa Thuần Lương màu đồng cổ da thịt, nàng ngưng tụ lực lượng toàn thân tại dao ba cạnh mũi nhọn,
thề muốn xuyên thủng thân thể của hắn, đâm xuyên trái tim của hắn, hoàn thành bọn hắn đêm nay sứ mệnh. Giao ba cạnh khoảng cách Hứa Thuần Lương ra thịt vẻn vẹn chỉ còn lại một tấc khoảng cách, nhưng nữ tử bỗng nhiên cảm giác cánh tay đã mất đi lực lượng, giống như lâu ép về sau máu không khoái tê liệt, nàng rõ ràng nhìn thấy hai tay của mình, hai tay lại trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, giống như đột nhiên bị người làm gây tê đồng dạng. Nàng không biết tại sao lại phát sinh loại tình huống này, trong đầu lặp đi lặp lại nhắc nhở mình phải hoàn thành động tác này, muốn đem đao đâm vào Hứa Thuần Lương trái tim, nhưng mà nàng chỉ có thể dùng đại não chỉ huy, dùng con mắt để phán đoán phương hướng, hai tay của nàng đã hoàn toàn không cảm giác. Loại này sống chết trước mắt, cho dù là một giây do dự đều là chí mạng. Hứa Thuần Lương cánh tay trái còn giống như rắn độc vận chuyển tới phía sau, tại đoạn đao sắp đâm vào thân thể của mình trước đó bắt lấy nữ tử cổ tay. Nhu nhược vô cốt cánh tay trái đột nhiên trở nên như sắt thép cường hoành, răng rắc một tiếng, liền bẻ gãy nữ sát thủ cổ tay. Hứa Thuần Lương tay phải tại bóp nát tên kia tuổi trẻ sát thủ tay phải về sau trùng hoạch tự do, trung niên sát thủ nhìn lấy mình bị bắn thủng cánh tay phải phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, tiếng kêu rên của hắn đột nhiên gián đoạn, Hứa Thuần Lương bắt lấy tay cầm đao của hắn cánh tay, đưa về đằng trước, trung niên sát thủ như là tự vẫn, tướng đoạn đao đưa vào hắn cổ họng của mình. Trung niên sát thủ hai mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không cam lòng, hắn làm sao đều không nghĩ ra, Hứa Thuần Lương là làm được bằng cách nào, tại bọn hắn bố cục phía dưới, tại ba người bọn họ giáp công dưới, trên đời này không có người nhưng lấy tay không chạy trốn, nhưng mà Hứa Thuần Lương làm được. Trung niên nhân tướng đoạn đao từ cổ họng của mình bên trong rút ra, động tác này tăng nhanh hắn chết tốc độ, máu tươi như dũng tuyển hướng ra phía ngoài phun tới. Hứa Thuần Lương nhìn cũng không nhìn hắn. Một cước tướng tên kia phía sau đánh lén nữ sát thủ đạp ra ngoài. Nữ sát thủ lúc này mới hiển lộ ra nàng mảnh mai một mặt, duyên dáng gọi to lấy ngã sấp xuống tại vũng bùn trên mặt đất, nàng cách đó không xa nằm tên kia bị đặt ở sàn gác dưới phóng viên. Nữ sát thủ một tay chi chống đất gian nan bò người lên, Hứa Thuần Lương chậm rãi đi vào trước mặt của nàng, nắm lên ngăn chặn phóng viên thân thể sàn gác, kéo tới trước mặt của nàng, nữ sát thủ sợ hãi lắc đầu. Hy vọng có thể dùng mình lắp bắp biểu lộ tỉnh lại đối phương lòng thương hương tiếc ngọc. Hứa Thuần Lương mặt không thay đổi tướng sàn gác rơi xuống, tận lực để nhẹ, đây là phòng ngừa một chút tướng đối phương cho đập chết. Nữ sát thủ tại sợ hãi trong tiếng kêu thảm bị sàn gác ngăn chặn, tứ chi của nàng đang không ngừng run rẩy, nàng cảm giác thân thể của mình tại to lớn áp lực dưới bắt đầu biến hình, xương cốt khớp nối bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà phát ra két két thanh âm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Tuổi trẻ sát thủ tay phải đã toàn nát, nguyên bản ẩn thân tại phế tích bên trong dự định hoàn thành đối Hứa Thuần Lương một kích chí mạng, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ sứ mạng của mình, giãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bỏ chạy, hắn gánh tâm toàn này dùng để mê hoặc mục tiêu phế tích sẽ trở thành hắn vĩnh viễn mộ địa. Hứa Thuần Lương giật ra trung niên y phục của sát thủ, nhìn thoáng qua bộ ngực hắn hình xăm, quả nhiên cùng trước đây thiết kế ám sát mình Vương Văn Tường cùng Phương Thành là cùng một bọn, tất cả đều đến từ Tác Mệnh môn. Tuổi trẻ sát thủ sắp leo ra phế tích thời điểm, một cây gậy từ bên ngoài đâm vào, tướng thân thể của hắn một lần nữa thọc trở về. Hứa Thuần Lương ngay sau đó tướng trung niên sát thủ thi thể nhét đi vào, ngăn chặn cái này chạy trốn thông đạo. Tuổi trẻ sát thủ kêu rên nói, thả ta ra ngoài, người thả ta ra ngoài. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi Tác Mệnh môn sát thủ đều là không sợ chết. Người thả ta, không phải nữ nhân ngươi cũng muốn chết. Hứa Thuần Lương trong lòng run lên, nói, nàng ở nơi nào? Phương xa truyền tới một thanh âm trầm thấp, họ Hứa. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nam tử mặc trang phục màu xám cưỡng ép lấy Tô Tình xuất hiện tại phế tích bên trong, Tô Tình mặt mày thảm đạm, như tuyết cổ trắng bị đối phương dao găm trong tay chống đỡ. Hứa Thuần Lương cũng không có cùng Tô Tình đối mặt, mà là tiếp cận tên sát thủ kia khinh thường nói, Tác Mệnh môn khi nào luân lạc tới loại trình độ này. Thế mà cần nhờ cưỡng ép con tin đến bảo toàn tính mệnh. Người bớt nói nhảm, một mạng đổi một mạng, dùng mệnh của nàng đổi bên trong người kia. Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi không muốn sống nữa. Áo xám nam tử nói, ngươi không có lựa chọn, trước thả người, chờ chúng ta an toàn về sau, tự nhiên sẽ thả nàng. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, đánh cho một tay tính toán, hai người các ngươi lần thiết lập ván cục hại ta, hiện tại còn bắt cóc bằng hữu của ta. Áo xám nam tử cho là mình cầm chắc lấy Hứa Thuần Lương yếu hại, không có sợ hãi ra lệnh thả người. Ta đếm tới 5, 5, 4, 3, 1. Hứa Thuần Lương từng bước một hướng hắn đi đến, áo xám nam tử tướng lưỡi đao hướng Tô Tình phần cổ ép xuống,
lưỡi đao sắc bén cắt vỡ nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, một tia máu tươi thuận nàng tuyết trắng phần cổ trượt xuống, bạch hồng tôn nhau lên nhìn thấy mà giật mình. Áo xám nam tử nói, hắn bỗng nhiên một hơi không thể tiếp tục được nữa, mắt tối sầm lại, bịch một tiếng thẳng tắp ngã xuống. Hứa Thuần Lương nội tâm tràn ngập khinh thường, nếu như không phải là vì Tô Tình bình an, hắn đều chẳng muốn dùng độc. Tô Tình ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, thoát khốn về sau liều lĩnh hướng Hứa Thuần Lương chạy đi, nhào vào Hứa Thuần Lương trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy. Hứa Thuần Lương ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Tô Tình lắc đầu, chúng ta vừa mới đang cứu người, nhưng... Mắt tối sầm lại, đột nhiên liền đã mất đi chi giác, như là tiến vào trong mộng, lại là Hứa Thuần Lương điểm huyệt ngủ của nàng. Không có việc gì liền tốt. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía tên kia ngất đi người áo xám, hắn hận nhất người khác áp chế mình, thật sự cho rằng bắt lấy Tô Tình liền có thể làm cho mình khuất phục, nằm mơ. Hứa Thuần Lương tướng Tô Tình tạm thời để ở một bên, nắm lên người áo xám kia, chọn hắn nhuyễn ma huyệt, lúc này mới đem hắn một lần nữa tỉnh lại. Người áo xám nhìn thấy Hứa Thuần Lương, lại nhìn thấy nửa nằm tại cách đó không xa Tô Tình, lập tức ý biết đến đại thế đã mất, hắn run giọng nói, người biết chúng ta là ai chăng? Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, tác mệnh môn sát thủ đi, vì mấy lượng bạc vụn, làm lấy đầu đao liếm máu hoạt động. Biết còn không thả ta. Hứa Thuần Lương cười nói, đã làm loại này đoạt tính mạng người hoạt động, liền nên tùy thời làm tốt mất đi tính mệnh chuẩn bị, người thật giống như có chút sợ hãi a. Áo xám nam tử nói, người có biết hay không bên trong người kia là chúng ta thiếu môn chủ, người nếu là giết hắn, người cùng người nhà của người bằng hữu về sau quãng đời còn lại mơ tưởng được một lát thái bình. Hứa Thuần Lương thở dài nói, người kiểu nói này, ta càng hẳn là trảm thảo trừ căn, hủy thi diệt tích, cái này chàng địa chấn tới thật là đúng lúc, người nói có đúng hay không? Các ngươi nguyên bản liền định lợi dụng lần này địa chấn mưu hại ta, sau đó lại làm thành ta cứu tế vô ý gặp nạn giả tượng có đúng hay không? Áo xám nam tử ý thức được đại sự không ổn, cuống quýt bánh lái nói, ta thừa nhận, chúng ta có mắt không tròng, chỉ cần ngươi thả hai chúng ta, ta có thể cam đoan về sau tác mệnh môn cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Hứa Thuần Lương nói, tác mệnh môn quy củ ta nên cũng biết, cho nên kết thúc chuyện này biện pháp tốt nhất chính là thiên ý. Hứa Thuần Lương cầm lên áo xám người thân thể đem hắn như là ném rác rưởi một dạng nhét vào vừa mới cái kia cửa hang, bên trong truyền đến tuổi trẻ sát thủ kêu rên tuyệt vọng âm thanh. Hai tên đồng bạn thân thể đã đem hắn trốn con đường sống triệt đáy phá hỏng. Không đợi Hứa Thuần Lương động thủ tướng cửa hang phong bế, một đợt dư chấn phát sinh, rung động dữ dội để phế tích lại lần nữa phát sinh đổ sụp, vừa mới ba tên sát thủ ẩn thân không gian hoàn toàn sụp đổ, đã nghe không được tuổi trẻ sát thủ tiếng kêu cứu. Hứa Thuần Lương thở dài một hơi, thiên ý không thể trái. Hắn ôm lấy Tô Tình hướng chống trải chỗ đi đến, tên kia nữ sát thủ trơ mắt nhìn xem Hứa Thuần Lương trải qua bên người. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nàng sinh mệnh lực rốt cục bị trên thân khối này nặng nề sàn gác tiêu hao hầu như không còn, Hứa Thuần Lương tướng mấy món hung khí, nhặt lên, một mạch ném vào trường học bên cạnh trong dòng sông nhỏ. Tô Tình tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm tại Hứa Thuần Lương trong ngực, người hắn đã không thấy, nàng đưa tay sờ sờ Hứa Thuần Lương khuôn mặt, vững tin không phải mình đang nằm mơ, ôm Hứa Thuần Lương cổ ngẫu theo tại trong ngực của hắn, vui đến phát khóc nói Thuần Lương. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, nhất định sẽ không mặc kệ ta. Hứa Thuần Lương vì nàng xóa đi nước mắt trên mặt, nhà đầu ngốc, ngươi trốn không thoát, coi như đi đến chân trời góc biển ta cũng phải tìm đến ngươi. Tô Tình dưng dưng nói, ta không nghĩ tới trốn, đời ta nhận định ngươi, coi như ngươi đuổi ta ta cũng không đi. Nàng nhớ tới trước đây phát sinh hết thảy, chưa tỉnh hồn nói, người kia, uy hiếp ta người kia ở nơi nào. Hứa Thuần Lương vừa mới sở dĩ điểm huyệt đạo của nàng chính là không nghĩ nàng nhìn thấy tự mình ra tay, lạnh nhạt nói, chạy trốn. Có Hứa Thuần Lương ở bên người Tô Tình sợ hãi bất lực nội tâm trong nháy mắt an định xuống tới, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, bọn hắn phỏng vấn tổ hết thảy có 4 người, vừa rồi nghe nói Phù Sơn tiểu học bên này còn có hài tử không có có thể kịp thời trốn ra, cho nên bọn họ chạy tới hỗ trợ cứu viện, nhưng đến lúc đó bọn hắn chia ra tìm kiếm, cũng không nhìn thấy có hài tử. Ngược lại tao ngộ một trận dư chấn. Tô Tình dự định cùng đồng sự hội hợp thời điểm gặp tên kia người áo xám, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Tô Tình vốn cho rằng người áo xám cũng là bị nhốt nạn dân, thật không nghĩ đến hắn là nhắm vào mình mà tới. Hứa Thuần Lương hiện tại đã làm rõ cả một chuyện mạch lạc, hẳn là tác mệnh môn người cố ý thả ra tin tức giả, tướng Tô Tình báo cáo tin tức tổ dẫn đến nơi này. Bọn hắn trước từ ba tên sát thủ đặt bẫy ám sát Hứa Thuần Lương,
cưỡng ép Tô Tình là lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị, chủ yếu là bọn hắn mắt thấy Hứa Thuần Lương lấy thực lực tuyệt đối phản sát Phương Văn Tường cùng Phương Thành hai tên cao thủ, chỗ nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Có thể nói đám này tác mệnh môn sát thủ ám sát kế hoạch đã tiếp cận hoàn mỹ, đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Hứa Thuần Lương, bốn người tự nhận là ám sát không có kẽ hở, cuối cùng vẫn bị Hứa Thuần Lương nhẹ nhõm phản sát. Hứa Thuần Lương chỉ nơi xa, nơi đó là Tô Tình đồng sự di thể, bởi vì tử trạng quá thảm, hắn cũng không ngại Tô Tình đi phụ cận phân biệt. 2. Mưa tạnh, Tô Tình nước mắt lại chảy ra không ngừng dưới, cùng đi bốn người, một người đã xác nhận gặp nạn, còn có hai người tung tích không rõ, đây đều là nàng cả ngày gặp mặt đồng sự cùng đồng bạn, nghĩ đi lên mọi người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận tràng cảnh, trong lòng càng khổ sở, Tô Tình lần thứ nhất đối với mình sợ tòng sự tình công việc sinh ra dao động. Hứa Thuần Lương quan sát một chút tiểu học hậu phương dốc núi, vừa rồi một đợt dư chấn, lại tạo thành bộ phận ngọn núi đổ sụp, một chút đá rơi tất cả cút rơi xuống tiểu học trong viện, không bài trừ kế tục phát sinh ngọn núi đất lở khả năng. Hứa Thuần Lương đề nghị mau rời khỏi nơi này, Tô Tình ngất đi trong khoảng thời gian này, hắn đã chuyển đến một cây đại thụ lâm thời tại tiểu hà bên trên nhấc lên một cây cầu lương. Tô Tình cân bằng năng lực rất mạnh, không có dựa vào Hứa Thuần Lương trợ giúp, liền đi qua tòa này lâm thời cầu độc mộc. Trở lại trong trấn quảng trường nhỏ, ở nơi đó gặp Tô Tình một tên khác nữ đồng sự, kiếp sau trùng sinh hai người gặp mặt sau ôm đầu khóc giống. Lúc này có tin tức tốt lần lượt truyền đến, cứu viện trung tâm biết được Phù Sơn trấn bên này tình trạng, điều tới một chi bộ đội con em, trong thời gian ngắn nhấc lên một cây cầu lương, tướng vây ở chỗ này nạn dân mau chóng chuyển di ra đi. Theo cứu viện lực lượng tăng cường, càng ngày càng nhiều công trình bắt đầu được chữa trị, thông tin cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Hứa Thuần Lương nhận được viện trưởng Thường Bảo Khánh điện thoại, hỏi thăm hắn tình huống hiện tại. Hứa Thuần Lương tiến về nghĩ cách cứu viện Diệp Sương Nguyên tin tức đã truyền đến Thường Bảo Khánh nơi đó, tất cả mọi người biết là Hứa Thuần Lương bỏ xuống trăm trượng sườn núi, lại đuổi tại đất đá trôi bộc phát trước đó tướng Diệp Sương Nguyên di thể cõng ra đến, bất quá về sau Hứa Thuần Lương cũng không trở về cứu viện căn cứ, mà là tự hành đi đến Phù Sơn trấn. Thường Bảo Khánh đánh tới cú điện thoại này mục đích có hai cái. Một là xác định Hứa Thuần Lương bình an vô sự, hai là nói cho hắn biết Diệp chủ nhiệm nhà người đã tới Cử Châu, yêu cầu gặp hắn. Hứa Thuần Lương hướng Tô Tình kể một chút, để nàng mau rời khỏi trấn khu, Tô Tình cũng nhận được đài lãnh đạo thông chi, bởi vì lần này trong bọn họ có người hy sinh vì nhiệm vụ, đài lãnh đạo cũng gặp phải rất lớn áp lực, yêu cầu bọn hắn tất cả còn tại trấn khu nhân viên công tác mau chóng trở về địa phương an toàn. Đây cũng là thượng cấp bộ môn yêu cầu, liên quan tới trấn khu đến tiếp sau đưa tin sẽ từ nơi đó đài truyền hình cùng ương thị liên hợp tiến hành. Hứa Thuần Lương tự mình hộ tống Tô Tình bên trên bộ đội cứu viện xe tải, Tô Tình đứng tại trên xe tải một bên rơi lệ một bên hướng hắn phất tay, chờ đến nhanh thấy không rõ Hứa Thuần Lương thời điểm, nàng vừa rồi lấy hết dũng khí lớn tiếng hô nói, Thuần Lương, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta chờ ngươi. 1. Lâm Tư Cẩn cùng Diệp Sương Tuyền thương lượng về sau. Quyết định tạm thời không hướng người nhà thông báo tin dữ này, Lâm Tư Cẩn cùng thị sát đoàn đội thành viên khác người nhà cùng một chỗ đi đầu chạy tới Cử Châu, chờ đến lúc đó, mới biết được ngoại trừ Diệp Sương Nguyên di thể bị Hứa Thuần Lương đọc ra đến bên ngoài, những người khác di thể vẫn lưu tại bộ kia rơi vỡ trong phi cơ trực thăng, bởi vì phát sinh đất đá trôi mà không cách nào kịp thời chuyển di ra. Trước mắt đội cứu viện đã xác định máy bay trực thăng vị trí, về phần có thể hay không tìm tới còn lại thành viên di thể. Có thể tìm tới mấy cỗ di thể còn khó nói. Lâm Tư Cẩn một thân một mình đối mặt với Diệp Sương Nguyên di thể, không có rơi lệ, tới trên đường nước mắt đã chảy khô, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý, đi qua dưới cái nhìn của nàng tục không chịu được một câu, bây giờ tại trên người nàng đạt được ứng nghiệm. Là Diệp Sương Nguyên chỉnh lý di dung thời điểm, mới phát hiện sợi tóc của hắn trắng bệch, Lâm Tư Cẩn nhớ đến bọn hắn phân cục trước đó, Diệp Sương Nguyên tóc vẫn là đen nhánh, nghĩ không ra cái này ngắn ngủi mấy năm. Tóc của hắn đã trắng bệch, nhìn qua Diệp Sương Nguyên gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm khuôn mặt, nhớ lại hắn ngày xưa âm dung thiếu mạo, Lâm Tư Cẩn nội tâm bị đắng chát cùng hối hận lặp đi lặp lại dày vò lấy, Sương Nguyên, ngươi chính là chết sĩ diện sống chịu tội. Cái mũi của nàng có chút mỏi như, mình không phải là không. Nàng biết Diệp Sương Nguyên tóc trắng có một bộ phận nhất định là vì mình, vươn tay ra nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Sương Nguyên đã băng lãnh khuôn mặt, nói khẽ ngươi bây giờ cái gì đều có thể buông xuống. Thanh thản ổn định đi thôi, nữ nhi có ta chiếu cố, cha bên kia ta cũng sẽ tận tốt bản phận. Nàng tựa hồ nghe đến Diệp Sương Nguyên đang nói cái gì. Khom người xuống, lỗ tai xích lại gần môi của hắn một bên, cố gắng lắng nghe, một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, bắt lấy Diệp Sương Nguyên tay, tóm đến như thế dùng sức,
âm thanh run rẩy, không rời, người yên tâm, ta nhóm không ly hôn. Hứa Thuần Lương xốc lên lều vải một góc, vừa vặn nhìn thấy cái này làm người thấy chua xót một màn, hắn mím môi, trong lòng bị một cỗ khó mà hình dung cảm xúc chi phối, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Điện thoại di động vang lên, là Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương nhìn qua trên màn hình danh tự, do dự muốn hay không tiếp, hắn không rõ ràng Diệp Thanh Nhã có phải hay không đã biết tin dữ này. Tiếp đi, nàng sớm tối đều phải biết, Lâm Tư Cẩn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hứa Thuần Lương bên người. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đi đến một bên nhận nghe điện thoại, Lâm Tư Cẩn xa xa nhìn qua, mặc dù không nhìn thấy nữ nhi, nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhi bi thương, nàng vẫn luôn cho là mình đủ kiên cường bột đối hết thảy, thế nhưng là nàng nhưng không có dũng khí tướng trượng phu chết nói cho nữ nhi, cho nên nàng mới thông qua Hứa Thuần Lương nói ra chân tướng. Chân tướng thường thường đều là tàn khốc, lại là không cách nào né tránh. Lâm Tư Cẩn quyết định tướng Diệp Sương Nguyên di thể đưa trở lại kinh thành. Chỉ là vào tình huống như bây giờ, chiếm dụng công cộng tài nguyên tất nhiên muốn rơi người miệng lưỡi, thế nhưng là nàng cân nhắc không được quá nhiều, nếu như tướng di thể ngay tại chỗ hỏa táng, kia a người Diệp gia liền không gặp được hắn một lần cuối. Từ đối với Diệp gia tôn trọng, Lâm Tư Cẩn vẫn là cùng Diệp Sương Tuyền thương lượng một chút, Diệp Sương Tuyền cưỡi máy bay vừa mới tại thủ đô sân bay hạ xuống, tại chuyện này thái độ tương đối thận trọng, thân là thể chế bên trong người nhất định phải muốn cân nhắc đến tiếp sau ảnh hưởng. Mặc dù hắn cũng rất muốn đại ca di thể vận trở lại kinh thành hỏa táng, nhưng là tại loại này thời khắc mẫn cảm, vận dụng chuyên cơ tướng đại ca di thể vận trở lại kinh thành khẳng định sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Diệp Sương Tuyền không dám thiện tự làm chủ, hắn quyết định trước trưng cầu một chút phụ thân ý kiến. Diệp lão trắng đêm chưa ngủ, nhìn qua bên ngoài dần dần nổi lên ngân bạch sắc bầu trời, nhẹ giọng thở dài, xoay người, nhìn thấy lệ rơi đầy mặt tôn nữ, hắn dùng sức nắm chặt ghế salon lan can, lắc đầu. Ra hiệu nàng cái gì đều không cần nói, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Tiếp vào Diệp Sương Tuyền cú điện thoại này, Diệp lão trầm ngâm một lát, ngữ khí trầm trọng, ngữ tốc chậm rãi đáp lại nói, ta già, ta cũng mệt mỏi, chính ngươi quyết định. Hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, đứng lên thân đến, nhìn qua một bên yên lặng rơi lệ Diệp Thanh Nhã, chủ động đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái tôn nữ, ta đi ngủ, chờ cha ngươi trở về thời điểm đánh thức ta. Diệp Thanh Nhã hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Gia Gia đột nhiên còng xuống bóng lưng, nàng biết Gia Gia bây giờ chọn lựa rời đi là không muốn người khác nhìn thấy bi thương của hắn. Người đã già, tỉnh bình thường sẽ sớm một chút, Kiều lão cũng là như thế, sau khi tỉnh lại hắn trước tiên chú ý Cử Châu địa chấn tin tức, nghe nói giảm tai ủy thị sát đoàn tai nạn máy bay sự tình về sau, Kiều lão lập tức chìm mặc, tâm tình của hắn trở nên phá lệ nặng nề, mấy chuyến cầm điện thoại lên lại buông xuống. Làm nhiều năm lão hữu, hiện tại đương nhiên hẳn là an ủi hỏi một chút, hắn do dự có phải hay không muốn đích thân tiến về Diệp gia một chuyến. Ngay tại nội tâm của hắn kịch liệt giao chiến thời điểm, Uông lão gọi điện thoại tới, Uông lão cũng nghe nói Diệp Sương Nguyên sự tình, bọn hắn ba nhà đã từng đồng cam cộng khổ hoạn nạn, mặc dù những năm gần đây bởi vì lý niệm khác biệt giảm bớt lui tới, nhưng bọn hắn cách mạng hữu nghị là sẽ không cải biến. Kiều lão vẫn nhớ kỹ lúc trước con của hắn Kiều Viễn Sơn mất tích thời điểm. Hai vị lão hữu là như thế nào khuyên bảo mình, hiện tại Diệp gia xảy ra sự tình, mình nếu không ngay đầu tiên thăm hỏi, chẳng phải là lộ ra ân tình mờ nhạt, huống chi Kiều Diệp hai nhà nguyên bản vẫn là thân gia. Bởi vì Uông lão cú điện thoại này, Kiều lão quyết định trước gọi điện thoại cho Diệp lão, ít nhất phải cho thấy một chút thái độ, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Điện thoại vang lên không có vài tiếng Diệp lão liền nghe, thanh âm của hắn cũng không có toát ra quá nhiều bi thương. Chỉ là có vẻ hơi mỏi mệt, lão Kiều a. Kiều lão ừ một tiếng, thấp giọng nói, Sương Nguyên sự tình ta đều nghe nói, sự tình như là đã phát sinh, ngươi cũng khôn nên quá thương tâm, nhất định phải bảo trọng thân thể, có gì cần ta hỗ trợ địa phương một mực nói thẳng. Diệp lão nói, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ là một kiện quang vinh sự tình, ta không thương tâm, từ khi hắn đi lên thể chế con đường, ta liền làm xong đem hắn giao cho quốc gia chuẩn bị tư tưởng. Kiều lão cảm khái nói, lão Diệp, người bồi dưỡng hảo nhi tử a. Diệp lão nói, ta không có làm cái gì, là quốc gia nuôi dưỡng hắn, đi cho tới hôm nay một bước này đều là dựa vào hắn tự thân cố gắng, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng không đúng là chúng ta người đảng cộng sản truy cầu sao. Kiều lão nói, lão Diệp a, ta biết ngươi có đức độ, có một số việc không tiện hướng tổ chức nâng lên, ta tới nói. Không cần, lão Kiều, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi cho trợ giúp của hắn đã đủ nhiều. Kiều lão nội tâm như là bị người nắm chặt một chút,
hắn cảm thấy được Diệp lão lúc này tâm cảnh tuyệt không phải trên miệng biểu hiện ra như vậy bình thản. Hắn rất muốn giải thích một ít chuyện, nhưng bây giờ cũng không phải là thích hợp thời cơ, châm rót một chút nói bổ sung, ta đến an bài tướng Sương Nguyên Vận trở lại kinh thành. Diệp lão nói, cùng cơ còn có những người khác, bọn hắn giống nhau là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, có liền thi thể đều không tìm được, chúng ta Diệp gia không muốn ngay tại lúc này chiếm dụng dùng chung tài nguyên, tin tưởng Sương Nguyên trên trời có linh cũng không nghĩ tới chúng ta làm như thế, chúng ta Diệp gia sự tình tình chính chúng ta có thể xử lý. Câu nói này đã nói đến rất không khách khí, Kiều lão biết rõ Diệp lão tuyệt không chỉ là bi thương quá độ nguyên nhân, hắn không nói thêm lời, an ủi Diệp lão vài câu vội vàng đã cúp điện thoại. Kiều Như Long từ khi Tề Sảng mẹ con bị cướp sự kiện về sau liền thành thành thật thật ở kinh thành bế môn hối lỗi, hôm nay vừa vặn tại nhà Gia Gia ở đây. Hắn vừa mới đạt được Diệp Sương Nguyên bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ tin tức, đang định ra nói cho Gia Gia, nhưng nhìn đến Gia Gia sắc mặt liền ý thức được hắn đã biết. Gia Gia, sớm a. Kiều lão nhìn lướt qua cháu trai, từ khi Nam Giang bắt cóc sự kiện về sau, ông cháu giữa hai người giao lưu rõ ràng ít đi rất nhiều. Mặc dù bọn hắn đợi cùng một chỗ thời gian càng nhiều, nhưng Kiều lão rất ít chủ động mở miệng nói lời nói, hắn cũng có thể nhìn ra cháu trai ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế chậm cùng quan hệ giữa bọn họ. Kiều lão nhẹ gật đầu, có việc. Kiều Như Long nói, Thanh Nhã tra chuyện của ba tình. Kiều lão từ trên bàn trà cầm lấy thuốc lá, Kiều Như Long trong lòng có chút kinh ngạc, Gia Gia đã cai thuốc, làm sao lại đột nhiên lại bắt đầu rút. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Sương Nguyên sự tình. Kiều Như Long đi qua. Chủ động giúp Gia Gia đốt lên thuốc lá. Kiều lão hít một hơi thuốc lá, nói khẽ, hắn cũng là nhạc phụ của ngươi. Kiều Như Long mím môi, đây là hắn không cách nào phủ nhận sự thật, bất quá hắn hiện tại cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn, hắn cùng Diệp Sương Nguyên ở giữa tự nhiên không tồn tại loại này quan hệ. Kiều lão nói, ngươi định làm gì? Kiều Như Long nói, ta dự định đi Diệp gia nhìn xem, phải chăng có ta có thể giúp một tay địa phương? Kiều lão lại hút một hơi thuốc. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ người Diệp gia chưa hẳn muốn gặp đến hắn, vừa rồi trong điện thoại nhiều năm lão hữu đã minh xác biểu thị ra cự tuyệt, nhưng vô luận Diệp gia nghĩ như thế nào, bọn hắn không thể không đi, nếu không người khác sẽ nói bọn hắn Kiều gia quá mức bạc tình bạc nghĩa. Kiều lão nói, Diệp gia cho rằng Diệp Sương Nguyên đi giảm tai ủy là ta làm ra tác dụng. Kiều Như Long tràn ngập kinh ngạc nhìn Gia Gia, hắn biết Diệp Sương Tuyền tiến về Nghê Hồng là Gia Gia ra mặt. Nhưng là chưa từng nghe nói qua Diệp Sương Nguyên cương vị biến động cùng Gia Gia có quan hệ. Kiều lão nói, hắn tại quyết sách bên trên xuất hiện một chút sai lầm, có người thừa cơ đem hắn từ lúc đầu trên cương vị đá đi, lại tướng khoản nợ này ỉ lại trên người của ta, vừa vặn hai nhà chúng ta lại phát sinh một chút sự tình, một cắt xem ra đều lộ ra như vậy thuận lý thành chương. Kiều Như Long nói, Gia Gia, người có thể giải thích à? Kiều lão lắc đầu, giải thích là vô dụng. Kiều gia cùng Diệp gia ở giữa hiểu lầm chỉ sợ muốn càng kết càng sâu. Kiều Như Long nói, Gia Gia, vậy ta còn muốn hay không đi? Kiều lão nhíu mày, chuyện đơn giản như vậy còn muốn thỉnh giáo mình. Hắn tức giận nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Kiều Như Long nói, ta nghe nói hắn di thể vẫn tại tai khu, có phải hay không muốn ngay tại chỗ hỏa táng? Kiều lão nói, cùng kỳ ngộ khó khăn còn có những người khác, đạo lý bên trên ngay tại lúc này không nên chiếm dụng công cộng tài nguyên. Nhưng phát sinh loại sự tình này, người nhà tình cảm bên trên khẳng định là hy vọng nhìn thấy một lần cuối. Hắn không có nói mình chủ động đưa ra muốn ra mặt an bài trở về di thể bị Diệp lão cự tuyệt sự tình. Kiều Như Long nói, chuyện này chúng ta cũng không xen tay vào được, muốn từ người Diệp ra tự mình làm quyết định. Kiều lão nội tâm càng phát ra thất vọng, hắn cũng không phải là đối cháu trai phân rõ giới hạn khoanh tay đứng nhìn thất vọng, mà là phát hiện Kiều Như Long không có cái nhìn đại cục, lấy Kiều Như Long tài lực cùng nhân mạch. Hoàn toàn có thể vận dụng tư nhân quan hệ trợ giúp Diệp gia giải quyết chuyện này, cho dù là hắn cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn, làm Diệp Sương Nguyên trước con rể đi làm chuyện này cũng sẽ không có người chê hắn nhiều chuyện. Kinh lịch việc này về sau, Kiều Diệp hai nhà ở giữa còn sót lại tình cũ cũng triệt để đứt gãy, Kiều lão phi thường rõ ràng Diệp lão bản tính, Diệp lão khẳng định sẽ đem khoản nợ này tính vào hắn. Giữa bọn hắn quá quen thuộc, đối tay của nhau đoạn hiểu rất rõ. Mà lại lần này tiếp nhận Diệp Sương Nguyên vị trí người vừa vặn là học sinh của hắn, rất nhiều người đều cho rằng là Kiều lão ở sau lưng làm ra tác dụng. Lúc đầu Diệp Sương Nguyên cho dù là đi giảm tai ủy cũng không trở thành nháo đến lão hữu phản mục đích bước, nhưng thiên ý trêu người, hắn vừa đi giảm tai ủy liền bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ. Kiều lão nội tâm tràn đầy thống khổ, đã là Diệp Sương Nguyên tráng niên mất sớm mà đau lòng,
lại vì hắn cùng Diệp lão như vậy chết đi hữu nghị cảm thấy khổ sở. Luận đến chính trị thủ đoạn Diệp lão so ra kém mình, thế nhưng là Diệp lão nghĩ muốn đối phó một người thời điểm, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn trực tiếp đều muốn cương liệt. Kiều lão cả đời này chưa hề giống như bây giờ thống khổ qua, hắn làm sao cũng không nghĩ đến mình tại phai nhạt ra khỏi chính đàn về sau còn muốn đối diện cùng ngày xưa lão hữu minh qua gặp nhau. Kiều lão nhìn qua Kiều Như Long, cực kỳ kiên định nói ra một câu, Như Long, ta muốn ngươi lập tức từ chức. Kiều Như Long mặc dù biết một ngày này sớm tối đều sẽ tới, nhưng khi Gia Gia Minh xác nói ra yêu cầu thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là khó tránh khỏi bị chấn động một chút, lập tức. Kiều lão gật đầu nói, nhất định phải đem chuyện của ngươi giải quyết tốt, không thể lưu hạ vấn đề gì, không nên bị người hữu tâm chế tạo văn chương. Kiều Như Long thấp giọng nói, Gia Gia, ý của ngài là, Diệp gia sẽ ở sau lưng nhằm vào ta. Kiều lão lắc đầu, lão Diệp quang minh lỗi lạc, hắn coi như muốn đối phó ngươi, cũng sẽ mình đánh mình xuất thủ, ta là lo lắng có ít người, bọn hắn sẽ lợi dụng xương nguyên chết, phân hóa hai nhà chúng ta quan hệ, bốc lên giữa chúng ta đấu tranh. Kiều Như Long nói, vấn đề đơn giản như vậy chẳng lẽ Diệp gia nhìn không ra? Diệp xương nguyên sự tình cùng nhà chúng ta không quan hệ, nếu như người muốn nhằm vào bọn họ, vì sao còn muốn trợ giúp Diệp xương tuyền? Kiều lão nhìn qua Kiều Như Long ánh mắt trở nên có chút đáng sợ, Kiều Như Long không dám tiếp tục nói đi xuống. Kiều lão gần từng chữ, nhớ kỹ, Diệp gia chưa hề đều không phải địch nhân của chúng ta, đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải. Diệp Xương Tuyền tại tổng hợp cân nhắc về sau quyết định tướng đại ca di thể tại Cửu Châu nơi đó hỏa táng, hắn đến kinh thành về sau cũng không gấp nhà, lập tức đón xe tiến về Cửu Châu, đại biểu Diệp gia thấy đại ca một lần cuối, sau đó tự mình mang cho cốt hồi kinh. Nhưng khi hắn tướng quyết định này nói cho Lâm Tư Cẩn thời điểm, Lâm Tư Cẩn lại làm cho hắn không dùng qua tới, nàng quyết định hộ tống Diệp Xương Nguyên di thể đến kinh, nhất định phải để lão gia tử cùng nữ nhi nhìn thấy Diệp Xương Nguyên cuối cùng một bột. Lâm Tư Cẩn để Diệp Xương Tuyền không cần có quá nhiều lo lắng, lần này hộ tống di thể trở về kinh sẽ không chiếm dùng bất kỳ công cộng tài nguyên, từ bọn hắn con nuôi Hứa Thuần Lương an bài, lợi dụng ướp lạnh xe tướng Diệp Xương Nguyên di thể hộ tống hồi kinh. Lâm Tư Cẩn bàn giao Diệp Xương Tuyền ở lại kinh thành làm tốt tang lễ chuẩn bị, cúp điện thoại, nhìn thấy Hứa Thuần Lương an bài ướp lạnh xe đã tới cứu viện trung tâm. Ướp lạnh xe vốn là Trường Thiện bệnh viện dùng để vận chuyển cứu tế vật liệu. Kỳ thật lấy Hứa Thuần Lương quan hệ hoàn toàn có thể điều đến một chiếc máy bay trực thăng, nhưng là cân nhắc đến Diệp Xương Nguyên chính là máy bay trực thăng rủi ro, vẫn là lựa chọn đường bộ vận chuyển, về thời gian mặc dù muốn trễ một chút, nhưng càng thêm ổn thỏa, tình cảm bên trên cũng lại càng dễ tiếp nhận. Ninh Tứ đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, hướng hắn báo cáo, đã an bài 20 chiếc xe gắn máy, 8 chiếc xe hơi ven đường hộ tống, hắn thấy Diệp Xương Nguyên như thế lớn cán bộ. Lại là Hứa Thuần Lương cha nuôi, chàng diện bên trên khẳng định không thể qua loa. Hứa Thuần Lương lắc đầu, biểu thị không cần bất luận cái gì cỗ xe hộ tống, hắn cùng Lâm Tư Cẩn đều ngồi ướp lạnh trước xe hướng, bọn hắn trước đó đã thống nhất ý kiến, tận lực điệu thấp tiến hành, không cho chính phủ gia tăng phiền phức, lần này cho dù là tư nhân hành vi, cũng không muốn vận dụng quá nhiều người lực, hy vọng càng nhiều người cùng xe chiếc lưu lại tiếp tục kháng chấn, chống chấn động cứu tế, tai khu càng cần hơn trợ giúp của bọn hắn. Cử Châu nơi đó lãnh đạo tới thăm hỏi, Lâm Tư Cẩn liền qua loa tâm tình đều không có, cuối cùng vẫn là Hứa Thuần Lương lấy con nuôi thân phận qua đi tiếp đãi một chút. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn lập tức xuất phát, từ Cử Châu đến kinh thành đại khái hơn 600 cây số đường xá, dưới tình huống bình thường chừng 7 giờ có thể đuổi tới, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, Cử Châu cảnh bên trong con đường cầu nối nhiều chỗ tổn hại. Bọn hắn không thể không đi vòng rời đi, đoán chừng muốn so sớm định ra thời gian nhiều 3 giờ. Hứa Thuần Lương cũng tướng tự thân tình huống hướng chỗ Lâm Thời bệnh viện tiến hành báo cáo, viện trưởng Thường Bảo Khánh mở cho hắn đèn xanh, chủ yếu là trong thành phố cũng chào hỏi, Hứa Thuần Lương là Diệp Xương Nguyên con nuôi, hiện tại hắn đời biểu cứu viện trung tâm bộ chỉ huy hộ tống Diệp Xương Nguyên di thể hồi kinh. Hứa Thuần Lương nhìn qua bên người Lâm Tư Cẩn, tại trong ấn tượng của hắn mẹ nuôi ít có dạng này trầm mặc qua. Đi qua hắn vẫn cho là vợ chồng bọn họ hai ở riêng nhiều năm, tình cảm sớm đã nhạt nhẽo, hiện tại xem ra giữa hai người cảm giác tình xa so với ngoại giới nhìn thấy phải sâu. Hứa Thuần Lương từ trong túi lấy ra tấm kia ảnh gia đình đưa cho Lâm Tư Cẩn tiếp nhận tấm kia nhuốm máu ảnh gia đình, vành mắt đỏ lên, cấp tốc chuyển hướng cửa sổ xe, nhìn qua ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ lại đã nổi lên mưa. Kinh thành cũng tại mưa. Diệp Xương Tuyền về đến trong nhà chuyện thứ nhất chính là thẳng đến phòng của phụ thân.
Diệp lão cũng không đóng cửa, Diệp Xương Tuyền ở trước cửa kêu một tiếng cha, qua một hồi lâu, mới nghe được phụ thân thanh âm mệt mỏi nói, ta ở đây, vào đi. Diệp Xương Tuyền đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy phụ thân mặc quân trang đoan đoan chính chính ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt hắn bày biện một bản lật ra album ảnh. Diệp Xương Tuyền nói, cha, ta nghe Thanh Nhã nói, người từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Diệp lão thở dài, khép lại album ảnh, ngủ không được, luôn cảm thấy ca của ngươi sẽ còn trở về, đúng, ngươi tại sao trở lại? Vì cái gì không có đi Cử Châu? Diệp Xương Tuyền tướng Lâm Tư Cẩn cùng Hứa Thuần Lương hộ tống Diệp Xương Nguyên di thể hồi kinh sự tình nói.